8 tiến 4, bắt đầu rút thăm, 8 thí sinh vào sân, Long Hạo Thần kéo Thải Nhi đứng dậy, khiến hắn vui mừng là lần này Thải Nhi không có rút tay ra, ngược lại nắm lấy tay hắn, cứ như vậy bị hắn dắt tay đi vào sân đấu. Thải Nhi là một cô gái thông minh hơn nữa có chủ kiến. Ngày hôm qua khi nàng tựa vào vai Long Hạo Thần, thì nàng đã không còn sợ ai nói gì nữa. Một phút kia, nàng thẳng thắn nhìn vào quan hệ giữa mình và Long Hạo Thần. Sáu thí sinh khác vẻ mặt là lại nhìn đôi người yêu này. Thực lực của Long Hạo Thần có người tự mình thể nghiệp có người không biết. Nhưng hôm qua Thải Nhi biểu lộ ra sự mạnh mẽ thì mỗi người đều trông thấy. Rất nhanh tám thí sinh tiến đến giữa sân, cách xuất thăm không khác gì ngày hôm qua, chỉ là số người ít hơn mà thôi. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện sư tổ hôm nay sắc mặt hơi khó coi. Nói chính xác hơn thì là hai mắt vô thần tan rã, cơ mặt thỉnh thoảng co giật, không biết có chuyện gì. Bắt đầu rút thăm, Hàn Khiếm Thiều thào nói, trong lòng thầm than, lão phu lớn tuổi như vậy còn bị đánh một trận, thật bi thương. Long Hạo Thần một tay nắm tay Thải Nhi, nâng cánh tay khác đặt lên quang hoàn. Cùng lúc đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn đám đối thủ cạnh tranh. Sáu người tiến vào bát cường hắn chỉ nhận ra hai người. Dương Văn Chiêu và Hoàng Nghị, còn dư bốn người thì chỉ có vị kỵ sĩ cấp 5 là Long Hạo Thần hơi ấn tượng. Từng luồng ánh sáng vàng lấp lánh, rút thăm hoàn thành trong trước mắt. Trong quá trình rút thăm, ánh mắt Long Hạo Thần nhìn chằm chằm Thải Nhi. Đương nhiên hắn không mong đợi sẽ giúp chúng người là nàng. Dường như vận khí của hắn không sai. Màu sắc trên thân hai người độ đậm nhạt rõ ràng khác biệt, hôm nay tuyệt đối sẽ không đụng nhau. Long hạo thần thế này mới ngẩng đầu lên nhìn người khác. Sơ đồ trận bát cường đã hiện ra, có người vui có người buồn. Hoàng nghị là bực mình nhất, bởi vì đối thủ tám tiến bốn của y chính là Thải Nhi. Khi trông thấy ánh sáng vàng trên người Thải Nhi giống như mình, Hoàng nghị chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát. Gã biết, sợ là con đường của mình chấm dứt từ đây. Lòng y ngược lại nhẹ nhõm hẳn ra, Hoàng nghị biết rõ, hôm nay những người này, Mặc kệ y đối kháng với ai thì cơ hội thắng không lớn, chẳng qua là giúp chúng một đối thủ không có khả năng thắng nhất mà thôi. Long Hạo Thần cũng nhìn thấy đối thủ của mình, hôm nay hắn phải đối đầu với linh hồn thánh điện cấp 5 khống thú sư. Thật hiển nhiên, hắn phải vượt qua khó khăn không nhỏ. Kỵ sĩ thánh điện lần nữa bày tỏ ra bản sắc xui xẻo. Dương Văn Chiêu và một kỵ sĩ cấp 5 khác giúp chúng cùng một tổ. Rốt cuộc gã không thể tránh cho kỵ sĩ đối đầu, nhưng Dương Văn Chiêu vẻ mặt thoải mái, gã cảm thấy vận khí của mình rất tốt ít ra không đụng phải thải nhi, cuối cùng đương nhiên là một thích khách cấp 4 bậc cao nhất của thích khách thánh điện đối đầu với thăng cấp giả duy nhất của chiến sĩ thánh điện. Hai người này vẻ mặt đều hiện nét vui mừng, không cần nói, trong đám thí sinh tiến nhập bát cường, hai người họ thực lực kém nhất, thứ đến là Hoàng Nghị. Chỉ cần dốc sức chiến đấu, còn có khả năng tiến nhập tứ cường. Hàn khiếm cơ mặt rút gân, vận khí cũng quá kém đi, lại rút chúng người nhà. Nhưng hôm nay không có người cười nhạo ông, trận chiến này đối với lục đại thánh điện trọng yếu phi thường, có thể hay không tiến nhập Tứ Cường, vào được Tứ Cường rồi xem như đã bước một chân vào ngưỡng cửa ba hạng đầu. Không chỉ có thể đạt được linh lô, đối với Lục Đại Thánh Điện mà nói, là tượng trưng của vinh quang. Ảnh tùy phong đỡ hơn mấy người kia, ông tuyệt đối tin tưởng thải nhi, hơn nữa bản thân thích khách thánh điện có hai người tiến vào bắt cường, cơ hội lớn hơn chút. Mà chưa thánh điện không có thí sinh tham dự, các phó điện chủ của ba đại thánh điện khác thì nhìn chằm. Chằm đệ tử bổn điện, dùng ánh mắt truyền đạt cho họ điều gì. Nhan sắc nhạt nhất ở lại, những người khác quay về khu nghỉ ngơi chờ đợi thi đấu. Hàn khiếm ỉu siêu nói, Long Hạo Thần hai mắt chợt sáng ngời, hôm nay ánh sáng vàng trên người hắn mở nhất, rõ ràng xuất chiến chính là hắn và người khống thú sư. Thải Nhi, đối thủ của cô là Hoàng Nghị, mà Pháp Sư Thổ Hệ, cấp 5. Có được thổ nguyên tố tinh linh, am hiểu thổ lãng thuật hỗ trợ bản thân biến hóa vị trí. Cô sẽ xuất chiến trận thứ tư, còn tôi thì ở trận đầu. Cô trước tiên trở lại nghỉ ngơi đi, sai lầm ngày hôm qua hắn quyết không lặp lại lần nữa hắn chẳng những cho nàng biết đối thủ, còn đơn giản nói ra những đặc điểm của Hoàng Nghị. Long Hạo Thần không hề che giấu thanh âm, Hoàng Nghị sắc mặt bỗng biến thành càng nhăn nhó. Đồng dạng sắc mặt vặn vẹo còn có ma pháp thánh điện thánh ma đạo sư Lâm Thần. Gã nhìn Thải Nhi rồi lại nhìn Hoàng Nghị, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Những người khác chậm rãi rời khỏi sân, chỉ chưa lại Long Hạo Thần và vị khống thú sư. Phòng phòng hộ mép sân đấu từ từ dâng lên, kỵ sĩ thánh điện Long Hạo Thần đấu với linh hồn thánh điện Lưu Vũ. Hai bên cách nhau 50 mét, Long Hạo Thần chậm rãi lùi về sau, cùng lúc cẩn thận quan sát đối thủ. Liêu Vũ là một thanh niên dáng người mảnh khảnh, thân cao không hơn 14 tuổi Long Hạo Thần, chắc chắn độ tuổi không vượt qua 20. Tướng mạo chỉ thuộc hàng trung đẳng, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng có một đôi mắt đặc biệt sáng, hút hồn người. Trong lúc lùi về phía sau, đôi mắt kia luôn nhìn chằm chằm Long Hạo Thần. Khoảng cách giữa hai bên dần giãn ra, nhưng khí thế thì đấu đá nhau. Liêu Vũ trong tay cầm pháp trượng màu trắng, pháp trượng có màu sắc này rất hiếm thấy, nhìn không ra làm bằng chất liệu gì, phần đỉnh khảm bảo thạch cũng là màu trắng. Thuần khiết như ngọc, trắng như tuyết, bảo thạch hình cắt sáu cạnh, tản ra nhẹ nhẹ khí lạnh. Trận đấu bắt đầu, khoảnh khắc kéo dài đúng 50 mét, trọng tài cao giọng tuyên bố cùng lúc thân hình chợt lóe, mau chóng lùi về sau, nhường sân đấu cho hai người. Liêu Vũ đã sớm có chuẩn bị, trong khoảnh khắc vang lên tiếng bắt đầu thi đấu, chớp mắt bùng phát chú ngữ, cùng lúc đó, một vầng sáng trắng tỏa ra từ người gã. Có cảm giác gã ngâm sướng chú ngữ không nhanh bằng Bạch Hiểu Mạc hoặc Phương Trúc, nhưng đọc nhấn từng từ rõ ràng hơn nữa có tiết tấu kỳ dị càng kỳ quái lạc cùng với chú ngữ ngâm sướng pháp trượng trong tay gã không ngừng vung vẩy cùng với tiết tấu một phù văn màu trắng ngà mau chóng thành hình trước mặt gã chỉ ba giây thời gian trước người gã đã lóe lên cánh cửa lớn màu trắng phát sáng một con ma thú nhanh như chớp nhảy ra đó là con báo toàn thân tuyết trắng có vằn xanh đậm sắc vàng nó dài chỉ khoảng hai thước thoạt nhìn không quá to khỏe nhưng cho người ta cảm giác lực lượng và xinh đẹp kết hợp liêu vũ bước ra một bước phần sáng trắng quanh thân nháy mắt dung hợp với con báo tuyết này. Ngay sau đó, gã xuất hiện trên lưng báo tuyết, tuyết ảnh báo, mau như điện xẹt, lướt nhanh như gió, am hiểu ma pháp băng hệ. Tuyết ảnh báo khác nhau có thiên phú ma pháp cũng khác biệt. Trong ma thú cấp 5 thì thuộc vài loại giỏi nhất về tốc độ. Khi nhìn thấy đối phương triệu hoán ma thú, lòng Hạo Thần lập tức làm ra phán đoán. Phụ thân hắn và lão sư đều từng dạy hắn biết đa số ma thú, đương nhiên tuyết ảnh báo cũng nằm trong số đó. Không cần đoán, Liêu Vũ không phải dùng tuyết ảnh báo đến tấn công hắn, mà là muốn tỏa kỵ thay cho đi bộ. Dựa vào tốc độ của tuyết ảnh báo rằng co với hắn. Khi Liêu Vũ tiến hành triệu hoán, Long Hạo Thần không hề xông hướng gã. Trên trán phù văn màu tím hóa thành ánh sáng tĩnh lặng chiếu rọi mặt đất trước mắt hắn. Chín đoạn văn tự màu tím lóe sáng, thân hình to lớn của Hạo Nguyệt đã xuất hiện trước mắt hắn. Nếu so sánh tốc độ triệu hoán, thật sự so với Liêu Vũ càng nhanh mấy phần. Tỏa kỵ, hắn có tỏa kỵ. Dương Văn Chiêu ngồi ở hàng đầu khu nghỉ ngơi giật nảy mình, nhịn không được chăm chú nhìn Hạo Nguyệt đứng trước mặt Long Hạo Thần. Lúc này Hạo Nguyệt không phải hỏa tích bộ dáng thê thảm thủa ban đầu Long Hạo Thần triệu hoán. Thân hình dài tới 4 mét có thể so với địa long. Tuy thân thể không cao cỡ địa long, nhưng tứ chi to khỏe, lưng rộng lớn tạo cảm giác chắc chắn. Ba cái đầu ngẩng cao, từ đầu kéo dài xuống lưng giường như lóe vầng sáng tím, lưng đột ra hai bên tựa như yên cho kỵ sĩ ngồi. Ba đầu, sáu con mắt sáng ngời, thoạt nhìn nó có ba đầu ra vẻ hung dữ, nhưng lại nhìn vài lần, có thể cảm nhận được nó toát ra khí thế uy nghiêm, tuyệt đối là bá khí lộ ra ngoài, Long Hạo Thần thân hình chợt lóe đã ngồi trên lưng Hạo Nguyệt. Hình ảnh quái dị xuất hiện, trên lưng gai lại tự mình tách đem thân thể hắn nhét vào bên trong, cục nhô ra trên lưng nhích lên trên giữ chặt thân thể hắn, gai khép lại chặt chẽ cố định cả người hắn. Một người một thú hoàn toàn phù hợp, trước khi bước vào sân đấu, Long Hạo Thần toàn thân đã mặc giáp. Giáp thánh linh màu bạc lóe ánh sáng nhạt, khuôn mặt giấu sau mũ giáp. Lúc này hai hắn nắm thánh linh kiếm và thánh linh thuẫn, tổ hợp đầy đủ thánh linh sáu trang. Quang hoàn bạc từ người hắn tỏa ra, bao phủ bản thân và hạo nguyệt, khiến thân thể họ mông lung một tầng sáng mỏng. Đích thị là sáu trang phụ kỹ năng thánh linh hộ thể. Thoạt nhìn thì toàn thân giáp bạc, kiếm bạc, thuẫn bạc, thêm vào tỏa kỵ ba đầu hạo nguyệt, long hạo thần so sánh với liêu vũ càng thêm mạnh mẽ. Hạo nguyệt tam đầu đồng thời phát ra một tiếng gầm, bốn chân bay lên ngang nhiên vọt hướng đối thủ. Trên ba cái đầu lấp lánh ba ánh hào quang. Long Hạo Thần ngồi trên lưng nó hiện vẻ trầm tĩnh, thân thể hắn toát ra vòng tròn ánh sáng vàng, xúc thế. Không sai, ngồi trên lưng Hạo Nguyệt, hắn không cần làm động tác dư thừa gì, sử dụng kỹ năng xúc thế vừa đúng. Nếu nói lúc trước Long Hạo Thần tham gia thi đấu là vì rèn luyện thực lực của mình, gia tăng kinh nghiệm thực chiến, kích động tiềm năng bản thân. Như vậy, bắt đầu từ trận chiến hôm nay trở đi, hắn hoàn toàn vì thắng lợi mà chiến. Nguyên nhân chỉ có một, vì thải nhi. Dương Văn Chiêu ngồi ở khu nghỉ ngơi sắc mặt biến trầm trọng gã từng đấu với Long Hạo Thần một trận đại chiến, trận chiến ấy gã thắng, hơn nữa là thắng dưới tình huống giữ lại thực lực. Nhưng mà lúc này gã lần nữa nhìn Long Hạo Thần, không ngờ phát hiện thiếu niên tuổi nhỏ hơn mình rất nhiều, dường như biến thành người hoàn toàn khác. Cấp 5, tỏa kỵ, nguyên bản chính mình có ưu thế mau chóng bị rút ngắn. Thời gian không đến một tháng hắn đã biến đổi trời long đất lở. Dương Văn Chiêu Tuyệt không kinh ngạc thực lực hắn lộ ra lúc này, càng giật mình là tốc độ tiến triển của hắn. Hú hú hú, Hạo Nguyệt Tam đầu lần nữa giống gầm, ba loại hào quang nhan sắc khác nhau đồng thời lóe sáng đại chiến trong khoảnh khắc bùng nổ một thân ảnh vạn vẹo dần dần rõ ràng trước mặt hàn khiếm nếu long hạo thần ở chỗ này nhất định có thể nhận ra ông lão ốm dường như từ giữa không trung bước ra chính là người hôm đó ngồi trước cửa thánh minh tàng bảo các hàn khiếm sắc mặt biến đổi nhăn nhó nói thánh lão ta sai rồi ngài đại nhân đại lượng đừng cùng ta luận bàn kiến thức ông lão ốm hử lạnh một tiếng ít nói nhảm đi cùng ta tới sân thích khách nếu ngươi không đi, ta sẽ tìm cháu ngươi dẫn nó đi. Hàn khiếm thở dài một tiếng, làm ra bộ dáng thấy chất không sờn. Ta, ta đi thì được chứ gì, xin ngài nương tay cho. Ông lão ôm bước vào trong hư không, nháy mắt biến mất, không khí chỉ để lại tiếng hừ lạnh của ông. Hàn khiếm liếc ảnh tùy phong, ảnh tùy phong vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Sau này giữ mồm giữ miệng, anh em sẽ cầu nguyện cho. Ngươi, hàn khiếm vẻ mặt như đưa ma nói. Thánh lão đã lớn tuổi như vậy mà vẫn nóng tính như cũ, anh em, ta đi đây. Chấm, Long Hạo Thần cuối cùng vẫn là không đuổi kịp Thải Nhi, chỉ có thể bất đắc dĩ một mình quay lại nhà trọ. Đang đi, hắn đột nhiên kịp phản ứng, mắt to trợn trừng. Thải Nhi cuối cùng ừ một tiếng, chẳng lẽ đồng ý thỉnh cầu của mình. Nàng, nàng chịu cho mình ôm, đúng rồi, chắc chắn là tại mình ngốc quá, lúc này mới nghĩ ra. Nếu không phải như vậy, vì sao Thải Nhi chạy đi chứ? Long Hạo Thần chỉ cảm thấy một ngọn lửa nháy mắt bốc cháy trong cơ thể, lòng nóng lên, tay trái nhúc nhích, nhìn không được nhớ lại ngày đó ôm eo Thải Nhi, cảm giác vô cùng tuyệt diệu. Khi trở lại phải cố gắng tu luyện, mình nhất định phải đứng đầu. Tín niệm mạnh mẽ khiến thiếu niên có động lực giải bước đi thẳng tới chỗ ở. Ven đường, ở góc nào đó không gây chú ý, Thải Nhi lắng nghe tiếng bước chân của hắn thay đổi, khuôn mặt hồng hồng, khóe miệng cong lên nụ cười động lòng người. Đấu loại tiến vào ngày thứ hai, không khí càng thêm gai cấn. Hôm nay cử thành thi đấu 8 tiến 4, ngày hôm nay ai thắng sẽ có 75% cơ hội đạt được linh lô không cần nói, bất cứ một thí sinh nào đều sẽ hết sức ứng phó trong trận đấu này. Long Hạo Thần đã sớm cùng Lý Hinh đi tới sân kỵ sĩ. Thải Nhi ngồi chỗ ngày hôm qua, Long Hạo Thần đến gần, lẳng lặng nắm tay nàng. Nàng hơi cúi đầu, không nói lời nào, bởi vì Lý Hinh hôm qua đã chịu thua, bị đào thải, nên chỉ có thể ngồi ở khu nghỉ ngơi phía sau. Long Hạo Thần đặc biệt thích loại cảm giác chỉ hai người mới có này. Chỉ là nắm tay nàng, trên mặt hắn hiện nụ cười thỏa mãn. Tám tiến bốn, bắt đầu rút thăm, tám thí sinh vào sân, Long Hạo Thần kéo Thải Nhi đứng dậy, khiến hắn vui mừng là lần này Thải Nhi không có rút tay ra, ngược lại nắm lấy tay hắn, cứ như vậy bị hắn dắt tay đi vào sân đấu. Thải Nhi là một cô gái thông minh hơn nữa có chủ kiến. Ngày hôm qua khi nàng tựa vào vai Long Hạo Thần, thì nàng đã không còn sợ ai nói gì nữa. Một phút kia, nàng thẳng thắn nhìn vào quan hệ giữa mình và Long Hạo Thần. Sáu thí sinh khác vẻ mặt là lại nhìn đôi người yêu này. Thực lực của Long Hạo Thần có người tự mình thể nghiệm, có người không biết nhưng hôm qua Thải Nhi biểu lộ ra sự mạnh mẽ thì mỗi người đều trông thấy. Rất nhanh tám thí sinh tiến đến giữa sân, cách xuất thăm không khác gì ngày hôm qua, chỉ là số người ít hơn mà thôi. Long hạo thần kinh ngạc phát hiện sư tổ hôm nay sắc mặt hơi khó coi. Nói chính xác hơn thì là hai mắt vô thần tan rã, cơ mặt thỉnh thoảng co giật, không biết có chuyện gì. Bắt đầu rút thăm, hàn khiếm theo thảo nói, trong lòng thầm than, lão phu lớn tuổi như vậy còn bị đánh một trận, thật bi thương. Long Hạo Thần một tay nắm tay Thải Nhi, nâng cánh tay khác đặt lên quang hoàn. Cùng lúc đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn đám đối thủ cạnh tranh. Sáu người tiến vào bát cường hắn chỉ nhận ra hai người. Dương Văn Chiêu và Hoàng Nghị, còn dư bốn người thì chỉ có vị kỵ sĩ cấp 5 là Long Hạo Thần hơi ấn tượng. Từng luồng ánh sáng vàng lấp lánh, rút thăm hoàn thành trong trước mắt. Trong quá trình rút thăm, ánh mắt Long Hạo Thần nhìn chằm chằm Thải Nhi. Đương nhiên hắn không mong đợi sẽ giúp chúng người là nàng. Dường như vận khí của hắn không sai. Màu sắc trên thân hai người độ đậm nhạt rõ ràng khác biệt, hôm nay tuyệt đối sẽ không đụng nhau. Long Hạo thần thế này mới ngẩng đầu lên nhìn người khác. Sơ đồ trận bát cường đã hiện ra, có người vui có người buồn. Hoàng Nghị là bực mình nhất, bởi vì đối thủ tám tiến 4 của y chính là Thải Nhi. Khi trông thấy ánh sáng vàng trên người Thải Nhi giống như mình, Hoàng Nghị chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát. Gã biết, sợ là con đường của mình chấm dứt từ đây. Lòng y ngược lại nhẹ nhõm hẳn ra, Hoàng Nghị biết rõ, hôm nay những người này mặc kệ y đối kháng với ai thì cơ hội thắng không lớn. Chẳng qua là rút chúng một đối thủ không có khả năng thắng nhất mà thôi. Long Hạo Thần cũng nhìn thấy đối thủ của mình, hôm nay hắn phải đối đầu với linh hồn thánh điện cấp 5 khống thú sư. Thật hiển nhiên, hắn phải vượt qua khó khăn không nhỏ. Kỵ sĩ thánh điện lần nữa bày tỏ ra bản sắc xui xẻo. Dương Văn Chiêu và một kỵ sĩ cấp 5 khác rút chúng cùng một tổ. Rốt cuộc gã không thể tránh cho kỵ sĩ đối đầu, nhưng Dương Văn Chiêu vẻ mặt thoải mái, gã cảm thấy vận khí của mình rất tốt ít ra không đụng phải thải nhi cuối cùng đương nhiên là một thích khách cấp 4 bậc cao nhất của thích khách thánh điện đối đầu với thăng cấp giả duy nhất của chiến sĩ thánh điện hai người này vẻ mặt đều hiện nét vui mừng không cần nói trong đám thí sinh tiến nhập bát cường hai người họ thực lực kém nhất thứ đến là hoàng nghị chỉ cần dốc sức chiến đấu còn có khả năng tiến nhập tứ cường hàn khiếm cơ mặt rút gân vận khí cũng quá kém đi lại rút chúng người nhà nhưng hôm nay không có người cười nhạo ông trận chiến này đối với lục đại thánh điện trọng yếu phi thường có thể hay không tiến nhập tứ cường, vào được tứ cường rồi xem như đã bước một chân vào ngưỡng cửa ba hạng đầu. Không chỉ có thể đạt được linh lô, đối với lục đại thánh điện mà nói, là tượng trưng của vinh quang. Ảnh tùy phong đỡ hơn mấy người kia, ông tuyệt đối tin tưởng Thái Nhi, hơn nữa bản thân thích khách thánh điện có hai người tiến vào bắt cường, cơ hội lớn hơn chút. Mà trừ thánh điện không có thí sinh tham dự, các phó điện chủ của ba đại thánh điện khác thì nhìn chằm chằm đệ tử bổn điện, dùng ánh mắt truyền đạt cho họ điều gì. Nhan sắc nhạt nhất ở lại, những người khác quay về khu nghỉ ngơi chờ đợi thi đấu. Hàn khiếm ỉu siêu nói, Long Hạo Thần hai mắt chợt sáng ngời, hôm nay ánh sáng vàng trên người hắn mở nhất, rõ ràng xuất chiến chính là hắn và người khống thú sư. Thải Nhi, đối thủ của cô là Hoàng Nghị, mà Pháp Sư Thổ Hệ, cấp 5. Có được thổ nguyên tố tinh linh, am hiểu thổ lãng thuật hỗ trợ bản thân biến hóa vị trí. Cô sẽ xuất chiến trận thứ tư, còn tôi thì ở trận đầu. Cô trước tiên trở lại nghỉ ngơi đi, sai lầm ngày hôm qua hắn quyết không lặp lại lần nữa hắn chẳng những cho nàng biết đối thủ, còn đơn giản nói ra những đặc điểm của Hoàng Nghị. Long Hạo Thần không hề che giấu thanh âm, Hoàng Nghị sắc mặt bỗng biến thành càng nhăn nhó. Đồng dạng sắc mặt vặn vẹo còn có ma pháp thánh điện thánh ma đạo sư Lâm Thần. Gã nhìn Thải Nhi rồi lại nhìn Hoàng Nghị, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Những người khác chậm rãi rời khỏi sân, chỉ chưa lại Long Hạo Thần và vị khống thú sư. Phòng phòng hộ mép sân đấu từ từ dâng lên, kỵ sĩ thánh điện Long Hạo Thần đấu với linh hồn thánh điện Lưu Vũ. Hai bên cách nhau 50 mét, Long Hạo Thần chậm rãi lùi về sau, cùng lúc cẩn thận quan sát đối thủ. Liêu Vũ là một thanh niên dáng người mảnh khảnh, thân cao không hơn 14 tuổi Long Hạo Thần, chắc chắn độ tuổi không vượt qua 20. Tướng mạo chỉ thuộc hàng trung đẳng, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng có một đôi mắt đặc biệt sáng, hút hồn người. Trong lúc lùi về phía sau, đôi mắt kia luôn nhìn chằm chằm Long Hạo Thần. Khoảng cách giữa hai bên dần giãn ra, nhưng khí thế thì đấu đá nhau. Liêu Vũ trong tay cầm pháp trượng màu trắng, pháp trượng có màu sắc này rất hiếm thấy, nhìn không ra làm bằng chất liệu gì, phần đỉnh khảm bảo thạch cũng là màu trắng. Thuần khiết như ngọc, trắng như tuyết, bảo thạch hình cắt sáu cạnh, tản ra nhẹ nhẹ khí lạnh. Trận đấu bắt đầu, khoảnh khắc kéo dài đúng 50 m trọng tài cao giọng tuyên bố cùng lúc thân hình chợt lóe, mau chóng lùi về sau, nhường sân đấu cho hai người. Liêu Vũ đã sớm có chuẩn bị, trong khoảnh khắc vang lên tiếng bắt đầu thi đấu, chớp mắt bùng phát chú ngữ, cùng lúc. Đó, một vầng sáng trắng tỏa ra từ người gã có cảm giác gã ngâm sướng chú ngữ không nhanh bằng bạch hiểu mạc hoặc phương trúc nhưng đọc nhấn từng từ rõ ràng hơn nữa có tiết tấu kỳ dị càng kỳ quái lạc, cùng với chú ngữ ngâm sướng pháp trượng trong tay gã không ngừng vung vẩy cùng với tiết tấu một phù văn màu trắng ngà mau chóng thành hình trước mặt gã chỉ ba giây thời gian trước người gã đã lóe lên cánh cửa lớn màu trắng phát sáng một con ma thú nhanh như chớp nhảy ra đó là con báo toàn thân tuyết trắng có vằn xanh đậm sắc vàng nó dài chỉ khoảng hai thước thoạt nhìn không quá to khỏe nhưng cho người ta cảm giác lực lượng và xinh đẹp kết hợp. Liêu Vũ bước ra một bước, vầng sáng trắng quanh thân nháy mắt dung hợp với con báo tuyết này. Ngay sau đó, gã xuất hiện trên lưng báo tuyết, tuyết ảnh báo, mau như điện xẹt, lướt nhanh như gió, am hiểu ma pháp băng hệ. Tuyết ảnh báo khác nhau có thiên phú ma pháp cũng khác biệt. Trong ma thú cấp 5 thì thuộc vài loại giỏi nhất về tốc độ. Khi nhìn thấy đối phương triệu hoán ma thú, Long Hạo Thần lập tức làm ra phán đoán. Phụ thân hắn và lão sư đều từng dạy hắn biết đa số ma thú, đương nhiên tuyết ảnh báo cũng nằm trong số đó. Không cần đoán, Liêu Vũ không phải dùng tuyết ảnh báo đến tấn công hắn, mà là muốn tỏa kỵ thay cho đi bộ. Dựa vào tốc độ của tuyết ảnh báo rằng co với hắn. Khi Liêu Vũ tiến hành triệu hoán, Long Hạo Thần không hề xông hướng gã. Trên trán phù văn màu tím hóa thành ánh sáng tĩnh lặng chiếu rọi mặt đất trước mắt hắn. Chín đoạn văn tự màu tím lóe sáng, thân hình to lớn của Hạo Nguyệt đã xuất hiện trước mắt hắn. Nếu so sánh tốc độ triệu hoán, thật sự so với Liêu Vũ càng nhanh mấy phần. Tỏa kỵ hắn có tỏa kỵ dương văn chiêu ngồi ở hàng đầu khu nghỉ ngơi giật nảy mình nhịn không được chăm chú nhìn hảo nguyệt đứng trước mặt long hạo thần lúc này hảo nguyệt không phải hỏa tích bộ dáng thê thảm thủa ban đầu long hạo thần triệu hoán thân hình dài tới 4 mét có thể so với địa long tuy thân thể không cao cỡ địa long nhưng tứ chi to khỏe lưng rộng lớn tạo cảm giác chắc chắn ba cái đầu ngẩng cao từ đầu kéo dài xuống lưng giường như lóe vầng sáng tím lưng đột ra hai bên tựa như yên cho kỵ sĩ ngồi ba đầu sáu con mắt sáng ngời thoạt nhìn nó có ba đầu ra vẻ hung dữ, nhưng lại nhìn vài lần, có thể cảm nhận được nó toát ra khí thế uy nghiêm, tuyệt đối là bá khí lộ ra ngoài, Long Hạo Thần thân hình chợt lóe đã ngồi trên lưng Hạo Nguyệt. Hình ảnh quái dị xuất hiện, trên lưng gai lại tự mình tách đem thân thể hắn nhét vào bên trong, cục nhô ra trên lưng nhích lên trên giữ chặt thân thể hắn, gai khép lại chặt chẽ cố định cả người hắn. Một người một thú hoàn toàn phù hợp, trước khi bước vào sân đấu, Long Hạo Thần toàn thân đã mặc giáp. Giáp thánh linh màu bạc lóe ánh sáng nhạt khuôn mặt giấu sau mũ giáp. Lúc này hai hắn nắm thánh linh kiếm và thánh linh thuẫn, tổ hợp đầy đủ thánh linh sáu trang. Quang hoàn bạc từ người hắn tỏa ra, bao phủ bản thân và hạo nguyệt, khiến thân thể họ mông lung một tầng sáng mỏng. Đích thị là sáu trang phụ kỹ năng thánh linh hộ thể. Thoạt nhìn thì toàn thân giáp bạc, kiếm bạc, thuẫn bạc, thêm vào tòa kỵ ba đầu hạo nguyệt, long hạo thần so sánh với liêu vũ càng thêm mạnh mẽ. Hạo nguyệt tam đầu đồng thời phát ra một tiếng gầm, bốn chân bay lên ngang nhiên vọt hướng đối thủ trên ba cái đầu lấp lánh ba ánh hào quang long hạo thần ngồi trên lưng nó hiện vẻ trầm tính thân thể hắn toát ra vòng tròn ánh sáng vàng xúc thế không sai ngồi trên lưng hạo nguyệt hắn không cần làm động tác dư thừa gì sử dụng kỹ năng xúc thế vừa đúng nếu nói lúc trước long hạo thần tham gia thi đấu là vì rèn luyện thực lực của mình gia tăng kinh nghiệm thực chiến kích động tiềm năng bản thân như vậy bắt đầu từ trận chiến hôm nay trở đi hắn hoàn toàn vì thắng lợi mà chiến nguyên nhân chỉ có một vì thải nhi Dương Văn Chiêu ngồi ở khu nghỉ ngơi sắc mặt biến trầm trọng. Gã từng đấu với Long Hạo Thần một trận đại chiến, trận chiến ấy gã thắng, hơn nữa là thắng dưới tình huống giữ lại thực lực. Nhưng mà lúc này gã lần nữa nhìn Long Hạo Thần, không ngờ phát hiện thiếu niên tuổi nhỏ hơn mình rất nhiều, dường như biến thành người hoàn toàn khác. Cấp 5, tỏa kỵ, nguyên bản chính mình có ưu thế mau chóng bị rút ngắn. Thời gian không đến một tháng hắn đã biến đổi trời long đất lở. Dương Văn Chiêu Tuyệt không kinh ngạc thực lực hắn lộ ra lúc này, càng giật mình là tốc độ tiến triển của hắn hú 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 hạo nguyệt tam đầu lần nữa giống gầm ba loại hào quang nhan sắc khác nhau đồng thời lóe sáng đại chiến trong khoảnh khắc bùng nổ long hạo thần cưới hạo nguyệt sông hướng liêu vũ liêu vũ cưới trên tuyết ảnh báo cũng di động gã chỉ là một triệu hoán sư nếu bị kỵ sĩ tiếp cận thì gã sẽ thua liêu vũ giật mình không thua gì dương văn chiêu ngồi ở khán đài là một triệu hoán sư gã tự nghĩ trong các chức nghiệp đồng cấp chắc là không ai so với mình càng hiểu rõ ma thú nhưng mà tòa kỵ của long hạo thần thì gã lại không biết Loại ma thú có ba đầu thoạt nhìn giống địa long này rốt cuộc là cái gì? Đặc biệt là khi gã thấy ba cái đầu hạo nguyệt phát ra ba luồng ánh sáng màu sắc khác nhau, có thể được ba chúc phúc. Ma pháp tương khắc chúc phúc, hạo nguyệt lại có được ba loại chúc phúc, hầu như là không thèm để ý khắc chế chúc phúc. Tốc độ của tuyết ảnh báo đúng thật là kinh người, toàn lực khởi động thì tựa như sấm sét trắng, lướt qua bên cạnh. Liêu vũ trong miệng không ngừng lầm bầm chú ngữ, mau chóng ngâm sướng. Cùng lúc đó, không biết gã lấy từ đâu ra một dây chuyền mang trên cổ, dây truyền màu bạc treo một viên bảo thạch hồng lớn cỡ quả trứng loại vòng cổ có nhan sắc như thế chỉ thích hợp con gái liều vũ một thanh niên đeo nó thì hơi quái dị nhưng gã đã không thể lo lắng hình tượng mặc kệ là long hạo thần đang xúc thế hay hạo nguyệt lấp lánh ánh sáng ba màu đều cho gã áp lực cực lớn tốc độ của hạo nguyệt so với tuyết ảnh báo vẫn là có chênh lệch khá lớn nhưng nó cực kỳ thông minh không có ý định dượt theo tuyết ảnh báo nó chỉ là ở vị trí chính giữa di chuyển hướng tuyết ảnh báo không có dẫn đầu phóng thích ma pháp sân kỵ sĩ bán kính khoảng 300 mét, cho dù Hạo Nguyệt không ngừng ở chính giữa sân đuổi theo tuyết ảnh báo, cự ly hai bên vẫn cách nhau 100 mét. Cự ly này lấy tu vi ma pháp hiện tại của Hạo Nguyệt là không có khả năng đánh chúng đối thủ. Liêu Vũ Thanh âm ngâm sướng luôn không ngừng, bảo trì tần suất mau lan tràn trong sân. Viên bảo thạch hồng trên dây chuyển bắt đầu tỏa ra vầng sáng hồng, kết hợp với ánh sáng trắng phát ra từ pháp trượng của gã. Một cái lại một cái ký hiệu kỳ dị xuất hiện quanh Liêu Vũ, hợp thành loại đồ án quái lạ. Long Hạo Thần không hề ngừng xúc thế, sau khi linh lô chuyển hóa thành dịch thái linh lực tốc độ xúc thế của hắn hạ thấp nhưng hiệu quả thì tăng lên nhiều lúc này thân thể hắn đang biến hóa thành màu vàng thánh linh giáp đã hoàn toàn bị nhiễm thành vàng kim khí thế thần thánh không gì sánh bằng không ngừng từ người hắn tràn ra lực lượng của hắn càng lúc càng mạnh thể lực tuyết ảnh báo rốt cuộc vẫn là có giới hạn khi nó quay quanh sân kỵ sĩ chạy nhanh ba vòng thì sức bật dần hạ thấp tốc độ tùy theo chậm lại cùng lúc đó liêu vũ đã hoàn thành chú ngữ có thể thấy rõ ràng Quay xung quanh gã tổng cộng có 36 cái ký hiệu quái dị. Ký hiệu đều là màu hồng, tựa như tấm rèm hồng bao phủ gã ở bên trong. Trong khoảnh khắc ký hiệu quái dị hoàn thành, bỗng nhiên bùng phát khí thế hoang dã khủng bố. Áp lực kinh khủng khiến vòng phòng hộ quanh mép sân đều rung lên. Trên khán đài chủ tịch, các cường giả hai mặt nhìn nhau, Thánh Ma đạo Sư Lâm thần giật mình nói, "Hiện tại người trẻ tuổi đều lợi hại như vậy ư? Đây là cái gì? Triệu Hoán Hoang Dã Ma Thú?" "Đúng vậy." Tất cả hoang dã ma thú đều là dị chủng lưu truyền từ thượng cổ, so với bình thường ma thú mạnh hơn rất nhiều. Hoang dã ma thú yếu nhất cũng là cấp 7, chúng nó thường chỉ hoạt động ở một số nơi đặc biệt hoặc rừng sâu đồi vắng. 36 ký hiệu màu hồng từ từ dâng lên, khuếch tán ra ngoài, hóa thành quang hoàn hồng to lớn chậm rãi biến mất trong không khí. Nhưng mà khi nó biến mất rồi, luồng khói hồng bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu Lưu Vũ. Cùng lúc đó, Hạo Nguyệt đột nhiên động, lúc trước rằng co, nó thể hiện tốc độ phổ thông ma thú cấp 6, nhưng trong chớp mắt này ánh sáng xanh chói mắt hiện ra từ người nó khiến thân thể khổng lồ bay lên đồng thời ánh sáng xanh chói mắt từ sau lưng nó bộc phát đẩy thân thể khổng lồ lấy tốc độ kinh người hóa thành tia chất sông hướng liêu vũ đương nhiên không chỉ tiểu thanh có động tác luồng sáng đỏ phóng lên cao không trung hóa thành một vòng ánh sáng đỏ thấm cùng ánh sáng hồng trái ngược từ trên trời giáng xuống long hạo thần toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng ngồi trên người hạo nguyệt đây là phụ trợ bản hỏa vũ diệu dương ma pháp phụ trợ hỏa hệ đỉnh cấp năm sao oành sao lửa đỏ vàng trói mắt bỗng nhiên bộc phát long hạo thần ngồi trên người hạo nguyệt tựa như chiến thần dựa dỡ loa mắt tiểu quang dùng năng lực không hoa lệ như tiểu thanh và tiểu hỏa nhưng từ trên đầu nó liên tiếp phát ra ba quang hoàn màu vàng cường kích quang hoàn huy diệu quang hoàn tín niệm quang hoàn trong đó huy diệu quang hoàn thì long hạo thần không giành. quang hoàn này trong nháy mắt có kỹ năng chúc phúc tăng cường tấn cả lực công kích lên 20%, hơn nữa đối với quang nguyên tố sản sinh tác dụng áp xúc ngâm sướng chú ngữ không chỉ có một mình lưu vũ hạo nguyệt tam đầu sớm chuẩn bị tốt chú ngữ chỉ chờ giờ phút này phát ra tiểu quang tiểu hỏa tiểu thanh trong nháy mắt bộc phát ra 6 kỹ năng 4 phụ trợ hai tăng tốc hầu như trong chớp mắt giúp long hạo thần sức chiến đấu tăng lên đỉnh điểm liêu vũ sắc mặt biến đổi gã dựa vào môi giới vượt cấp triệu hoán cường đại vật chỉ có thể phát động một kích gã tin tưởng sức mạnh đó đủ để đánh bại long hạo thần nhưng mà khi triệu hoán ma pháp hoàn thành chịu ảnh hưởng uy nhiếp của hoang dã ma thú khiến tuyết ảnh báo tốc độ giảm sút lại thêm thể lực của tuyết ảnh báo tiêu hao không nhỏ, tốc độ không thể so với hạo nguyệt. Càng quan trọng là, triệu hoán ma pháp này cần có 3 giây phóng thích. Mà trong lúc này, hạo nguyệt lấy phong hệ ma pháp phiêu phù thuật và phong trụ thuật liên hợp phát động, đẩy thân thể mau chóng xông tới. Lúc hạo nguyệt phát động ma pháp, cũng không phải long hạo thần khiến nó làm vậy, mà là chính hạo nguyệt bắt đúng thời cơ. Ngay cả long hạo thần cũng không ngờ nó có thể nhanh nhạy như vậy. Lấy trực giác của Long Hạo Thần đều là tại cuối cùng một khắc mới làm ra phán đoán, chỉ là vài giây, Hạo Nguyệt đã phóng Long Hạo Thần vượt lên trăm mét. Lúc này, điều Liêu Vũ có thể làm cũng chỉ là cố gắng thúc Tuyết Ảnh Báo chạy như điên, vì mình tranh thủ một chút thời gian. Ánh sáng trắng bỗng chốc từ ngực hắn bắn ra, mơ hồ có thể nhìn thấy trước ngực hắn có đỉnh linh lô ba chân màu trắng bay bềnh bồng. Ánh sáng trắng như hòa rơi xuống thân thể Tuyết Ảnh Báo, khiến Tuyết Ảnh Báo đang chạy như điên bản năng quay đầu nhìn hướng Long Hạo Thần. Ngay lúc đó, một lực kéo mạnh mẽ bỗng giật ngược nó, thân hình lảo đảo, Tuyết Ảnh Báo suýt nữa ngã sắp xuống ánh sáng vàng trói mắt tựa như cầu vồng xuất hiện trên thân kiếm thánh linh lóa mắt quang và hỏa trói lọi quang nhẫn kim kiếm khổng lồ dài tới ba thước xuất hiện có vặn vẹo quang văn hương vị dương quang cùng không khí sau khi bị lửa thiêu đốt và cả huyễn lệ phá không mà đi quang trảm kiếm thực chất hóa quang trảm kiếm dựa vào xúc thế hạo nguyệt tăng phúc long hạo thần phát ra công kích mạnh nhất từ khi hắn sinh ra đời một kích kia coi như là cường giả cấp 6 đều khó thể ngăn cản một kích kia hầu như ngưng tụ toàn bộ linh lô của long hạo thần đây là áp xúc sau đó bạo phát, kiếm quang vàng kia hầu như trong khoảnh khắc phá vỡ khói hồng. Đoàn khói không ngừng vặn vẹo đột nhiên ngưng lại, ngay sau đó, ngàn vạn tia sáng vàng bắn ra. Mơ Hồ Long Hạo Thần nghe một tiếng giống, tuy thanh âm khá nhỏ, nhưng trong nháy mắt đó, mặc kệ là hắn vẫn là Hạo Nguyệt, đều có cảm giác như bị sét đánh. Minh Mộng Uy nhiếp kèm nồng đậm phẫn nộ vụt qua, rốt cuộc gã triệu hoán cái gì? Trong lòng Long Hạo Thần bất chợt phát ra nghi vấn, mặc dù hắn đã phá hủy triệu hoán của đối phương, nhưng hắn không thấy nhẹ nhõm chút nào. Long Hạo Thần lờ mờ cảm giác ra mình quá sơ ý. Tuy cách chiến đấu này đơn giản trực tiếp, nhưng mình quá xem thường đối thủ. Nếu để gã hoàn thành ma pháp triệu hoán, có lẽ mình đã thua rồi. Trong mắt Liêu Vũ Trần ngập không cam lòng, nhưng sắc mặt đã nói rõ tình trạng lúc này của gã. Long Hạo Thần toàn lực phóng ra xúc thế, gã triệu hoán ma pháp làm sao không phải là dốc sức ra đòn cuối. Không có tiêu hao, không có vật môi giới, gã căn bản không có khả năng hoàn thành ma pháp này. Hơn nữa, gã tiêu hao rất nghiêm trọng tương đương khi Long Hạo Thần sử dụng hy sinh. Lấy tố chất thân thể và năng lực tự hồi phục của gã, không hơn 10 ngày thì không cách nào phục hồi như cũ. Chính là nói dù trận này gã thắng Long Hạo Thần, chỉ sợ rất khó đấu trận tiếp theo. Sở dĩ Liêu Vũ tuyển chọn cách này, bởi vì gã có trực giác nhạy bén. Long Hạo Thần không biết, đối thủ trước mặt có chỗ giống hắn, cùng là người có tiên thiên tinh thần lực khác thường. Nếu không, gã không thể nào làm chức nghiệp triệu hoán sư khó tu luyện nhất trong số lục đại thánh điện, lại ở tuổi 20 đột phá cấp 5. Ngay lúc Long Hạo Thần triệu hoán ra Hạo Nguyệt, Liêu Vũ đã nhạy bén cảm giác được chênh lệch giữa mình và đối thủ. Gã tự biết không thể phá được xúc thế của Long Hạo Thần, có lẽ dù triệu hoán ra ma thú cũng không khả năng mạnh hơn Hạo Nguyệt. Cho nên gã chỉ có thể mạo hiểm một kích cuối cùng, hy vọng có thể chen được tứ cường. Đáng tiếc, cuối cùng gã vẫn thua, tuy thua không cam tâm tình nguyện. Nhưng thắng bại đã định, gã còn có cách nào? Quang diệu thiên địa, Linh Lô phản hồi, Long Hạo Thần được tiểu quang trợ giúp, Linh Lô gần như tiêu hao hết dần dần hồi phục lại, nhưng hạo nguyệt đã xông tới gần đối thủ tuyết ảnh báo còn muốn chống cự đã bị tiểu hòa một ngụm hỏa diễm phun ra không thể động đậy tiểu thanh trực tiếp cắn cổ nó nhìn long hạo thần liêu vũ lảo đảo thở dài một tiếng ta thua long hạo thần hỏi tôi rất tò mò mới nãy huynh triệu hoán ma thú là gì khí thế mạnh như vậy liêu vũ không có ý giấu diếm tuy gã thua không cam tâm nhưng rất bội phục thực lực của long hạo thần một kiếm cuối cùng kia không chỉ là nắm bắt thời cơ nếu không có đủ sức mạnh không thể nào phá hủy vân triệu hoán là hoang dã chu tước, thần thú phượng hoàng biến chủng cấp 10. Tuy chỉ có thể triệu hoán nó phát động một kích, nhưng có thể so sánh ngang với ma thú cấp 8, tương đương đòn tấn công của chức nghiệp giả cấp 7. Nếu triệu hoán thành công, sợ rằng thắng bại đã trái ngược hiện giờ. Long hạo thần trong lòng rung động, thầm nghĩ, có thể đi tới tận đây quả nhiên không phải hạng người tầm thường. Nếu để gã hoàn thành triệu hoán, chính mình không những thua, có lẽ sẽ bị thương nặng. Công kích của ma thú cấp 8 đâu dễ dàng ngăn cản. Long hạo thần thắng, trong lúc bọn họ nói chuyện, Tuyết ảnh báo đã ngã quỵ xuống đất, đầu đều bị. Tiểu Thanh cắn xuống dưới, ma thú cấp 4 đối đầu ma thú cấp 6, làm gì có cơ hội nào. Long Hạo Thần nhảy xuống đỡ lấy thân thể Liêu Vũ Lung lay sắp ngã. Xem ra tôi lựa chọn chiến thuật có vấn đề, tôi không nên dùng xúc thế đối phó huynh." Liêu Vũ thản nhiên nói, "Không nghĩ đến ngươi có được Thánh dẫn linh lô, hơn nữa nếu ta không đoán sai, Thánh dẫn linh lô của ngươi đã tiến hóa một lần. Nếu có thể, thật hy vọng sau này săn ma đoàn phân tổ thì có thể cùng ngươi chung một chỗ." Long Hạo Thần cười nói, tôi cũng hy vọng, không cần nói, Liêu Vũ chính là đệ nhất linh hồn thánh điện trong thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn, nếu có thể cùng gã chung một đội, tất nhiên là chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Long Hạo Thần không khỏi nhớ tới buổi sáng Trần Anh Nhi chạy tới chất vấn minh. So sánh với cô gái triệu hoán tùy cơ, Liêu Vũ hiển nhiên ưu tú hơn nhiều. Nhân viên công tác vào sân nâng Liêu Vũ ra ngoài, đương nhiên sẽ có người mục sư thánh điện giúp gã chữa trị. Đưa Hạo Nguyệt trở về, Long Hạo Thần bước nhanh hướng khu nghỉ ngơi, hai tay siết chặt tiến nhập tứ cường, cách ba hạng đầu chỉ một bước. Cách đệ nhất, cũng chỉ còn hai trận. Trận thi đấu thứ hai chính là thích khách Thánh Điện và chiến sĩ Thánh Điện hai vị rút thăm may mắn này. Nhưng may mắn rút thăm không đại biểu hai người chiến đấu nhẹ nhàng. Ngược lại đây là trận đấu loại thảm thiết nhất, tính tu vi thì vị thăng cấp giả chiến sĩ Thánh Điện thực lực cường một chút, đã đột phá cấp 5. Thích khách Thánh Điện người kia thì đỉnh cấp 4, giữa hai người có tranh lệch rõ ràng, nhưng thích khách có thể tiến nhập bát cường, thực lực cũng là khá mạnh, hơn nữa có ba cái bí kỹ trong người, dựa vào cột trụ trong sân tiến hành yểm trợ, triển khai một trận chiến đấu cực kỳ gian khổ. Trận đấu duy trì hơn một tiếng đồng hồ, rốt cuộc vị thích khách dựa vào ý chí lực kinh người, lấy thân làm mồi dụ, khoảnh khắc bị trọng kiếm khảm vào xương vai nháy mắt phản kích, đâm xuyên giáp chỗ cổ họng đối thủ. Một kiếm phong hầu, đương nhiên, gã không có chân chính rất chất đối thủ, nhưng lấy trọng thương làm cái giá lớn, đạt được thắng lợi trong trận chiến này. Nếu tổng kết bí quyết thắng lợi của gã, thì phải là hai chữ ẩn nhẫn. Từ đầu tới cuối bị áp chế, cuối cùng đánh trả một kích, lấy yếu thắng mạnh, chiến thắng đối thủ cấp 5, bước thẳng tiến tứ cường. Trận thi đấu này khiến ảnh Tùy Phong ngồi ở khán đài chủ tịch liên tục gật đầu. Ông quyết định sau khi kết thúc thi đấu tuyển chọn, sẽ bồi dưỡng tên thích khách này. Tiếp đến trận đấu thứ ba là nội chiến giữa kỵ sĩ Thánh Điện. Dương Văn Chiêu đứng dậy đi hướng sân đấu, cố ý liếc Long Hạo Thần một cái. Lúc này sắc mặt gã vô cùng bình tĩnh, tâm bình khí hòa. Trước khi Long Hạo Thần xuất hiện, gã là thiên phú tuổi trẻ nhất trong kỵ sĩ Thánh Điện thiên phú không chỉ là phía thực lực, đồng thời còn là tâm tính. Long Hạo Thần và Thải Nhi Cường Đại hoàn toàn kích phát ý chí chiến đấu của Dương Văn Chiêu. Mặc kệ tiếp đến trận chiến tứ cường gặp đối thủ là ai, gã sẽ toàn lực ứng phó và đấu tranh. Đối thủ của Dương Văn Chiêu là một kỵ sĩ khá bình thường, tướng mạo trung bình, không có hành vi lạ thường gì, nhưng rất trầm ổn. Thoạt nhìn tuổi tác lớn hơn Dương Văn Chiêu một chút, kỵ sĩ Thánh Điện Dương Văn Chiêu đối đầu kỵ sĩ Thánh Điện Đoạn ức, hai bên chuẩn bị. Bắt đầu thi đấu, Giai đoạn vòng loại kỵ sĩ thánh điện thì Long Hạo Thần bị Dương Văn Chiêu đánh bại, Dương Văn Chiêu bị thải nhi tổn thương nặng không thể tiếp tục thi đấu. Đoạn ước chính là đệ nhất kỵ sĩ thánh điện vòng đấu loại, cho nên thực lực của y không hề tầm thường. Trọng tài vừa hô xong, hai bên chẳng chút do dự triệu hoán tòa kỵ của mình. Hai người đều là cấp 5, ngoại trừ so đấu lực lượng bản thân, kế tiếp là so đấu sức mạnh của tòa kỵ. Tựa như Long Hạo Thần đã dốc hết toàn lực, Dương Văn Chiêu cũng không giữ lại thực lực, hôm nay Dương Văn Chiêu trên người cũng mặc áo giáp bạc chỉ là hơi khác với Long Hạo Thần một chút. Trong tay gã như cũ là trọng kiếm màu vàng, khác với gã, áo giáp của đoạn ức là màu đen, tấm tuẫn và trọng kiếm đồng dạng là màu đen. Điều này khá hiếm thấy trong đám kỵ sĩ, hơn nữa tất cả trang bị vũ khí của đoạn ức đều dày nặng hơn trang bị bình thường rất nhiều. Lúc này Long Hạo Thần đã ngồi cạnh Thải Nhi, tập trung tinh thần nhìn trận chiến trước mắt. Hắn chưa từng thấy tòa kỵ của Dương Văn Chiêu, vừa lúc có thể thông qua trận đấu quan sát. Có lẽ bởi vì Dương Văn Chiêu từng đánh bại hắn, trong lòng hắn hơi hy vọng Dương Văn Chiêu có thể thắng đối thủ. Song trọng kiếm vàng huy trước người suốt từng đợt ánh sáng kỳ dị. Sao sáu cánh màu vàng trước mặt Dương Văn Chiêu nở rộ ra. Hi, hi hi cùng với một tiếng kêu dài, trong khu nghỉ ngơi một mảnh ồ kêu, một con độc giác thú xuất hiện trước mặt mọi người. Cả người nó trắng tinh, lông phần cổ màu vàng, một cái sừng hình ốc xoắn ngạo nghễ chĩa ra từ đỉnh đầu. Có một đôi cánh cực lớn, màu vàng bao phủ lấy lông chim trắng tinh khiết. Dưới thân tản ra một đoàn quang hoàn sắc vàng, không ngờ, không ngờ là tinh diệu độc giác thú. Long Hạo Thần từng tận mắt thấy qua xinh đẹp độc giác thú, nhưng bị vua tinh diệu độc giác thú cự tuyệt, ký ức khắc sâu loại độc giác thú bị xưng là cao quý này. Hắn không ngờ rằng tòa kỵ của Dương Văn Chiêu lại là một con tinh diệu độc giác thú. Con tinh diệu độc giác thú dài một mét, cao khoảng 8 thước, trên lưng đôi cánh trắng chậm rãi dương ra. Tuy nó còn là vị thành niên, nhưng như quốc tuấn tú. Nên biết tinh diệu độc giác thú là tòa kỵ lý tưởng trong lòng kỵ sĩ vị thành niên tinh diệu độc giác thú tuy chỉ là ma thú cấp 8, nhưng độ phù hợp giữa nó với kỵ sĩ cực cao, bởi vậy ma thú tỏa kỳ cấp 9 cũng chưa chắc sánh bằng nó. Điều này cũng có nghĩa là, Dương Văn Chiêu rõ ràng là một thiên không kỵ sĩ. Sao ầm rầm, sao, trong lúc Long Hạo Thần cảm thán tinh diệu độc giác thú thì bên kia, đoạn ức đã hoàn thành triệu hoán tỏa kỵ của mình. Tỏa kỵ của đoạn ức không bằng tinh diệu độc giác thú xinh đẹp chói mắt, nhưng thể thích thì khủng bố hơn nhiều. Thân hình cao lớn vượt qua 2 mét, dài hơn 3 mét, tứ chi to khỏe tựa như bốn cây cột lông màu đỏ sẫm rũ xuống, chỗ miệng thò ra hai cái răng nanh to bự. Kỳ lạ là trên đầu nó có một cái sừng màu đỏ vàng. Đây là kim giác mãnh mã, song hệ quang hỏa, ma thú đỉnh cấp 8. A, à, không, con kim giác mãnh mã này cũng là vị thành niên. Thân hình kim giác mãnh mã trưởng thành chỉ sợ lớn hơn gấp đôi. Nhưng dù là vậy, ma thú khủng bố này sợ rằng ở giữa đỉnh cấp 6 hoặc cấp 7, khí thế thậm chí còn hơn cả đối diện tinh diệu độc giác thú. Trận đấu loại ngày hôm qua, mặc kệ là Long Hạo Thần, Dương Văn Chiêu, hoặc là đoạn ức đều không phóng ra tòa kỳ của mình. Hôm nay, khi bọn họ tự phóng ra tòa kỳ tiến hành thi đấu, khán đài chủ tịch lặng ngắt như tờ. Mặc dù mấy đại thánh điện không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng họ hiểu rõ. Kỵ sĩ thánh điện xứng đáng vị trí đệ nhất, nhóm kỵ sĩ tuổi trẻ không chỉ có một người mạnh mà thôi. Mặc kệ là Long Hạo Thần, Dương Văn Triều vẫn là đoạn ức, đều có thể nói là thiên tài kỵ sĩ, thậm chí trong trận đấu loại Hàn Vũ bởi vì kiêu ngạo mà bị Long Hạo Thần đào thải, đều là kỵ sĩ cấp 5 kể cả một kỵ sĩ cấp 5 khác hôm qua trong thi đấu bị loại bỏ. Rồi cả Lý Hình Nữ kỵ sĩ có mân côi độc giác thú, cũng tiến vào thi đấu 60 thí sinh. Nếu không phải vận khí rút thăm quá xui, có lẽ ngày mai Tứ Cường trở thành vợ kịch kỵ sĩ thánh điện tự biên tự diễn. Dương Văn Chiều giẫm chân một cái liền leo lên tinh diệu độc giác thú. Bên kia kim giác mãnh mã má hơi cao, nhảy lên thì không được rồi. Nhưng đoạn ức có cách, kim giác mãnh mã má nâng lên một, chân trước, đoạn ức đạp lên, lần thứ nhất đạp móng nó mượn lực lần nữa nhảy, thuận lợi cưỡi trên cái cổ to khỏe của kim giác mãnh mã. Tinh diệu độc giác thú chạy lấy đà mấy bước, hai cánh giang rộng bay lên. Vầng sáng vàng nhạt không ngừng khuếch tán dưới chân nó, cao quý, tao nhã, trói mắt, xinh đẹp. Nhìn tư thế bay lên không trung của tinh diệu độc giác thú, sau lưng Long Hạo Thần vang thanh âm khen ngợi. Dương Văn Chiêu ngồi trên lưng tinh diệu độc giác thú thì toát ra khí chất bạch mã hoàng tử. Nhưng không phải ai đều trầm trồ khen, ít ra có một người ngoại lệ. Trần Anh Nhi ngồi bên cạnh Vương Nguyên Nguyên, nhìn Dương Văn Chiêu bay lên cao, bĩu môi nói. Tao bao, Vương Nguyên Nguyên nghi hoặc nhìn cô, nói. Anh Nhi, cô quen hắn hả? Khuôn mặt nhỏ xinh của Trần Anh Nhi lộ ra vài phần chán ghét, quay đầu đi. Không quen, trên không trung, song trọng kiếm từ hai bên người Dương Văn Chiêu từ từ dơ lên, ánh sáng vàng nhu hòa tràn ra, cùng với sắc vàng của độc giác thú trong thời gian ngắn hòa làm một, hóa thành màu đồng. Giây phút này, Dương Văn Chiêu tỏa ra khí thế không chỉ tràn ngập thuộc tính quang minh, càng là mãnh liệt hơi thở thần thánh vầng sáng vàng dưới chân độc giác thú cũng biến thành hình dạng sao sáu cánh hai cánh rỗi ra tinh diệu độc giác thú con người sáng trong suốt chẳng có một chút lệ khí thân hình bay xéo xuống thẳng hướng đỉnh đầu kim giác mãnh mã sao oành bùm sao bên kia kim giác mãnh mã thì bỗng dâng lên hỏa diễm đỏ vàng thoạt nhìn tựa như hỏa cầu khổng lồ trong tay đoạn ức trọng kiếm to nặng cũng nâng lên khoảnh khắc lửa cháy từ mũi kiếm phóng ra hỏa quang dài khoảng mấy mét mắt thấy tinh diệu độc giác thú sắp tới gần chỉ còn cách kim giác mãnh mã khoảng 5 mét dương văn chiêu phát động đợt công kích đầu tiên quang trảm kiếm giao nhau thành thập tự trảm một đôi thanh kiếm vàng đồng thời phát ra quang trảm kiếm thập tự trảm giữa không trung thẳng hướng đoạn ức ngồi ở cổ kim giác mãnh mã khoảnh khắc quang trảm kiếm chấm ra cái sừng trên đỉnh đầu tinh diệu độc giác thú bay ra hai luồng sáng hòa cùng quang trảm kiếm quang trảm kiếm phát sinh biến hóa hai đạo đao quang lấp lánh chói mắt nồng đậm hơi thở thần thánh và uy nhiếp khiến đòn tấn công vốn không quá mạnh trở nên biến dạng đoạn ức sắc mặt biến trầm trọng tay vung lên trọng kiếm hỏa diễm sắc đỏ vàng hóa thành thanh đao to lớn cùng thập tự trảm mạnh va chạm bỗng chốc vô số hào quang nguyễn lệ giữa không trung nổ tung phân tán bốn phía tinh diệu độc giác thú lần nữa nhảy lên bầu trời lúc này gã khó nén nghĩ đến nếu mình cũng biết kỹ năng xúc thế của long hạo thần thì tốt rồi vậy thì gã có thể hoàn toàn phát huy ưu thế của thiên không kỵ sĩ dương văn chiêu âm thầm quyết định đợi sau khi kết thúc đợt thi đấu phải lấy phần thưởng học kỹ năng này mới được xúc thế lợi hại không Long Hạo Thần đều đã dùng kỹ năng này thắng vài trận. Hơn nữa chỗ tốt của xúc thế chính là trợ giúp kỵ sĩ bùng nổ sức mạnh vượt cấp. Trận trước, Long Hạo Thần một kiếm kia đâu chỉ đơn giản là ngũ cấp, ít nhất đạt tới lực tấn công của huy diệu kỵ sĩ. Một trên cao một dưới đất, hai bên giao nhau lại tách ra. Người thông minh đều nhìn ra được vừa rồi là ai thắng ai bại. Ánh sáng vàng trên người tinh diệu độc giác thú không hề biến hóa. Đoạn ức tuy rằng kháng cự được thập tự trảm, nhưng kim giác mãnh mã má dâng lên hỏa diễm đỏ hồng thì rõ ràng bay ra sau tựa như bị gió thổi bạt tinh diệu độc giác thú xoay một vòng dương văn chiều giữa không trung song kiếm lóe sáng thần thánh ánh sáng trắng dâng lên tư thế ngưng tụ thánh kiếm hơn nữa còn là song kiếm làm ra thánh kiếm lúc này sức mạnh của tinh diệu độc giác thú càng hiện ra một vòng vầng sáng hình dạng sao sáu cánh từ trên người nó dâng lên cao tốc độ ngưng tụ thánh kiếm của dương văn chiêu mau gấp đôi khi tinh diệu độc giác thú lần nữa bay lượn sông lên thì song trọng kiếm cũng tản mát ra kiếm quang trắng lóa mắt. Mắt đoạn ức chợt lóe, lạ thường là, nhìn Dương Văn Chiêu Tử trên cao bay xuống, y không hề sử dụng kỹ năng gì. Ta chịu thua, thanh âm ồm ồm dưới sự thúc đẩy của Linh Lô Vang khắp sân. Gì, Dương Văn Chiêu ngẩn người, vội vàng dơ cao thánh kiếm đang chuẩn bị chớm ra. Tinh diệu độc giác thú bay xẹt qua kim giác mãnh mã, xoay quanh một vòng mới lại tiến tới trước mặt đoạn ức. Đoạn huynh, huynh chịu thua, Dương Văn Chiêu khó hiểu nhìn y, hai bên chỉ mới thử tấn công có thể nói còn chưa chân chính bắt đầu thi đấu đoạn ức trong mắt hiện ra một tia dãy ruộng nhưng vẫn hướng dương văn chiêu gật đầu nếu tổng hợp thực lực thì ta tự tin không kém ngươi nhưng ta cũng rõ ràng có được tinh diệu độc giác thú có năng lực bay lượn trên không trung ngươi đã ở vị trí bất bại có lẽ nếu ta cố gắng hết sức chống đỡ người muốn thắng ta sẽ phải trả cái giá lớn nhưng mà nếu ta muốn thắng trận này thì rất khó khăn tu vi giữa ngươi và ta ngang bằng, nhưng trường giới kỵ sĩ và tinh diệu độc giác thú ưu thế trên không trung khiến ta nhìn không thấy hy vọng thắng lợi. Nếu ngươi là người của thánh điện khác, có lẽ ta sẽ dốc sức đánh đến cùng. Nhưng chúng ta đều là kỵ sĩ. Nói đến đây y tạm dừng một lát mới trầm giọng nói. Đọc truyện online tại truyện full vì quang vinh của kỵ sĩ. Vừa nói, đoạn ức tay trái tấm thuẫn nâng lên bảo vệ bên trái thân thể, tay phải trọng kiếm để ngang trước tấm thuẫn, tiếp đó dán tại ngực trái làm tiêu chuẩn lễ thủ hộ kỵ sĩ. Câu vì quang vinh của kỵ sĩ đã nói cho Dương Văn Chiêu biết tất cả. Dương Văn Chiêu vẻ mặt lập tức biến nghiêm túc, trong mắt lộ ra kính trọng, song kiếm giao nhau để trước ngực, tiếp đó cổ tay lật lại, chui kiếm tay phải dán ở ngực trái, hành lễ trừng giới kỵ sĩ. Gã cao giọng nói, vì quang vinh của kỵ sĩ, Dương Văn Chiêu tận đáy lòng kính nể đoạn ức, không cần phải nghĩ, đoạn ức nhận thua tuyệt đối không đại biểu y không mạnh bằng. Chỉ bởi vì y cảm thấy khả năng chiến thắng không lớn mới đem cơ hội vào vòng sau nhường cho dương văn chiêu càng mạnh hơn y một chút mà không chọn cách dốc sức đấu mặt sau còn có hai trận nếu bọn họ lưỡng bại câu thường vậy ý nghĩa kỵ sĩ thánh điện mất đi một danh ngày cạnh tranh tứ cường sau khi thử công kích đoạn đức lựa chọn trực tiếp nhận thua để lưu giữ thực lực của dương văn chiêu lại thêm long hạo thần đã thăng cấp cho dù trong tứ cường hai người họ rút chúng một tổ chỉ cần không ra ngoài ý muốn ba hạng đứng đầu thì kỵ sĩ thánh điện có thể chiếm hai ghế trận trước thích khách Miễn cưỡng tiến nhập tứ cường thì sẽ rất xuống chót dương văn chiêu tự hỏi nếu đổi lại là chính gã ở trong tình huống này chỉ sợ khó mà làm được như đoạn ức rộng lượng và mau chóng ra quyết định hai người nói ra câu vì quang vinh của kỵ sĩ đã giải thích vì sao trận đấu này mau kết thúc như vậy dương văn chiêu cố gắng cao giọng hô lên là đang nói cho mọi người biết đoạn ức tuyệt đối không thua kém gã hàn khiếm ngồi ở đài chủ tịch hơi giơ tay lên sắc mặt vui mừng mấy thủ lĩnh thánh điện khác thì trầm mặc trong mắt họ không hề che giấu sự hâm mộ dương văn chiêu và đoạn ức một thiên không một đại địa quang huy hai kỵ sĩ tuổi trẻ này khiến mọi người hầu như nhìn thấy tương lai của họ lại thêm vào tuổi trẻ long hảo thần ba người này tương lai chắc chắn trở thành trụ cột của kỵ sĩ thánh điện chí ít ở lứa tuổi bọn họ vị trí của kỵ sĩ thánh điện trong lục đại thánh điện như cũng không thể dao động hai bên tự thu hồi tòa kỵ và vũ khí dương văn chiêu cùng đoạn ức liếc mắt nhìn nhau âm thầm miến tài quay trở lại khu nghỉ ngơi thải nhi mọi sự phải cẩn thận long hảo thần nhỏ giọng dặn dò thải nhi hơi phất tay gậy trục gõ mặt đất, trong thanh âm sao cộp cộp sao chậm rãi đi vào trong sân. Trận đấu cuối cùng 8 tiến 4, Thải Nhi đấu Hoàng Nghị. Hoàng Nghị vẻ mặt đau khổ chậm rãi đi vào sân, ma pháp sư và mục sư sợ nhất là thích khách, huống chi y sắp đối đầu là một vị mạnh vô cùng. Mặc kệ là ai, đều không nhìn thấy giới hạn của Thải Nhi, chính là nói, nàng chưa từng lộ ra toàn bộ sức mạnh. Đương nhiên Hoàng Nghị sẽ không giống như đoạn ức tự động nhận thua, nên dốc sức đấu tới cùng rồi mới nói sau. Thích khách thánh điện Thải Nhi đấu với ma pháp thánh điện Hoàng Nghị. Bởi vì nguyên nhân chức nghiệp của hai bên, cách xa nhau 40 mét, chuẩn bị. Thích khách đấu ma pháp sư, đương nhiên sẽ ưu đãi dâng lên bốn cột trụ. Hai bên chậm rãi kéo giãn cự ly, Hoàng Nghị hơi khẩn trương nắm chặt pháp trượng ngắn của mình, cố gắng khiến hô hấp đều đều, sẵn sàng chuẩn bị tùy thời ngâm sướng chú ngữ. Bắt đầu thi đấu, trọng tài hô bốn chữ tựa như mở khóa trên người Hoàng Nghị, dưới áp lực cường đại của thải nhi, y hết sức bộc phát toàn bộ tiềm năng của mình. Ngâm sướng chú ngữ, lưu loát triệu hoán thổ nguyên tố tinh linh, chú ngữ liên tục ngâm sướng tốc độ nhanh chóng không ngừng phát ra từ miệng y và thổ nguyên tố tinh linh thanh âm dày đặc sắp xỉ với khống thú sư trước đó thải nhi động gậy trúc gõ trên đất thân thể nàng tựa như áng mây bay sông hướng hoàng nghị mỗi vụt qua 3 mét gậy trúc lần nữa điểm mặt đất mượn lực tốc độ lại tăng ánh sáng lóa mắt ngay sau đó một khối đá khổng lồ từ trên trời giáng xuống khiến người xem bất ngờ là lạc thạch vật không đập chúng thải nhi mà là rất xuống mảnh đất khác sao dầm sao một tiếng vang thật lớn Hoàng nghị và thổ nguyên tố tinh linh của y như cũng ngâm sướng nhưng không phát ra tiếng. Vô thanh ngâm sướng, đây là kỹ xảo cao cấp, đối với ma pháp sư mà nói không đơn giản chỉ là bí kỹ. Hiển nhiên đây mới là lá bài tẩy cuối cùng của Hoàng nghị. Khi đổi thành vô thanh ngâm sướng, đồng thời y lặng lẽ nhích người sang bên. Quá âm hiểm, hàng này lợi dụng điểm yếu mắt thải nhi không thấy được. Long hạo thần ngồi ở khu nghỉ ngơi dâng lên phẫn nộ. Quả nhiên khi tảng đá rớt xuống đất sao rầm sau một tiếng, tốc độ sông lên của Thải Nhi chợt ngừng lại, dường như hoang mang tiếp đó thân hình quẹo lại sông hướng tảng đá hoàng nghị trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ y đã nhìn thấy tốc độ của thải nhi hầu như chỉ cần 3 giây là có thể xông tới trước mặt y dưới tình huống như vậy y không còn cách nào khác nếu để thải nhi tới nơi vậy y sẽ không có một chút cơ hội nào hoàng nghị trong lòng thầm xin lỗi sau đó mau chóng cùng thổ nguyên tố tinh linh ngâm sướng chú ngữ tựa như lúc chiến thắng vương nguyên nguyên chỉ có thể dùng thổ lãng thuật mới giúp y đứng vững bất bại ba hạng đứng đầu ai không muốn nếu thắng trận này là có hy vọng vào ba hạng đầu. Vị thích khách kia tuy thắng nhưng bị thương nặng, Hoàng Nghị nắm chắc có thể thắng được gã. Mắt thấy Thải Nhi lao hướng tảng đá, y cẩn thận không phát ra âm thanh nào, một vòng ánh sáng vàng bắt đầu ở đỉnh trượng ngưng tụ thành hình, tối đa khoảng 10 giây thì thổ lãng thuật sẽ hoàn thành. Nếu khi giúp thăm chúng Long Hạo Thần hoặc Dương Văn Chiêu, y sẽ lập tức nhận thua, sau đó tranh đoạt danh ngày thứ ba, y nhất định sẽ đối đầu với thích khách kia. Tiến nhập ba hạng đầu coi như đã là khẳng định, có thể đạt được một linh lô, còn có thể lấy địa vị đội trưởng chọn một đội viên gia nhập chính mình có trong săn ma đoàn, là kỳ vọng lớn nhất của y. Nếu may mắn, ngày mai rút thăm có thể chúng ngay tên thích khách kia, hắc hắc, như vậy càng đơn giản. Có hy vọng vào hạng 2, không chừng lúc tranh đoạt đệ nhất, còn có thể dốc sức đấu một phen. Hoàng Nghị vẫn cảm thấy vận khí dự thi của mình không tệ, đặc biệt là lúc đấu tiểu tổ. Nếu Vương Nguyên Nguyên phát huy tốt hơn, chút, sợ rằng chính y không thể vào được 16 cường. Đến hiện tại y vẫn khá may mắn, đều không đụng tới đối thủ đặc biệt mạnh hy vọng vận khí của y sẽ luôn tiếp tục tốt như vậy ngay lúc hoàng nghị đang suy nghĩ viễn cảnh xa xôi dường như mọi thứ dựa theo kế hoạch của y phát triển thì đột nhiên thải nhi động thân thể nàng tựa như tia chớp đen phóng hướng nơi hoàng nghị đứng thân hình nàng chợt lóe tốc độ cao tàn ảnh lưu lại hoàng nghị chỉ cảm thấy sau lưng chợt đổ một tầng mồ hôi lạnh nếu không phải y đã di chuyển chỉ sợ lần này xong đời rồi không đợi y kịp vui mừng thải nhi đã đến trước mặt y nhưng nàng không giống như hoàng nghị nghĩ trực tiếp phát động công kích mà là gậy trúc nhẹ gõ mặt đất, mượn lực, gậy trúc tựa như dây cung đẩy Thải Nhi ra ngoài. Hoàng Nghị ngây ngẩn, biến mất, đúng vậy, Thải Nhi trước mắt y lao ra ngoài, sau đó giữa không trung biến thành tàn ảnh từ từ biến mất. Sao chát, sao, vị trí cổ và bả vai bị chớm một đòn khiến Hoàng Nghị chớp mắt mất đi ý thức, sụi lơ trên đất. Thổ nguyên tố tinh linh dường như bị làm hoảng sợ, hóa thành ánh sáng vàng chui vào trong ngực y, biến mất không thấy. Hoàng Nghị nằm sóng xoài, sau lưng y Thải Nhi gõ gậy trúc chậm rãi đi hướng khu nghỉ ngơi. Phương xa, những thí sinh quan sát trận đấu cùng lúc hút một ngụm khí lạnh, đặc biệt là Dương Văn Chiêu. Gã rất muốn hỏi, cô gái này đích thực không thấy đường ư. Rõ ràng Hoàng Nghị đã bị lừa, Thải Nhi căn bản không bị lạc thạch thuật ảnh hưởng, phía trước tạm dừng hai phương hướng thay đổi chỉ là vì đánh lừa y mà thôi. Sau đó nàng nhảy lên không trung dùng suốt ảnh phân thân. Khi Hoàng Nghị thấy bóng nàng biến mất, thật ra nàng lấy tốc độ nhanh không gì sánh bằng xuất hiện sau lưng Hoàng Nghị. Kế tiếp đương nhiên là Hoàng Nghị thê thảm bị gậy trúc đập một cái hôn mê, thích khách thánh điện, Thải Nhi thắng. Thải Nhi quay về ngồi bên cạnh Long Hạo Thần, nhìn nàng, hắn không khỏi ngây ngẩn. Hắn còn nhớ rõ không lâu một trận chiến với Hoàng Nghị cực gian nan. Nếu không phải sau đó triệu hoán ra Hạo Nguyệt, chỉ sợ chính mình chưa chắc thắng được đối phương. Nhưng trước mặt Thải Nhi, Hoàng Nghị biến thành yếu ớt như vậy. Thải Nhi thậm chí không sử dụng bất cứ kỹ năng gì, dễ như trở bàn tay đánh gục đối thủ. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, Thải Nhi, cô không bị thanh âm ảnh hưởng ư? Long Hạo Thần nhỏ giọng hỏi, Thải Nhi nói, Tuy tôi nhìn không thấy, nhưng ngũ giác lại nhạy cảm hơn người bình thường. Chỉ là thanh âm thì sao lừa được tôi, ma lực trên người hắn, hay là mùi hương đều chỉ ra vị trí của hắn. Long hạo thần kinh ngạc nói, thì ra là thế, ai, hèn gì hôm đó cô đồng ý tôi, ừ, thải nhi nghi hoặc nghiêng đầu. Long hạo thần cười nói, tôi nói sợ là Dương Văn Chiêu cũng không phải đối thủ của cô. Không chừng phải thay đổi ước định giữa chúng ta, nếu cô được đệ nhất thì tôi để cô ôm. Nghe hắn nói câu này, mặt thải nhi chờ đỏ hồng, khẽ đấm người hắn, nhưng không nói cái gì. Khó trách Long Hạo Thần thiếu tự tin, đây không chỉ là vấn đề thực lực, nếu làm hắn đụng độ Thải Nhi, hắn không có cách nào ra tay thì sao nói đến hết sức ứng phó. Đối với thứ hạng, Long Hạo Thần không mấy xem trọng. Tựa như phía trước Hoàng Nghị đã nghĩ, hắn thấy vào được ba hạng đầu đã rất tốt, có thể đạt được linh lô là đủ rồi. Cuộc thi 8 tiến 4 đã kết thúc, danh sách thí sinh tiến vào săn ma đoàn thi đấu tuyển chọn cá nhân 8 tiến 4 gồm Long Hảo Thần, Dương Văn Chiêu, Mục Ninh, Thải Nhi. Trong đó Mục Ninh chính là một vị khác của thích khách Thánh Điện. Thi đấu tiến hành đến tận đây, lục đại Thánh Điện chỉ còn lại người của kỵ sĩ Thánh Điện và thích khách Thánh Điện. Hai đối hai, nhìn qua tổng thể thực lực thì kỵ sĩ Thánh Điện nổi tội hơn. Nhưng sự tồn tại của Thải Nhi khiến người không thể bỏ qua. Cô gái này rốt cuộc sức, mạnh đến cỡ nào, sợ rằng chỉ có người của thích khách Thánh Điện mới biết. Dù Mục Ninh đứng chót, nhưng nếu Thải Nhi có thể đạt được vô địch, vinh dự của kỵ sĩ Thánh Điện sẽ bị thích khách Thánh Điện cướp mất. Hơn nữa, mọi người đều thấy quan hệ thân thiết giữa Long Hạo Thần và Thải Nhi. Hai người có khả năng là săn ma đoàn từ trước đến nay đôi tình nhân tuổi nhỏ nhất, cùng là tiềm năng lớn nhất. Đưa Thải Nhi trở lại chỗ ở, Long Hạo Thần quay về nhà trọ đi thẳng tới phòng dạ hoa. Lão sư, dạ hoa nhìn người tới là Long Hạo Thần, mỉm cười nói. Thi đấu hôm nay thuận lợi chứ? Long Hạo Thần cười nói. Đã vào tứ cường, hắn tường tận kể lại quá trình thi đấu hôm nay. Dạ hoa con mắt sáng lên, cười vui nói. Thành tích của người vĩnh viễn nằm ngoài dự đoán của ta dựa vào cái gì vì một cô gái mà buông bỏ vị trí đệ nhất tất cả cứ để ý trời quyết định dạ hoa tuyệt đối không ngờ là bởi vì y không nhắc nhở long hạo thần quy tắc của săn ma đoàn khiến hắn gặp được phiền toái không nhỏ như cũng là sân kỵ sĩ trải qua hơn nửa tháng so đấu hôm nay rốt cuộc đã tới thời khắc vòng bán kết khi long hạo thần nắm tay thải nhi đi vào đấu trường khắp nơi đều tĩnh lặng vòng bán kết là võ đài của kỵ sĩ và thích khách cũng là hai đại thánh điện chính diện so đấu hôm nay ai sẽ trước đoạt được cơ hội đều tiên phải xem rút thăm đã. So sánh với mấy hôm trước rút thăm thi đấu, bữa nay Dương Văn Chiêu biểu hiện khá là bình tĩnh. Đã đến giai đoạn vòng bán kết, gã không còn hy vọng xa vời mình có thể rút chúng chỗ tốt. Ánh mắt gã bình tĩnh cũng tràn ngập kiên định, bất kể gặp phải ai, gã sẽ dốc hết sức giành chiến thắng. Tại lúc này, gã ngược lại có chút mong đợi đụng phải Long Hạo Thần hoặc Thải Nhi. Đối với Long Hạo Thần, gã tự nhận cơ hội thắng cao hơn chút. Nếu gặp phải Thải Nhi, gã không có nửa phần nắm chắc. Bởi vì dựa theo quy tắc thi đấu tuyển chọn của săn ma đoàn, nếu thiên không kỵ sĩ gặp phải thích khách, thiên không kỵ sĩ không được phép bay lên. Nhưng thích khách đồng dạng không được cột trụ hỗ trợ. Hàn khiếm, ảnh tùy phong đợi sáu vị phó điện chủ lại lần nữa đi tới giữa sân. Bốn phó điện chủ tứ đại thánh điện tuy rằng tâm tình không quá tốt, nhưng lúc này lại thấy nhẹ nhàng. Dù gì tuyển thủ dự thi của họ đều đã bị đào thải. Biểu tình trên mặt hàn khiếm và ảnh tùy phong đều có chút căng thẳng, không ai biết họ đang nghĩ gì. Quang Hoàn cách ly 6 vị phó điện chủ và 4 thí sinh tiến vào vòng bán kết. Hàn Khiếm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, bắt đầu rút thăm, bốn bàn tay đồng thời nâng lên đặt trên Quang Hoàn. Trong lúc này, bốn người rút thăm thì chỉ có Thải Nhi là tâm tình bình thản nhất. Ánh mắt 6 vị phó điện chủ đều trở nên nghiêm nghị. Cảm giác cũng biến đổi mãnh liệt hơn, thời khắc lịch sử sắp đến, mấy trận đấu trước thì vận khí còn hữu dụng. Nhưng đã đến tận đây, vận khí không còn là tác dụng chủ yếu nữa ngừng thở tất cả tĩnh lặng ánh mắt mọi người đều tập trung vào bốn người đứng ngoài quang hoàn ánh sáng chợt lóe kết thúc rút thăm khi mọi người nhìn thấy kết quả rút thăm thì nhìn không được hít một hơi lạnh dương văn chiêu ngây ngốc long hạo thần cũng ngẩn ngơ khóe miệng long hạo thần bất đắc dĩ nhếch lên hơi cúi đầu tình cảnh hắn không hy vọng nhất sốt cuộc vẫn là đến nhìn trên người mình và thải nhi cùng ánh sáng nhạt hắn chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc kết quả như thế nào thải nhi nhẹ giọng hỏi đối thủ của cô là tôi Long hạo thần gian nan phun ra một câu, ồ, thải nhi dường như không hề bất ngờ kết quả này, ngược lại chủ động nắm tay long hạo thần. Hàn khiếm hơi ngây người, đối với kỵ sĩ thánh điện mà nói, đây hẳn là một dịp tốt, nhưng xem sắc mặt của long hạo thần, ông cảm thấy bất an. Kết thúc rút thăm, Dương Văn chiêu đấu với Mục Ninh, Long Hạo Thần đấu với Thải Nhi. Trận thứ nhất, Long Hạo Thần đấu với Thải Nhi, hai người ở lại trong sân chuẩn bị thi đấu. Mấy vị phó điện chủ khác đều không phản đối, Hàn Khiếm tuyên bố kết quả rút thăm. Kết quả vừa ra, khu nghỉ ngơi ồn ào tiếng bàn tán. Lý hình khẩn trương, đệ đệ sẽ đối đầu với Thải Nhi, thế thì làm sao đây? Bọn họ, bọn họ thật sự toàn lực chiến đấu ư. Đợi một chút, Thải Nhi nắm tay Long Hạo Thần đột nhiên mở miệng nói. Sáu vị phó điện chủ chuẩn bị rời khỏi sân đều nghi hoặc nhìn nàng. Thải Nhi nhàn nhạt nói, trực tiếp tiến hành trận sau đi, tôi nhận thua, sao ầm sao, một mảnh xôn sao, hàn khiếm trận to mắt. Đối với trận đấu giữa Long Hạo Thần và Thải Nhi, nói thật thì ông không biết nên mong ai thắng lợi. Từ góc độ kỵ sĩ thánh điện, đương nhiên Long Hạo Thần thắng mới tốt, như vậy hắn có thể hội ngộ Dương Văn Chiêu ở trận chung kết. Nhưng nếu Long Hạo Thần thắng Thải Nhi, không chừng ảnh hưởng đến quan hệ hai người thì sao? Thải Nhi chính là luân hồi thánh nữ, nếu Long Hạo Thần có thể cùng nàng kết thành đôi, như vậy khỏi phải nói, sau này hai người sẽ trở thành trụ cột liên minh. Đây cũng là tình huống kỵ sĩ thánh điện hy vọng nhìn thấy. Thải Nhi nhận thua, kết cuộc này Hàn Khiếm không bao giờ ngờ tới. Nhưng sau vài giây ngẩn người, trên mặt ông tràn ngập vui mừng. Dĩ nhiên Thải Nhi nhận thua là kết quả kỵ sĩ Thánh Điện muốn thấy nhất, vẹn toàn đôi bên. Ảnh Tùy Phong sắc mặt trở nên khó coi, vội nói. Thải Nhi, ngươi, ngươi thật sự muốn nhận thua. Thải Nhi nhẹ gật đầu, nắm tay Long Hạo Thần muốn đi hướng khu nghỉ ngơi. Thải Nhi, cô, Long Hạo Thần nghe Thải Nhi nói câu đó thì hoàn toàn chấn động. Hắn đã chuẩn bị nhận thua, nhưng không nghĩ Thải Nhi càng trực tiếp hơn, không chờ bắt đầu thi đấu đã giành trước chịu thua. Tất cả phát sinh quá nhanh, cho nên đợi Thải Nhi kéo hắn quay trở về mới kịp phản ứng lại đây không, không thể như vậy, Thải Nhi, cô mạnh hơn tôi nhiều, Long Hạo Thần vội nói, Thải Nhi nắm chặt tay hắn, khẽ nói, vinh quang của anh chính là của tôi, đơn giản tám chữ lọt vào trong tay Long Hạo Thần tựa như búa tạ đập tâm. Một luồng khí nóng nháy mắt sông hướng đầu óc, khiến hắn nói không nên lời. Thải Nhi, Thải Nhi, Long Hạo Thần hốc mắt ướt át, hắn không tiếp tục ngăn cản ý tốt của Thải Nhi, cứ như vậy bị nàng dắt tay chậm rãi đi hướng khu nghỉ ngơi. Là một người đàn ông, cho dù ngoài miệng nói bay bổng cỡ nào cũng không bằng hành động thực tế. Phần tình ý này, hãy để mình dùng cả đời trả lại. Thải Nhi, kiếp này có nàng, làm vi phu còn cầu cái gì? Anh sẽ không bao giờ phụ lòng em, dùng sinh mệnh của anh bảo vệ em. Trong nháy mắt, địa vị của Thải Nhi trong lòng Long Hạo Thần bỗng nhiên tăng vào tới sắp xỉ cha mẹ. Dù cho hắn còn không hoàn toàn hiểu rõ cái gì là tình yêu nam nữ, nhưng Thải Nhi đã hoàn toàn chiếm cứ lòng hắn. Dương Văn Chiêu đứng ở giữa sân, nhìn đối diện Mục Ninh trong mắt tràn ngập khó tin, Hai người vẻ mặt khá là đặc sắc. Mục Ninh không bao giờ ngờ nổi nữ vương trong lòng mình lại nhận thua. Theo gã thấy thì thải nhi nên đạt được vô địch, Dương Văn Chiêu có loại cảm giác chút được gánh nặng, thải nhi chọn nhận thua, đối thủ chung kết của mình đương nhiên sẽ là Long Hạo Thần. Không cần đối chiến với nữ thích khách thật là một chuyện tốt. Trận thứ hai vòng bán kết, Dương Văn Chiêu đấu với Mục Ninh, hai người đã chuẩn bị xong chưa? Dương Văn Chiêu lập tức thanh tỉnh, trầm giọng nói, đã chuẩn bị sẵn sàng. Phía bên kia Mục Ninh nở nụ cười khổ ngày hôm qua một kích làm gã bị thương quá nặng cho đến hiện tại nửa người khó dùng lực trận đấu hôm nay đối với gã không có ý nghĩa gì ta nhận thua tình cảnh khiến toàn sân sao động lần nữa xuất hiện tuy trong lòng mục ninh không cam tâm nhưng ngoại trừ nhận thua gã thật sự không còn cách nào khác thậm chí ra một đòn đều không có khả năng lấy tình trạng trước mắt tu vi không tới cấp 5, sợ rằng một chiêu của dương văn chiêu chưa chắc cản được không chịu thua thì có thể làm sao đây tình trạng dở khóc dở cười này làm trọng tài ngơ ngẩn ánh mắt nhìn hướng khán đài chủ tịch Dương Văn Chiêu thắng, hai trận vòng bán kết thế nhưng còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Kỵ sĩ Thánh Điện trở thành người thắng lớn nhất, Long Hạo Thần và Dương Văn Chiêu đều tiến nhập hai thứ hạng đầu. Mọi người khoan cử động, có một chuyện muốn tuyên bố. Đài chủ tịch truyền ra tiếng hàn khiếm, những thí sinh chuẩn bị rời đi đều ngừng chân, bọn họ hơi thất vọng, vốn tưởng sẽ nhìn một trận đặc sắc nhưng lại xuất hiện liên tiếp hai trận nhận thua. Một lát sau, phía đài chủ tịch lần nữa vang lên giọng hàn khiếm. Xét thấy hôm nay không có trận đấu chính thức, sau khi đoàn chủ tịch cuộc tuyển chọn thương nghị, quyết định rời chung kết lên trước, trong ngày hôm nay hoàn thành, hơn nữa tiến hành trao giải cùng luân bàn nghi thức. Tất cả mọi người đừng rời đi, chung kết rời ngày, luân bàn nghi thức, nghĩa là hôm nay sẽ quyết định ra người vô địch, đồng thời hoàn thành phân tổ 10 cái săn ma đoàn. Thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn vốn là tiến hành trong nội bộ thánh điện liên minh. Tất cả đều đơn giản, không có bất cứ hoa mỹ mánh lưới nào. Nếu vòng bán kết chấm dứt bằng loại hình thức này, đương nhiên cần tiết kiệm thời gian. Phía sau, đầu tiên tiến hành trận giữa hạng 3 và 4. Thích khách Thánh Điện Thải Nhi và Mục Ninh ra sân thi đấu. Lần này Hàn Khiếm trực tiếp tuyên bố, trong sân cũng thay đổi trọng tài, thoạt nhìn người đàn ông này khoảng hơn 40 tuổi, dáng người cường tráng như núi. Tuy gã đã thu liếm khí thế nhưng lúc xuất hiện giữa sân đấu, vẫn khiến những thí sinh chịu áp lực không nhỏ. Sợ rằng vị trọng tài có tu vi khoảng cấp 8, thiếu niên thiếu nữ ngồi ở khu nghỉ ngơi đều là người nổi bật, so với bạn cùng lứa thì kiến thức rộng hơn nhiều lập tức phán đoán ra trọng tài có khí thế gần như biến thành hữu hình này không phải loại tầm thường tôi nhận thua thanh âm lạnh lùng vang vọng khắp nơi nguyên bản những thí sinh bởi vì thêm trận đấu mà sôi nổi bàn tán bỗng chốc cùng tĩnh lặng ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú người nào đó thải nhi đứng đó hơi khom người hướng đài chủ tịch sau đó ngồi xuống vừa mới ba chữ kia chính là phát ra từ miệng nàng thải nhi cô làm sao vậy long hạo thần kinh ngạc nhưng thải nhi đã nói ra lời chịu thua Thải Nhi khẽ tựa đầu lên vai hắn, tên ngốc, ba thứ hạng đầu thì không thể ở cùng một săn ma đoàn. Long Hạo Thần toàn thân chấn động, đúng rồi, ba hạng đầu thì không thể ở cùng săn ma đoàn. Minh, sao mình có thể quên sự việc quan trọng như vậy? Nàng, nàng hoàn toàn vì mình liên tiếp từ bỏ thi đấu, thậm chí không tiến ba hạng đầu. Nàng rõ ràng có thực lực tranh đoạt ngôi vô địch. Thải Nhi, Thải Nhi, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy tình cảm tựa như dòng suối tuôn trào. Hắn nhịn không được giang tay ra muốn ôm nàng. Lúc này hắn không biết làm sao thổ lộ tình cảm tràn đầy trong lòng. Thải Nhi hai tay ngăn trước ngực hắn, khẽ khàng nói. Ngốc, anh còn chưa được đệ nhất mà, nên đi đi, tới lúc anh ra sân rồi. Long hạo thần nắm tay nàng đưa lên miệng hôn một cái. Tôi nhất định sẽ thắng. Nói xong câu đó, hắn phóng người lên, hầu như là sông hướng sân đấu. Tay Thải Nhi như cũ giữa chừng không chung, chỉ cảm thấy nguyên cánh tay đều cảm giác là lạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn sau tấm khăn che thẹn thùng đỏ hồng nhưng nàng lại thấy cả đời này chưa từng vui vẻ như hiện giờ. Thì ra hy sinh vì một người cũng sẽ có cảm giác hạnh phúc như vậy. Anh đã nói, vĩnh viễn bảo vệ em, thì em làm sao sẽ không vì anh sáng tạo ra cơ hội. Đồ ngốc, gã khờ này, ban đầu khi Long Hạo Thần phát ra hứa hẹn với nàng, thì nàng đã nghĩ đến rồi sẽ có lúc này. Long Hạo Thần xông vào trong, sân, chiến ý bỗng chốc dâng lên cao hơn bao giờ hết. Mơ hồ có thể thấy hai mắt trong suốt như thủy tinh có hỏa diễm vàng đang thiêu đốt. Đây là sức mạnh của tình yêu lúc này hắn tiến nhập trạng thái đỉnh cao chưa từng có. Nhưng mà trong lòng tràn ngập tình cảm thiêu đốt chiến ý, hắn đã quên mất một sự việc trọng yếu chưa cho Thải Nhi biết. Lúc này ngoài ý muốn nhất là vị thích khách bởi vì Thải Nhi bỏ thi mà được hạng ba. Mục Ninh trợn mắt há hốc mồm nhìn hướng Thải Nhi, trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Có lúc hạnh phúc đến quá nhanh không kịp tiêu hóa, phải biết rằng ba thứ hạng đầu ý nghĩa đạt được linh lô vô cùng chân quý, cùng với cơ hội chính mình xây dựng đoàn đội. Người giành được ba hạng đầu, nhất định có thể trở thành đoàn trưởng săn ma đoàn trên khán đài chủ tịch ảnh tùy phong tức đến mũi méo nhìn hàn khiếm vẻ mặt tức giận hàn khiếm rất vô tội nói chuyện không liên quan đến ta con gái lớn không giữ được nhưng mà ngươi xem đây cũng là chuyện tốt có thể xúc tiến giao lưu giữa hai thánh điện chúng ta hơn nữa về sau long hạo thần rất có khả năng trở thành trụ cột kỵ sĩ thánh điện chúng ta hắn không phải cũng là con rể của thích khách thánh điện các người sao tuy ngoài miệng nói vậy nhưng nụ cười trên mặt ông rất gian trá Vị trọng tài cao lớn hơi nghi hoặc nhìn Long Hạo Thần tiến vào sân, ánh mắt hướng khán đài chủ tịch. Qua một lúc mới vang lên thanh âm của Hàn Khiếm, tiếp tục thi đấu, bắt đầu trận chung kết đi. Trọng tài hướng đài chủ tịch hành lễ, sau đó lớn giọng nói. Long Hạo Thần đấu với Dương Văn Chiêu, chuẩn bị thi đấu, lúc này tâm tình của trọng tài khá tốt, bởi vì gã cũng là một thành viên kỵ sĩ thánh điện, mắt thấy hậu bối song song tiến nhập chung kết cuối cùng, tuy Long Hạo Thần có tính chất may mắn, nhưng đây cũng là quang vinh của kỵ sĩ thánh điện. Dương Văn Chiêu tiến vào sân chậm hơn Long Hạo Thần, sau khi hành lễ với trọng tài thì xoay người đối mặt Long Hạo Thần. Ngôi sao song tử định mệnh của kỵ sĩ thánh điện rốt cuộc lần nữa chạm mặt. Lần này, càng là chung kết thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn. Dương Văn Chiêu nhìn Long Hạo Thần, không khỏi thầm giật mình. Gã rõ ràng cảm nhận được Long Hạo Thần tràn ngập ý chí chiến đấu. Đây là có chuyện gì? Thải Nhi vì hắn liên tục nhận thua hai chân, chẳng lẽ trong lòng hắn không có chút lợn cợn gì sao? Dù gì là một cô gái nhường thắng lợi cho hắn. Gã không biết Long Hạo Thần và Thải Nhi có đánh cuộc, dưới sự khích lệ của Thải Nhi, giờ đây hắn cực kỳ khát vọng chiến thắng. Hơn nữa, đối với Long Hạo Thần mà nói, đúng là vì Thải Nhi nhận thua hắn mới tiến vào chung kết, nhưng chỉ cần đánh bại Dương Văn Triệu ứng cử viên vô địch, như cũ có thể chứng minh thực lực của mình. Tuy đây là chung kết nhưng quá trình đơn giản như cũ. Trọng tài nhìn hai bên, xác nhận không sai, hét lớn một tiếng. Bắt đầu thi đấu, ra tay có chừng mực, không thể rớt người. Dặn dò xong một câu, gã chậm lui ra sau màn hào quang đại biểu trận đấu bắt đầu từ mép sân dần hiện ra cùng với tiếng trọng tài hô lên hầu như hai người đều đồng thời phát động linh lực ánh sáng vàng phóng lên cao ngập trời chiến ý nháy mắt bộc phát long hạo thần đã áp chế nội linh lực thật lâu lúc này phóng ra thoạt nhìn so với dương văn chiêu càng sáng lạn dương văn chiêu cũng không tỏ ra yếu kém đối diện áp lực đến từ long hạo thần khí thế của gã cũng nhanh chóng tăng vọt hai người bốn mắt nhìn nhau nồng đậm chiến ý không ngừng dâng cao bọn họ không nói lời nào Giờ khắc này, trong lòng họ chỉ có cuộc chiến trước mắt, chỉ có đối thủ trước mặt. Hai tay Long Hạo Thần giang hai bên, Thánh Linh kiếm xuất hiện trong tay trái, tay phải thì đầu tiên xuất hiện vầng sáng xanh đậm, sau đó ánh sáng vàng trong vầng sáng xanh bắn ra, hào quang chói lòa, mũi kiếm ló dạng. Lam Vũ, quang phù dung rốt cuộc lần đầu tiên xuất hiện trong tay hắn, bước lên chiến trường. Hắn không tuyển chọn hiệu quả Thánh Linh sáo trang, mà là Lam Vũ, quang phù dung. Cũng có nghĩa là, trong trận chiến này, hắn lựa chọn cùng đối thủ công đấu công, Trừng giới đối đầu trừng giới. Dương Văn Chiêu như cũ là đôi trọng kiếm vàng, hai người đồng thời quát lớn, không hẹn mà cùng sông hướng đối thủ. Bọn họ đều không chịu hoán tòa kỵ, bởi vì khoảng cách giữa hai bên chỉ có 20 mét. Đều là kỵ sĩ, trọng tài không ra lệnh cách xa cự ly. Dưới tình huống gần nhau như vậy, có khả năng trong lúc triệu hoán tòa kỵ sẽ bị đối thủ chiếm trước lợi thế. Từ khu nghỉ ngơi có thể thấy rõ ràng, hai luồng sáng vàng trói lọi khí thế không gì sánh bằng mạnh đụng đối thủ. Khí thế kiên quyết kia, Khánh lực cường đại kia đều triển lãm thực lực mạnh mẽ của bọn họ cho tất cả mọi người. Sao ảnh sao, hai người mạnh va chạm, không hề dùng kỹ xảo, tiếp đó hóa thành hai luồng sáng bắn ra sau. Lần này không ngờ Long Hạo Thần Tu Vi kém cỏi lại tỏ ra mạnh một ít, so với Dương Văn Chiêu, hắn lùi ít hơn một mét. Dương Văn Chiêu thầm giật mình, lúc cùng Long Hạo Thần va chạm, gã rõ ràng cảm nhận được luồng khí điên cuồng toát ra từ người Long Hạo Thần. Không sai, chính là điên cuồng, lúc này Long Hạo Thần đã bị kích thích, Hiện tại hắn hoàn toàn phát huy sức chiến đấu cao nhất. Đột kích, Long Hạo Thần nhờ lợi thế ban đầu, nháy mắt xoay người hướng Dương Văn Chiêu phát động đột kích. Tay trái nâng cao Thánh Linh kiếm qua khỏi đầu, trực tiếp ngưng tụ Thánh kiếm. Bên tay phải Lam Vũ, Quang phù dung thì bắn thiểm điện thứ về phía Dương Văn Chiêu. Trong phút chốc, Dương Văn Chiêu trước mắt hoa lên, chỉ thấy thanh trọng kiếm kỳ dị bên tay phải Long Hạo Thần phát ra vô số ánh sáng, tựa như bùng nổ, ánh sáng chói lòa, gấp 10 lần thiểm điện thứ bình thường. Một đoàn hào quang khổng lồ xuất ra hàng ngàn tia sáng nhỏ hoàn toàn che kín đường lui của gã gió sắc bén mang theo áp lực không gì sánh bằng khiến dương văn chiêu có chút khó thở sao lại có thiểm điện thử mạnh đến vậy dương văn chiêu trong lòng hoảng hốt không dám chậm chạp song trọng kiếm trước mắt phòng ngự phát ra thăng thiên trận ánh sáng vàng tràn lan mỗi một tia sáng đâm trúng màn hào quang của thăng thiên trận đều đem lại một vòng vầng sáng vàng thoạt nhìn tựa như trời mưa to bị thăng thiên trận ngăn cách đây là một trong số các tác dụng của lam vũ quang phù dung có thể đề cao tốc độ kỹ năng công kích kỹ năng càng phù hợp thanh kiếm thì càng tăng sức mạnh. Long Hạo Thần sau nhiều lần thí nghiệm, phát hiện tiềm điện thứ có độ phù hợp lớn nhất với Lam Vũ, Quang Phù Dung. Lúc này sử dụng, quả nhiên kích phát toàn bộ sức mạnh. Một thăng thiên trận sao có thể chống đỡ công kích liên miên bất tận? Hầu như chỉ một giây, thăng thiên trận nổ tung thành từng mảnh. Nhưng có một giây tranh thủ, cho Dương Văn Chiêu thời gian phản ứng. Một thanh rồng ngâm to rõ vang khắp nơi, Dương Văn Chiêu nhờ thăng long kích kéo lên cao, tuy có chúng hơn 10 kiếm, nhưng dựa vào đặc tính công phòng hợp nhất của thăng long kích rốt cuộc đã hóa giải được uy lực lam vũ quang phủ dung thấy dương văn chiêu phóng lên cao long hạo thần đạp một cái cả người bay lên đuổi theo sau thăng long kích tay phải vung ra thánh kiếm vừa mới hoàn thành xong quang chảm kiếm trong lúc này sức mạnh siêu đẳng của dương văn chiêu hiện ra thăng long kích bay lên cao lại có thể ở giữa không trung quay ngược lại biến bay lên thành hạ xuống ngang nhiên nghênh đón thánh kiếm của long hạo thần sao ầm đùng sao sắc vàng và màu trắng kịch liệt va chạm khiến không trung khuếch tán từng tầng ánh sáng trắng vàng long hạo thần bị trùng kích chấn té xuống đất dương văn chiêu thì bay lên cao mơ hồ thấy khóe miệng gã chảy ra sợi chỉ mấu khi nãy va chạm làm gã lại bị thương nhẹ long hạo thần công kích thật sự là quá mạnh dương văn chiêu không bao giờ ngờ được hắn lại tuyển chọn cách công kích không hề lưu giữ thực lực nên cuối cùng gã chịu chút thiệt thòi song kiếm vung vẩy dương văn chiêu mau chóng ở trước người vẽ những đoạn văn tự kỳ quái gã cần phải nhân lúc thời gian ngắn ngủi trên không trung triệu hoán tinh diệu độc giác thú tinh diệu độc giác thú của gã đã bước vào cảnh giới cấp 7. Tuy chỉ là mới đột phá không lâu, nhưng tại đẳng cấp thì vượt qua hạo nguyệt, thêm vào độ phù hợp giữa gã và tinh diệu độc giác thú, còn có năng lực bay, nhất định có thể lấy lại ưu thế. Nhưng ngay lúc này, xảy ra một sự việc khiến Dương Văn Chiêu không bao giờ ngờ đến. Một lực kéo mãnh liệt bóng truyền từ phía dưới, sức kéo mạnh đến mức lôi gã rất xuống đất, mà lúc này, Long Hạo Thần vừa rơi xuống đất không kịp thở một hơi, sau khi chạm đất lại nhảy dựng lên, song kiếm mở ra xoay quanh đụng hướng Dương Văn Chiêu thánh dẫn linh lô tiến hóa kỹ năng thứ hai khiên dẫn cùng với đấu sát toàn viên kiếm tuy lúc này long hạo thần cảm xúc ở vào trạng thái cực độ hưng phấn tuôn trào nhưng càng là vậy thì đầu óc hắn càng thanh tịnh hoàn toàn trái ngược với sức công kích cuồng phong trong khoảnh khắc dương văn chiêu va chạm hắn trên không trung long hạo thần lập tức nghĩ ra nên làm cái gì thánh dẫn linh lô bắn ra khoảnh khắc tai nạn sắp phát sinh ánh sáng trắng bao phủ cưỡng bước kéo thân thể dương văn chiêu hắn thì từ dưới nhảy lên trong tình huống này Dương Văn Chiêu không có bất cứ cơ hội né tránh nào, chỉ có thể tuyển chọn đánh bừa. Hơn nữa, triệu hoán của gã sẽ bị cắt đứt, sự thật chứng minh, Long Hạo Thần thành công. Khi Dương Văn Chiêu cảm giác được lực kéo mạnh mẽ, thân thể mất cân bằng, phá hủy triệu hoán. Ngay sau đó, gã nhìn thấy vầng sáng chói mắt của đấu sát toàn viên kiếm. Không tốt, trong lúc nguy hiểm, Dương Văn Chiêu sao dám giữ lại thực lực. Mười luồng sáng xanh phát ra từ ngực gã, hóa thành một đoàn hào quang bắn hướng Long Hạo Thần. Đích thị là tinh hải linh lô của gã. Lúc này gã không có chuẩn bị cái gì, đối với Long Hạo Thần Tu Vi đã tăng lên cấp 5 phát động đấu sát toàn viên kiếm, chỉ sợ gã sẽ thật sự bị thương nặng. Một lần mất đi ưu thế, từng bước kinh tâm, Long Hạo Thần tại khí thế đã chiếm cứ tuyệt đối lợi thế. Tiếng va chạm kịch liệt cùng với vô số ánh sáng bùng nổ giữa không trung, tựa như là pháo hoa. Bỗng chốc khiến các thí sinh ngồi ở khu nghỉ ngơi hoa mắt mê mẩn. Trong số bọn họ hầu như không ai xem rõ ràng xảy ra việc gì. Họ chỉ là mơ hồ thấy dường như hai bên phát động lực lượng của Linh Lô, Hai người này đều có được linh lô, không cần nói, hiển nhiên tinh hải linh lô của Dương Văn Chiêu mạnh hơn. Nhưng những thí sinh càng chú ý tới Long Hạo Thần, đó, đó rõ ràng là thánh dẫn linh lô, đối với săn ma đoàn mà nói, có được một kỵ sĩ sở hữu thánh dẫn linh lô, nghĩa là có được một cột trụ vững chắc. Khi đối diện địch nhân cực mạnh, tỷ lệ sinh tồn của săn ma đoàn gia tăng nhiều hơn. Nếu để họ tuyển chọn, ít nhất có hơn 80% người chọn cùng Long Hạo Thần một tổ. Còn lại 20% thì bởi vì bản thân là kỵ sĩ hoặc là một ít nguyên nhân khác lạ. Giờ phút này, mọi người đều đã quên sự kiện Thải Nhi chịu thua. Mặc kệ là Long Hạo Thần hay là Dương Văn Chiêu, đều biểu hiện ra sức mạnh vượt xa đa số thí sinh. Hơn nữa từ lúc bắt đầu trận đấu đến nay, bọn họ thậm chí không chịu hoán tỏa kỵ. Ánh sáng khổng lồ màu vàng, trắng, xanh ở giữa không trung liên tục phát ra. Rốt cuộc hai thân hình từ trên trời giáng xuống, thánh linh giáp của Long Hạo Thần có một số nơi lõm xuống, hiển nhiên là bị tinh hải linh lô công kích, nhưng vẫn không thể phá lực phòng ngự của hắn. Bên kia, Dương Văn Chiêu chật vật hơn, nhiều, hôm nay gã mặt giáp vàng, có thể thấy rõ ràng trên áo giáp ít nhất có 10 vết kiếm. Đặc biệt vị trí bả vai trái, rõ ràng bị chớm hở ra bên trong tuôn trào máu tươi. Qua, wow, một tiếng, Long Hạo Thần phun ra một búng máu. Hắn bị thương không nhẹ hơn Dương Văn Chiêu, tinh hải linh lộ uy lực gây ra không thua gì vết nứt trên vai gã. Nhưng hắn phun máu xong, lại hướng Dương Văn Chiêu phát động đột kích. Tên này thật là kẻ điên, chẳng lẽ hắn không cần thời gian nghỉ ngơi sao? Dương Văn Chiêu nhìn Long Hạo Thần lần nữa xông tới, trong lòng sinh ra cảm giác bất đắc dĩ. Đôi mắt Long Hạo Thần tràn ngập chiến ý, nhưng đáy mắt hắn lại cực kỳ trầm tĩnh. Hai loại khí chất có thể hoàn mỹ kết hợp, đây là sự tồn tại đáng sợ tới cỡ nào? Kỳ thật, Dương Văn Chiêu không biết, bởi ngoại giới kích thích, thể chất quang minh của Long Hạo Thần dần dung nhập vào trong chiến đấu. Thể chất quang minh cho hắn bẩm sinh đã có năng lực quang minh tâm. Dưới tác dụng của quang minh tâm, dù đối diện bất cứ tình huống nào, lực phán đoán của hắn đều sẽ không bị cảm xúc ảnh hưởng là một kỵ sĩ mạnh mẽ có thiên phú bẩm sinh, tác dụng của quang minh từng chút một bị Long Hạo Thần khám phá ra. Cắn chặt răng, Dương Văn Chiêu không chọn cùng Long Hạo Thần đánh bừa nữa. Thằng nhóc điên này, nếu đụng độ có khả năng sẽ là hai bên cùng trọng thương. Hơn nữa, trước khí thế mạnh mẽ có khả năng sẽ khiến gã thành kẻ bại trận. Bởi vậy lúc này Dương Văn Chiêu cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. Gã lựa chọn lùi ra sau, đồng thời huy song trọng kiếm, nhanh chóng vẽ ra pháp trận triệu hoán. Chỉ có triệu hoán ra tinh diệu độc giác thú như vậy trận chiến này tỷ lệ thắng trận của gã như cũ khá cao dương văn chiêu lui ra sau đương nhiên không phải có ý lùi bước nếu là vậy gã căn bản không có khả năng tránh tốc độ đột kích của long hảo thần gã lựa chọn cũng là đột kích chẳng qua là hướng chỗ khác cả người mau chóng lao sang bên cạnh đồng thời phát động pháp trận triệu hoán có thể nói gã đem sau lưng cho long hảo thần cùng lúc đó ánh sáng xanh lấp lánh từ ngực gã phát ra mau chóng lan khắp toàn thân hòa làm một với áo giáp đích thị là năng lực tiến hóa của tinh hải linh lô tinh linh giáp có phòng ngự này, coi như có thể chống đỡ mấy đợt công kích từ xa của Long Hạo Thần. Dương Văn Chiêu tin chắc sẽ không chịu thương nặng, nhưng ngay lúc đó, ngoài sân khu nghỉ ngơi vang lên tiếng kinh hô. Đáng tiếc Dương Văn Chiêu không nghe thấy tiếng kêu này, màn hào quang mép sân không chỉ ngăn cách các loại kỹ năng bên trong, đồng thời cũng che chắn những quấy nhiễu đến từ bên ngoài. Các thi sinh ngồi ở khu nghỉ ngơi chỉ thấy ánh sáng tím chợt lóe, dưới thân Long Hạo Thần đã xuất hiện một sinh vật khổng lồ, ba cái đầu ngạo nghễ ngẩng cao, đích thị là Hạo Nguyệt. Hắn, Hắn không cần sử dụng chú ngữ triệu hoán hoặc phù văn nào mà đã hoàn thành triệu hoán. Sao có thể được, cảm thấy kinh ngạc nhất chính là nhóm triệu hoán sư của Linh Hồn Thánh Điện. Nhưng mặc kệ trong lòng họ suy đoán cái gì, Long Hạo Thần đúng là trong chớp mắt hoàn thành. Khoảnh khắc Hạo Nguyệt xuất hiện, ba ma pháp hầu như là đồng thời phóng ra. Một luồng sáng nồng đậm màu xanh bỗng bao trùm thân thể Long Hạo Thần, khiến cả người hắn tỏa ánh sáng xanh. Một luồng ánh sáng đỏ khủng bố thì từ miệng tiểu hỏa phun ra. Một đạo ánh sáng vàng thì nháy mắt chiếu rọi trên Lam Vũ quang phù dung trong tay Long Hạo Thần. Ba kỹ năng liên tục phát ra, Hạo Nguyệt xuất hiện vừa lúc đứng trước Long Hạo Thần, để hắn vừa vặn ngồi trên đuôi nó. Bởi vậy khi Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa, Tiểu Quang phát kỹ năng, thân thể dài 4 mét của Hạo Nguyệt cũng hoàn thành động tác vặn người vung đuôi. Nháy mắt Quang Long Hạo Thần ra xa biến đổi phương hướng đột kích của hắn, bay thẳng hướng Dương Văn Chiêu. Một hỏa cầu đường kính 1 mét bay, gần Long Hạo Thần, hoàn toàn che chắn cho hắn, đó là luồng sáng đỏ mà Tiểu Hỏa vừa mới phun ra. Siêu cấp bạo liệt hỏa cầu, ma pháp hỏa hệ cấp 5. Bản thân là ma pháp đơn thể, nhưng một khi bạo tạc, thậm chí có uy lực ma pháp quần thể. Đây là một trong số vài cái ma pháp hỏa hệ lực công kích mạnh nhất. Dương Văn Chiêu đang triệu hoán thì đột nhiên cảm giác sau lưng nóng bỏng. Vì sao có cảm giác nóng? Gã sắp hoàn thành Phú văn triệu hoán, nếu lúc này bị cắt đứt, có khả năng rơi vào cục diện bị động. Bởi vậy, Dương Văn Chiêu cắn răng một cái, áo giáp phát ra hào quang lấp lánh. Một tầng ánh sáng đỏ vàng nháy mắt bộc phát, là Thái Dương Hỏa. Nhưng đây không phải Thái Dương Hỏa gã tự mình phóng thích, mà là dựa vào áo giáp, chỉ có thể liên tục 3 giây. Áo giáp của gã lại là trang bị linh ma cấp, sao hoành, sao, siêu cấp bạo liệt hỏa cầu mạnh đụng thân thể Dương Văn Chiêu. Đây là ma pháp cấp 5, làm sao một trang bị thêm kỹ năng phụ có thể ngăn chặn? Thái Dương Hỏa nháy mắt nổ tung, lực bạo tạc gây tổn lại bên ngoài tinh linh giáp. Nổ ra một vết nứt to, nhưng lúc này Dương Văn Chiêu ngược lại thầm nhẹ nhõm, rốt cuộc đã chống cự được đòn đó, phù văn của gã khoảnh khắc hoàn thành sao sáu cánh ánh sáng vàng đậm đặc lấp lánh trước mặt gã. Chỉ cần một bước lên tinh diệu độc giác thú, trận thi đấu này sẽ lần nữa bắt đầu. Nhưng ngay giây phút này, một linh cảm nguy cơ chưa từng có khiến Dương Văn chiêu sởn cả gai ốc. Gã căn bản không kịp làm ra phản ứng gì, cố gắng xoay người, song kiếm chớm sau lưng. Sao phốc, sao, hai ánh sáng trắng giao nhau mà thành, thập tự chạm va chạm song kiếm của Dương Văn Chiêu. Tiếng kim thiết cọ sát chói tai vang trên không trung, song trọng kiếm của Dương Văn Chiêu bị gãy ngang, ánh sáng trắng quang trảm mạnh đập vào người gã, xé tan tinh linh giáp, cũng xé nát áo giáp trên người gã. Lực công kích khủng bố quang Dương Văn Chiêu bay ra xa. Mấu tươi tuôn trào, lúc này Dương Văn Chiêu chỉ có một ý nghĩ. Làm sao có thể, ánh sáng trắng lấp lánh, lực kéo đem Dương Văn Chiêu trọng thương kéo giật ngược ra sau. hi hí hí hí, trong tiếng hí dài, tinh diệu độc giác thú rốt cuộc ra trận. Dựa vào liên hệ khế ước bình đẳng, nó lập tức cảm giác ra Dương Văn Chiêu gặp nguy, hai cánh dương ra, không chút do so dự đuổi theo Dương Văn Chiêu. Nhưng cùng lúc đó, luồng sáng trắng lóe lên, lần này mục tiêu là tinh diệu độc giác thú. Nó vốn chạy tới chỗ Dương Văn chiêu nay không thể không xoay hướng Long Hạo Thần. Thần ngựa thuẫn, song kiếm giao nhau, Long Hạo Thần chống đỡ trùng kích của tinh diệu độc giác thú. Tuy cả người bị đụng văng xa hơn 10 mét, nhưng tinh diệu độc giác thú cũng bị lực phản chấn đẩy lui mấy bước, không thể phát động liên tục trùng kích. Dừng tay, ta không muốn thương tổn hắn, Long Hạo Thần lớn giọng nói với tinh diệu độc giác thú. Tinh diệu độc giác thú thật nghe lời, đột ngột dừng bước chân sông tới trước, đôi mắt to trong suốt tràn đầy suốt ruột. Cũng khó trách nó không dám lần nữa tấn công, đích thực là ném chuột sợ vỡ đồ. Bên kia Dương Văn Chiêu ở gần Hạo Nguyệt, Tiểu Thanh không khách sáo một ngụm cắn cổ Dương Văn Chiêu, khiến gã không dám động đậy. Nhưng miệng mũi không ngừng trào máu tươi, có thể thấy gã bị thương rất nặng. Toàn sân đấu tĩnh lặng, thi đấu tiến hành đến đây, đã phân rõ thắng bại. Trước khi vòng bán kết hôm nay bắt đầu, những thí sinh đều suy đoán thứ hạng chung kết theo bọn họ thấy, có hy vọng đạt được vô địch chính là thích khách thánh điện Thải Nhi. Thải Nhi biểu lộ thực lực quá mạnh mẽ, ở trước mặt nàng, căn bản không một ai chịu được một phút đồng hồ. Hơn nữa không ai có thể ép nàng lộ ra thực lực chân chính. Càng thần bí càng cường đại, đây là quan điểm tất cả mọi người đều công nhận. Sau Thải Nhi, người tiếp theo có khả năng vô địch hẳn là Dương Văn Chiêu. Gã có tinh diệu độc, giác thú, bản thân là trường giới kỵ sĩ cấp 5. Tu vi mạnh mẽ, trang bị, lại thêm vào tinh diệu độc giác thú hỗ trợ, nếu cùng với Thải Nhi thì có thể ra vài chiêu. Rốt cuộc lộc thuộc về ai còn khó đoán biết, riêng Long Hạo Thần thì bị xếp thứ ba. Trong mắt nhiều người, Long Hạo Thần là một kỵ sĩ vẫn còn quá trẻ tuổi. Tuy hắn có thiên phú không tệ, nhưng tòa kỳ quái dị của hắn so sánh với tinh diệu độc giác thú thì hơi chênh lệch chút. Tu vi của hắn cũng không bằng Dương Văn Chiêu, nếu không phải giữa hắn và Thải Nhi có quan hệ, sợ rằng được đến chú ý không bằng hai người trước. Về Mục Ninh thì, hầu như không ai nghĩ tới gã có thể vào ba hạng đầu. Mà hôm nay khi bắt đầu thi đấu, phát sinh mọi chuyện đảo điên quan điểm của mọi người. Thải Nhi trực tiếp bỏ thi, người ta coi trọng nàng thì thành hạng thứ 4, Mục Ninh lại vận sao 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 chó lụm hạng 3. Nhưng trận chiến giữa Dương Văn Chiêu và Long Hạo Thần, xem ra Dương Văn Chiêu như cũng chiếm ưu thế lớn. Thật sự là bởi vì hào quang tinh diệu độc giác thú quá trói lọi. Trong trận đấu, Dương Văn Chiêu cũng chứng minh thực lực cường đại của gã. Chẳng những có tinh hải linh lô công phòng một thể, còn là linh lô đã tiến hóa một lần. Tuy họ đoán đúng thực lực của Dương Văn Chiêu nhưng không đoán chung kết quả chung kết. Cho dù tại lúc này, trong mắt họ thì tổng thể sức mạnh của Long Hạo Thần vẫn thua Dương Văn Chiêu. Chỉ là, kết quả lại là hắn, Long Hạo Thần chiến thắng. Từ đầu đến cuối hắn hoàn toàn áp chế Dương Văn Chiêu, không hề cho gã một cơ hội phản công. Nhất chiến công thành, đạt được chiến thắng cuối cùng. Thời gian trở lại vài phút trước, Dương Văn Chiêu lập kế hoạch không thể nói là sai, sai sót lớn nhất của gã chính là phán đoán về Hạo Nguyệt. Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt là quan hệ huyết khế, huyết mạch liên thông, dù có ở chỗ nào cũng vẫn cảm ứng được đối phương. Nên khi phát giác ra người kia gặp nguy hiểm, họ có thể ngay lập tức truyền tống đến bên cạnh đối phương. Dưới tình huống này, Long Hạo Thần không cần dựa vào bất cứ chú ngữ triệu hoán hoặc phù văn nào, có thể dễ dàng triệu hoán Hạo Nguyệt. Hơn nữa hắn thậm chí đã dùng tâm linh liên hệ thông báo Hạo Nguyệt chuẩn bị tốt kỹ năng. Đây cũng là lý do vì sao khi Hạo Nguyệt vừa xuất hiện, lập tức phóng ra ba ma pháp. Chính là ba ma pháp kỹ năng này, cho Long Hạo Thần cơ hội trước khi tinh diệu độc giác thú xuất hiện, một kích trúng chiêu, chiến thắng Dương Văn Chiêu. Ma pháp thứ nhất là phiêu phù thuật của Tiểu Thanh, nháy mắt giảm bớt thể trọng của Long Hạo Thần. Nên biết, Long Hạo Thần tuy rằng chỉ mới 14 tuổi không nặng bao nhiêu ký, nhưng trên người hắn có áo giáp cộng thêm hai thanh trọng kiếm không nhẹn. Giảm trọng lượng khiến Hạo Nguyệt cái đuôi trở thành vật đẩy hắn bay ra, tốc độ gia tốc, đột kích trúng Dương Văn Chiêu. Ma pháp thứ hai chính là siêu cấp bạo liệt đại hỏa cầu của Tiểu Hỏa, chính là vật này nổ tung hơn phân nửa lực phòng ngự của Dương Văn Chiêu, ngay cả tinh linh giáp đều nứt. Tiểu Thanh phát động ma pháp thứ ba chính là loại tăng quang hệ, hơi giống quang diệu thiên địa, nhưng cũng khác biệt. Nó một lần chúc phúc sẽ nâng cao độ đậm đặc quang nguyên tố. Bởi vì Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt có huyết khế, mấu thịt liên thông cho hắn trực tiếp sử dụng bộ phận quang nguyên tố, nháy mắt huyễn hóa ra hai thánh kiếm. Hai thánh kiếm bỗng nhiên phát ra thập tự chảm trở thành đòn tất sát cuối cùng đánh bại Dương Văn Chiêu long hạo thần đã nương tay không phát huy toàn bộ uy lực của thánh kiếm nếu không chỉ sợ thân thể dương văn chiêu đã bị cắt thành bốn khối triệt để đánh gục dương văn chiêu sau đó đơn giản phát động khiên dẫn của thánh dẫn linh lô quang dương văn chiêu không còn lực phản kháng cho hạo nguyệt khi sinh mệnh dương văn chiêu bị uy hiếp cho dù tinh diệu độc giác thú có mạnh tới đâu cũng không thể xoay chuyển tình thế dương văn chiêu phán đoán không sai thực lực của tinh diệu độc giác thú đúng là vượt qua hạo nguyệt phương diện tăng phúc quan hệ thì hạo nguyệt không thể sánh bằng nhưng gã tính sai độ phù hợp giữa đồng bạn gã và tinh diệu độc giác thú khế ước bình đẳng sao có thể so sánh với huyết khế của long hạo thần và hạo nguyệt nếu hai bên ngay từ đầu triệu hoán ma thú đồng bạn tiến hành chiến đấu kết quả cuối cùng có lẽ là lưỡng bại câu thương dương văn chiêu là thiên không kỵ sĩ cơ hội thắng lớn hơn chút nhưng nhờ ba chúc phúc của hạo nguyệt phụ trợ long hạo thần cũng không phải không có cơ hội đáng tiếc thắng bại trong chiến đấu bình thường không thể dùng thực lực tuyệt đối để tính toán trong quá trình tranh đấu có khả năng phát sinh biến hóa nhỏ trong đó, dễ dàng biến đổi nhất chính là chiến thuật. Long Hạo Thần chiến thắng, trọng tài tuyên bố xong, ngay sau đó Long Hạo Thần đi tới trước mặt Dương Văn Chiêu. Long Hạo Thần ra hiệu, tiểu thanh nhả miệng thả Dương Văn Chiêu ra. Một đạo lại một đạo thánh quang trắng lấp lánh bao phủ cả người Dương Văn Chiêu, trị liệu vết thương khá nặng của gã. Trừ trọng tài, còn có tinh diệu độc giác thú, lúc này nó vội chạy đến bên cạnh Dương Văn Chiêu, thỉnh thoảng nhìn Hạo Nguyệt đứng không xa, rõ ràng lộ ra địch ý. Long Hạo Thần trước tiên phóng thích thánh quang cháo từ linh quang bao tay, đồng thời trong tay Lam Vũ, quang phủ dung cũng phát ra ánh sáng xanh nhạt, đây là thủy hệ cam xương thuật. Ma pháp quang hệ và thủy hệ đều có tác dụng trị liệu. Quang hệ kích phát tiềm năng cơ thể tự lành lặn, thủy hệ thì lấp đầy miệng vết thương dùng sinh cơ dung hợp. Nếu đồng thời sử dụng hai cái, hỗ trợ lẫn nhau, sẽ gia tăng hiệu quả chữa trị. Một trận chiến này, nhìn thì Long Hạo Thần hoàn toàn áp chế Dương Văn Chiêu, nhưng trên thực tế, hắn chịu đựng áp lực không nhẹ, từ đầu đến cuối hắn không tạm ngừng công kích, nếu không lấy tu vi của Dương Văn Chiêu, sao có thể không cách nào triệu hoán ra tinh diệu độc giác thú. Liên tục ra đòn khiến thân thể hắn nhận áp lực cực lớn. Trong thời điểm này, một ít ưu thế người ngoài không nhìn thấy dần hiện ra, đó chính là ngoại linh lực của Long Hạo Thần. Về phương diện linh lực, Long Hạo Thần là cấp một đại địa kỵ sĩ, chắc hẳn là thua cấp ba thiên không kỵ sĩ Dương Văn Chiêu. Nhưng ngoại linh lực của hắn thì Dương Văn Chiêu không thể sánh bằng. Hạo Nguyệt trước sau hai lần tiến hóa đã thúc đẩy ngoại linh lực của Long Hạo Thần và huyết mạch biến hóa tăng cao. Thanh kiếm thần kỳ Lam Vũ, Quang Phù Dung thì không ngừng tẩm bổ thân thể hắn. Ngoại linh lực của Dương Văn Chiêu có lẽ chỉ khoảng hơn trăm, tuyệt đối không hơn. Nhưng Long Hạo Thần có ngoại linh lực chỉ sợ không ít hơn 400. Chỉ là không qua khí của ma pháp chuyên môn kiểm nghiệm, ngay cả hắn cũng không biết ngoại linh lực của mình nhiều hay ít. Ngoại linh lực cường đại khiến sức đề kháng của Long Hạo Thần hơn xa Dương Văn Chiêu. Tuy liên tục cưỡng bức sử dụng kỹ năng nên bị thương, nhưng vẫn nằm trong phạm vi hắn có thể chịu đựng. Nhìn Lam Vũ, Quang Phù Dung phát ra ánh sáng, Long Hạo Thần thầm nghĩ, nếu thanh kiếm thập tự trảm kia không thể đánh bại Dương Văn Chiêu, có lẽ mình sẽ thật sự sử dụng kỹ năng của thanh kiếm này. Chỉ là sợ rằng sẽ mang đến tổn thương không thể chữa trị. Cột sáng trắng khổng lồ bao phủ thân thể Dương Văn Chiêu. Trọng tài dáng người cao to dùng kỹ năng tuyên bố thực lực của chính gã. Thánh Dỗ Thuật, kỹ năng cấp 8 của thủ hộ kỵ sĩ. Vị trọng tài chung kết này rõ ràng là thánh kỵ sĩ cấp 8. Dưới tác dụng của thánh dũ thuật, vết thương to lớn sau lưng Dương Văn Chiêu lấy tốc độ kinh người khép lại. Gã nhờ có trọng tài trợ giúp chậm rãi đứng lên, nhìn Long Hạo Thần, Dương Văn Chiêu đáy mắt lóe tia sáng phức tạp. Gã không nghĩ rằng chính mình thật sự thua, thua thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều. Lần đầu tiên gặp Long Hạo Thần, hắn chỉ mới là giáp kỵ sĩ cấp 4. Khi đó tuy rằng hắn biểu hiện tài hoa, nhưng trước mặt mình lại không có một chút cơ hội nào. Nhưng mà không tới một tháng hắn đã trực diện đánh bại mình. Thua là thua, Dương Văn Chiêu sẽ không tìm lý do cho mình, nếu đối diện là ma tộc, hiện tại gã đã là một cái xác không hồn. Hít sâu một hơi, Dương Văn Chiêu hướng trọng tài gật gật đầu, ý bảo mình có thể tự cử động. Thánh kỵ sĩ thả lỏng bàn tay dìu gã. Dương Văn Chiêu từng bước một đi hướng Long Hạo Thần, sắc mặt gã tái nhợt nhưng đáy mắt phức tạp dần bình tĩnh. Hắn có lời muốn nói với mình. Long Hạo Thần thấy Dương Văn Chiêu đi lung lay, bước nhanh tới nghênh đón. "Cậu thắng." Dương Văn Chiêu suy yếu nói. May mắn thôi, lúc này Long Hạo Thần trong con ngươi vàng chiến ý đã biến mất, khuôn mặt tuấn tú như cũng có mấy phần tinh nghịch và đơn thuần. Nét mặt hắn hơi ngượng ngùng và nở nụ cười sáng sủa. Nhìn mặt hắn, Dương Văn Chiêu hơi ngơ ngẩn, chính là một thiếu niên như vậy đánh thắng chính mình. Chuyện http 2 gạch chéo gạch chéo tiuyenfull.vn Thắng là thắng, tương lai không xa tôi nhất định sẽ không thua cậu. Dương Văn Chiêu vừa nói vừa vươn ra tay phải, Long Hạo Thần cũng vươn tay phải nắm lấy tay gã dường như anh quên sắp bắt đầu tuyển chọn đoàn đội. Dương Văn Chiêu cười khổ, khẽ lắc đầu, chúng ta sẽ không ngừng đi tới, vì quang vinh của kỵ sĩ. Trong tay Dương Văn Chiêu không có kiếm, tay phải nắm lại chạm ngực trái. Vì quang vinh của kỵ sĩ, Long Hạo Thần đáp lễ, trên khán đài chủ tịch, cao tầng lục đại thánh điện lần lượt đi xuống tiến vào trong sân, tới bên cạnh hai người. Thanh âm của Hàn Khiếm lần nữa vang vọng khắp sân, săn ma đoàn thi đấu tuyển chọn cá nhân đã kết thúc. Quán quân Long Hạo Thần, Á quân Long Hạo Thần, hạng ba Mục Ninh phía sau sẽ cử hành nghi thức luân bàn tổ đoàn, tất cả 60 thí sinh vào sân. Qua thời gian một tháng, cuộc tuyển chọn cá nhân săn ma đoàn rốt cuộc kết thúc. Kết quả chung kết vượt qua suy đoán của mọi người, kỵ sĩ thánh điện ôm đồm hai danh ngạch, thắng lớn. Long hạo thần nhất chiến thành danh, lấy tuổi 14 đạt được quán quân chung kết, trở thành quán quân trẻ tuổi nhất từ trước đến nay trong cuộc thi săn ma đoàn tuyển chọn cá nhân. Nhưng trong lòng hắn, chức quán quân này không thuộc về hắn, mà là thuộc về thiếu nữ mắt không thấy đường luôn lặng lẽ ủng hộ hắn. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác, tất cả thí sinh dần dần vào sân. Bên kia 10 nhân viên công tác đẩy vòng quay bình đài khổng lồ vào trong sân. Bình đài hình tròn, bán kính hơn 20 mét, phía trên có đặt dĩa quay to. Nhân viên công tác chỉ dẫn các thí sinh đứng thành hai hàng, trong đó thí sinh 16 cường đứng hàng đầu, người còn lại đứng phía sau. Long Hạo Thần và Dương Văn Chiêu sóng vai đứng, nhìn chăm chú dĩa quay to lớn. Đột nhiên Long Hạo Thần chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt biến đổi hắn vội vàng ngoái đầu tìm kiếm bóng dáng Thải Nhi trong đám người. Đang lúc hắn chuẩn bị đi hướng Thải Nhi muốn cho nàng biết một việc trọng yếu, bỗng thanh âm của Hàn Khiếm lại vang lên. Long Hạo Thần, Dương Văn Chiêu, Mục Ninh, lên đài. Cùng lúc đó, trên bình đài phóng ra tầng ánh sáng nhu hòa bao trùm ba người Long Hạo Thần, cùng với dĩa quay khổng lồ đã phóng lên bình đài. Hàn Khiếm trầm trọng nói, là ba người đứng đầu, các người được ưu tiên chọn lựa đoàn đội của mình. Nhưng mọi thứ phải tiến hành dựa theo quy tắc. Từ giờ trở đi, các ngươi không được liên lạc với người bên ngoài dù bằng bất cứ phương tiện gì, cho đến khi hoàn thành tổ chức đoàn thể." Long Hạo Thần trong lòng nóng vội, cắt ngang nói, "Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, tôi có thể nói một lời với một người bạn được không, chỉ một câu thôi." "Linh hồn, Thánh điện Tam thủy linh đế sắc mặt nghiêm khắc, nói, "Ngươi không nghe thấy thánh kỵ sĩ trưởng nói gì ư? Đây là quy tắc của Thánh minh, sao có thể chỉ vì ngươi mà thay đổi?" Kỵ sĩ Thánh điện có hai người đứng đầu đã khiến người của Thánh điện khác bực mình, lúc này có quy tắc làm nền đương nhiên sẽ không thông cảm cho Long Hạo Thần cái gì. Long Hạo Thần lần nữa quay đầu nhìn Thải Nhi, hắn rất muốn dùng ánh mắt cho nàng biết chuyện, nhưng mà Thải Nhi không nhìn thấy. Cho dù ánh mắt hắn có thể biểu đạt thì ích lợi gì đâu. Dưới sự thúc giục của nhân viên công tác, Long Hạo Thần đành phải cùng Dương Văn Chiêu, Mục Ninh leo lên bình đài. Hàn khiếm hơi nghi hoặc liếc Long Hạo Thần, nhưng ông làm người chủ trì, không tiện nói thêm cái gì. Dựa theo trình tự, ông trầm giọng nói, ba người các ngươi đã lấy được ba thứ hạng đầu, bởi vậy có một lần cơ hội, trực tiếp chọn ra một đồng bạn tương lai sẽ cùng mình ở săn ma đoàn. Chỉ cần đối phương đồng ý liền lập tức trở thành một đồng đội của ngươi. Long hạo thần, người hạng nhất, hãy trước tiên tuyển chọn. Từ giữa bình đài tỏa ra màn hào quang, chỉ ngăn cách thanh âm bên ngoài, còn tiếng động bên trong thì có thể truyền ra. Nhưng Long hạo thần nào biết có vụ này, nếu không, coi như là dùng cách hét to, hắn nhất định sẽ giống ra chuyện vô cùng quan trọng kia. Long hạo thần ngẩn ngơ, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn nhìn hàn khiếm, lại nhìn Thải Nhi đứng vị trí thứ nhất dẫn đầu hàng người, thân thể hắn hơi run rẩy, mặc kệ là 6 vị phó điện chủ vẫn là Dương Văn Chiêu và Mục Ninh đứng cạnh hắn, trong lòng thầm nghi hoặc, hắn đang do dự cái gì, chẳng lẽ ngoài cô gái kia thì hắn còn có tuyển chọn khác ư? Nhưng chuyện này sao có thể, chỉ cần có mắt, ai đều nhìn ra cô gái kia vì hắn liên tiếp từ bỏ hai trận đấu, nếu không, chỉ sợ thứ tự xếp hạng hôm nay sẽ không là như vậy. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào người Long Hạo Thần. Đối với hắn mà nói, Mọi chuyện đến quá nhanh, hắn căn bản không kịp nói cho Thải Nhi biết điều gì. Bên ngoài màn hào quang, Thải Nhi tĩnh lặng đứng đó, nàng cũng có chút ngây ngẩn. Chẳng phải đã kêu tuyển chọn người, vì sao hắn không nói lời nào? Hắn còn đang chờ điều gì? Lý Hinh đứng sau lưng Thải Nhi, lầm hầm đứng cách đó không xa. Giờ phút này, tâm tình hai người bỗng nhiên biến khẩn trương. Lý Hinh quá hiểu Long Hạo Thần, tuy hắn tuổi không lớn nhưng có phẩm chất nhiều người trưởng thành đều làm không được. Như khiêm tốn, thành thực, thương hại, anh dũng, công chính, hy sinh, vinh dự, cố chấp, nhân từ, chính nghĩa. Mười điều tuân thủ của kỵ sĩ hầu như có thể nhìn thấy trên người hắn. Nó, nó sẽ không thật sự chọn tên ma pháp sư vô dụng chứ. Nếu thật sự là vậy thì Thải Nhi nên làm sao đây? Đệ đệ, đệ hãy làm người xấu một lần đi. Nhìn thân hình mảnh mai trước mặt, Lý Hình thầm cầu nguyện, lòng bàn tay bất giác dướng mồ hôi. Lâm hâm tâm tình cũng rất phức tạp, thi đấu mấy ngày nay y đều xem hết. Ban đầu y đem tiền đặt cược dồn vào Long Hạo Thần, nghĩ là 5 năm sau có thể thực hiện nguyện vọng của mình. Nhưng y trăm ngàn lần không ngờ tới, ngay lần thi đấu này Long Hạo Thần đã chân áp quần hùng, vô địch quán quân. Thải Nhi nhận thua hai trận đương nhiên y cũng biết, có thể thấy giữa hai người kia quan hệ thân mật. Trong lúc này, Long Hạo Thần còn tuyển chọn chính mình không? Nếu đổi lại là mình, thì sẽ lựa chọn như thế nào? Lâm Hâm không biết, y không cách nào cho mình một đáp án rõ ràng. Lúc này đầu óc y trống rỗng, nhìn Long Hạo Thần đứng nơi xa xăm, trong lòng tràn đầy hỗn loạn. Một bên là bạn gái, là số một thích khách thánh điện, số một tuổi trẻ nhất, bị đám thích khách cùng tham gia thi đấu xưng là nữ hoàng thích khách, Thải Nhi. Bên kia, là ma pháp sư không biết ma pháp công kích, lúc vượt vòng đấu loại toàn dựa vào vận khí và mưu kế mới miễn cưỡng thành công, lâm hâm. Bên này là hắn hứa hẹn cả đời bảo vệ, cô gái vì hắn mà cam nguyện từ bỏ tất cả quang vinh. Bên còn lại thì là lời hứa ích lợi, lâm hâm thầm hỏi bản thân, nếu là mình thì sẽ lựa chọn như thế nào. Trên đài, ảnh tùy phong hơi tức giận, Ông khá bất mãn lựa chọn hôm nay của Thải Nhi, tuy ông không thể ảnh hưởng quyết định của cô gái này, nhưng nàng là đại biểu vinh quang của thích khách thánh điện. Vì một thiếu niên từ bỏ vinh quang, đổi làm người khác, Ảnh Tùy Phong nhất định xử phạt nghiêm khắc. Nhưng mà Thải Nhi đã vì hắn bỏ ra nhiều như vậy, hắn còn dám do dự, hắn còn là một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất không. Ngươi còn chờ cái gì, mau tuyển chọn đi, Ảnh Tùy Phong tức giận ẩn chứa mấy phần lạnh lùng, quát khẽ một tiếng. Long Hạo Thần chấn động, giật mình thanh tỉnh lại, rốt cuộc phải đối diện hiện thực lúc này đã không còn cách nào kéo dài thời gian siết chặt hai nắm đấm hắn ngẩng đầu gần như dùng hết sức lực trầm giọng nói tôi tuyển chọn ma pháp thánh điện lâm hâm cái gì sao hoành sao trên đài kêu to dưới đài ồn ào đồng thời kêu ra tiếng có ba người kỵ sĩ thánh điện thánh kỵ sĩ trưởng hàn khiếm thích khách thánh điện đường chủ hiệp ẩn đường ảnh vì phong còn có ma pháp thánh điện đoàn trưởng ma đạo đoàn lâm thần ba vị phó điện chủ còn lại cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhưng xem ra còn có thể khống chế cảm xúc của mình Ngươi nói cái gì? Ảnh tùy phong bước lên trước túm giáp thánh linh, uy nhiếp cực kỳ khủng bố tràn ra đè ép Long Hạo Thần. Hàn Khiếm vội vàng tiến lên nắm chặt bả vai Ảnh tùy phong. Đừng xúc động, Hạo Thần, có phải ngươi đã nói nhầm rồi? Có chuyện gì? Thánh Ma đạo sư Lâm Thần thì đôi mắt trông trời nhìn, ông thật không ngờ tương lai hy vọng của kỵ sĩ thánh điện vô địch cuộc thi lại tuyển chọn cháu của mình. Long Hạo Thần đáy mắt xẹt qua tia cay đắng. Tôi không nói sai, tôi chọn là Lâm Hâm của Ma Pháp Thánh Điện. Hắn cũng là 60 thí sinh. Khi Long Hạo Thần lần đầu tiên nói chọn Lâm Hâm, nguyên bản bình tĩnh đứng phía dưới thải nhi thân hình mảnh mai đột nhiên cứng đờ. Khuôn mặt nàng ngơ ngác, tay nắm gậy trúc bất giác siết chặt. Trong phút chốc, nàng chỉ thấy đầu óc trống trơn, dường như mất hết lục cảm. Mình, mình nghe sai rồi. Trong thế giới trống rỗng, thải nhi tự hỏi mình, nhưng mà, giọng của anh ấy làm sao mình có thể nghe lầm. Thính giác của mình ít nhất gấp đôi người thường, anh ấy chọn Lâm Hâm, một Lâm Hâm ma pháp sư không biết công kích, Lâm Hâm cùng mình một tiểu tổ, vì cái gì ba chữ đơn giản lúc này khó khăn trồi lên trong lòng thải nhi hứa hẹn của anh ấy đâu anh ấy đã nói sẽ bảo vệ mình cả đời nhưng mà người anh ấy chọn không phải mình vì cái gì thật lạnh đột nhiên cảm thấy lạnh quá đau quá loại cảm giác vừa lạnh lẽo vừa đau đớn này từ đâu đến dường như là lòng mình lòng đau quá bởi vì anh ấy mà đau mắt mình vốn chỉ có màu đen nhưng hiện giờ lại biến thành màu xám vì cái gì thải nhi thải nhi hãy nghe tôi nói Long Hạo Thần chọn Lâm Hâm là có nguyên nhân. Muội nghe tôi giải thích đã, Lý Hinh sốt ruột lại nhảy bên tai Thải Nhi, nhưng giờ khắc này, Thải Nhi dường như đã đánh mất linh hồn. Nàng như cố tĩnh lặng đứng, nhưng dường như đã bỏ qua thế giới bên ngoài. Trong lúc này, câu nói thứ hai của Long Hạo Thần từ trong màn hào quang truyền ra. Tôi không nói sai, tôi chọn là Lâm Hâm của Ma Pháp Thánh Điện. Hắn cũng là 60 thí sinh, lại lần nữa nghe tiếng của hắn, Thải Nhi chờ tỉnh lại. Nhưng trong khoảnh khắc, luồng khí lạnh lẽo kinh khủng từ trong thân thể nàng tuôn ra ngoài. Lý Hinh đứng gần nàng nhất, cảm nhận được sự lạnh lẽo gần như muốn xé nát linh hồn mình, thân hình không thể khống chế ngã ra sau. Không chỉ mình cô, các thí sinh đứng cạnh Thải Nhi cũng chạy tán loạn bốn phía. Sao phốc, sao, gậy trúc đập xuống đất lún đến chui gậy, oa, phụt, một ngụm máu tươi từ miệng nàng phun ra, thân thể chậm rãi mềm nhún. Thải Nhi, một thân hình gầy còm giống như xé rách không gian bóng chốc xuất hiện, ôm lấy thân thể nàng hiển nhiên đó chính là ông lão ốm đã từng ngồi trước cửa thánh minh tàng bảo các. Đồ khốn, ta rất ngươi, vầng sáng đen khủng bố nháy mắt bốc lên cao, uy nhức cường đại vô tận khiến ánh sáng trong sân biến mở nhạt. Sát ý ngút trời khiến các tinh anh của lục đại thánh điện đều sắc mặt tái nhợt ngã gục. Đao phong đen nhánh cực kỳ sắc bén nháy mắt đánh lên hào quang bảo vệ bình đài. Ngay lúc này, đột nhiên một luồng sáng vàng từ trên trời giáng xuống. Cột sáng vàng này bán kính hơn 30 mét, đao phong đen chạm vào cột sáng vàng hóa thành từng tia sáng nhỏ biến mất không thấy, Dương Hạo Hàm, người dám ngăn cản thì ta rất ngươi trước. Ông lão ốm phẫn nộ đến mức râu tóc dựng thẳng, sát khí lãnh tuyệt ở sau lưng ông ngưng kết thành thực thể. Một cây đao dài 10 thước rộng 3 thước ngưng kết sau lưng ông. Đao phong lãnh liệt khiến cột sáng vàng cũng tùy theo lung lay. Giây phút này, trong cột sáng vàng xuất hiện một vương tọa lớn tới 10 mét, gần chạm đỉnh cột, khiến cột sáng có vẻ chật trội. Cao cao chỗ tựa lưng vây quanh vô số bảo thạch, tạo thành hình dáng tấm thuẫn nguyễn lệ ở giữa lưng tựa hơi thở áp lực mà ôn hòa, nó tản ra khí thế hùng vĩ như núi và sự bảo vệ. Sát khí mênh mông của ông lão ốm không cách nào tiến tới trước. Đỉnh lưng vương tọa là một viên bảo thạch hình tròn màu trắng ngà. Tỏa ra hơi thở bình thản minh mông, xua tan hoảng sợ và bất an trong lòng các cường giả lục đại thánh điện. Dường như chỉ cần có nó tại, dù là kẻ nào, cũng sẽ không bị thương tổn. Trên vương tọa rộng lớn là hoa văn mai rùa kéo dài xuống bốn chân ghế to bự. Hai tay vịn lớn hơi cong lên, ấn ký hình mây bay vô số hoa văn điêu khắc từ hai bên lưng ghế kéo dài đến mỗi cái góc vương tọa toát ra hơi thở tinh khiết khiến người sảng khoái chợt vang lên tiếng than nhẹ quanh quẩn thanh âm già nua mà hùng hậu thánh nguyệt huynh xin đừng vội nóng giận trước không nói dựa theo quy tắc hạo thần không hề làm sai cái gì cho dù cậu bé có làm sai cũng nên trước nói rõ ràng rồi hãy tính tiếp dương hạo hàm mặc áo khoác trắng tay áo bình bồng ông ngồi trên vương tọa lớn có vương tọa làm nền cho dù là thánh nguyệt tức ông lão ốm mặc đồ đen dâu tóc dựng thẳng đều chợt khựng lại đám thanh niên tham dự thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn có lẽ không biết đó là cái gì nhưng sao ông có thể không biết được nó chính là một trong sáu thần ấn vương tỏa của kỵ sĩ thánh điện vương tỏa thủ hộ và từ bi mặc áo khoác trắng dương hạo hàm chính là tỏa trấn tại liên minh thánh điện tổng bộ kỵ sĩ thánh điện thần ấn kỵ sĩ phòng ngự và thống chủ ông cũng là minh chủ hiện tại của liên minh thánh điện dương hạo hàm ông muốn ngăn cản tôi ư mặc kệ thánh nguyệt cường đại cỡ nào đối mặt thủ hộ và từ bi thần ấn vương tọa ông không thể không yếu thế bởi vì ông tự biết mặc dù cùng đẳng cấp mình có tấn công cũng sẽ không thể phá vỡ phòng ngự của dương hạo hàm dương hạo hàm trầm giọng nói thánh nguyệt huynh tôi cũng không nghĩ đến thằng bé này sẽ đem đến phiền phức như vậy nhưng huynh là một trong minh chủ liên minh thánh điện trước mặt bao nhiêu tinh anh trẻ tuổi của lục đại thánh điện vì vinh dự của liên minh xin huynh hãy khắc chế chuyện của thanh niên hãy để chính họ tự giải quyết thì tốt hơn vừa dứt lời Dương Hạo Hàm phát ra khí thế uy nghiêm. Ông vung tay lên, một tầng sắc vàng sáng chói bao phủ lấy ông và Thánh Nguyệt hiệp giả cấp 9 của thích khách thánh điện. Thánh Nguyệt lúc này xuất hiện hơn nữa còn nhằm vào Long Hạo Thần, hiển nhiên đã vi phạm quy tắc của Liên Minh Thánh Điện. Ông không hy vọng tình huống này ảnh hưởng hình tượng liên minh trong mắt đám thanh niên, cho nên mới ngăn cách thanh âm bên ngoài. Thánh Nguyệt giận dữ nói, đừng nói cả đống đạo lý với tôi, cháu cô gái của tôi tinh thần bị thương nặng, ông nói sao đây? Dương Hạo Hàm nói, Thánh Nguyệt, huynh bình tĩnh một chút, mấy ngày trước cháu cô gái của huynh vì thù riêng mà đánh thương cháu tôi, tôi có kiếm huynh nói cái gì không? Thánh Nguyệt khựng lại, vẫn cãi chảy cãi cối, cháu cô gái của tôi chính là luân hồi thánh nữ, ông nên biết con bé đối với liên minh trọng yếu cỡ nào. Dương Hạo hàm lộ vẻ giận dữ, Thánh Nguyệt, nếu huynh còn ngang ngược, tôi sẽ trước tiên bắt huynh lại. Luân hồi thánh nữ đích thực trọng yếu, nhưng Hạo thần bẩm sinh có thể chất con trai quang minh. Trời sinh nội linh lực 97, đối với kỵ sĩ thánh điện chúng ta thì tầm quan trọng cỡ nào? thánh nguyệt sửng sốt ông nói cái gì thằng nhóc có thể chất con trai quang minh dương hạo hàm hừ lạnh một tiếng huynh ánh mắt không tốt bằng cháu cố gái của mình thánh nguyệt hồi phục tinh thần tức giận nói nói mấy thứ này thì có tác dụng gì chẳng phải thằng khón đó đã phụ lòng cháu cố gái của tôi vì hắn làm tất cả mọi việc tôi không quan tâm hôm nay không cho lão già này phân xử rõ ràng từ nay về sau thích khách thánh điện chúng ta sẽ không để yên cho kỵ sĩ thánh điện các người ông cố đừng Thải nhi nửa hôn mê dần dần tỉnh lại nàng nghe được phân nửa đối thoại giữa hai đại cường giả. Khăn che mặt bị mấu tươi nhuộm đỏ hơi rũ xuống lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Màu xám đồng tử khẽ động, mông lung hơi nước, chậm rãi từ trong lòng Thánh Nguyệt đứng thẳng dậy. Ông cố, đây là việc giữa con và anh ấy, ông đừng tham. Dự vào, Thánh Nguyệt giận dữ nói, thằng nhóc kia đã đối xử với con như vậy, con còn che chở hắn. Thải Nhi lắc đầu nói, anh ấy không làm gì sai, phải lựa chọn thế nào là chuyện của anh ấy. Ông cố, không thể vì chúng ta mà ảnh hưởng quan hệ giữa hai đại thánh điện. Thánh Nguyệt nhìn Thải Nhi, lại nhìn đối diện Dương Hạo Hàm có thủ hộ và từ bi thần ấn vương tọa, cố nén tức giận. Chúng ta đi, ông rốt cuộc là phó minh chủ liên minh, ưu tiên việc lớn, làm sao ông không hiểu điều này. Thải Nhi lần nữa lắc đầu, ông cố, ông đi trước đi. Thánh Nguyệt nhìn nàng, nghi hoặc nói, con còn ở chỗ này làm gì, để thằng khốn kia nhục nhã ư. Bản tính ông nóng nảy bảo thủ, nhưng đối với cháu cô gái lại tốt vô cùng, nếu không, ông sẽ không bởi vì chuyện khi nãy mà xúc động xuất hiện tại đây. Trong đôi mắt không nhìn thấy vật gì toát ra tia buồn bã, nàng khẽ nói. Con chỉ muốn hỏi anh ta một câu, vì cái gì? Trên đài, thả tôi ra, Long Hạo Thần quát ảnh Tùy Phong. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại chuyên y chấm cơm, bởi vì đối mặt sáu vị phó điện chủ, hắn không nhìn thấy tình cảnh sau lưng. Màn hào quang trên bình đài ngăn cách thanh âm, hắn không thèm quan tâm ánh sáng nhiều lúc biến đổi. Mặc dù hắn nhìn không tới, làm sao không rõ Thải Nhi khi nghe được mình lựa chọn Lâm Hâm sẽ thống khổ thế nào. Bị ảnh Tùy Phong túm lấy khiến hắn không có cách nào tiếp tục kế hoạch của mình. Ảnh Tùy Phong vị trí đối diện hắn, đương nhiên đã nhìn thấy tình hình sau lưng hắn. Mắt thấy Thánh Nguyệt và Dương Hạo hàm hai cường giả cấp 9 cùng lúc xuất hiện trong sân, ông biết mình không có khả năng điều khiển tình hình nữa rồi. Ảnh Tùy Phong phẫn nộ đẩy ra Long Hạo Thần, Hàn Khiếm vội tiến lên đỡ lấy hắn. Long Hạo Thần chẳng chút phật lòng ảnh Tùy Phong vừa mới uy hiếp và áp bách mình, hắn dứt khoát quỳ một gối hướng Hàn Khiếm. Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, tôi có một thỉnh cầu. Hàn khiếm đương nhiên cũng nhìn thấy tình huống bên ngoài, gần đây không thể khống chế tình huống khiến tâm tình ông khó chịu, thở dài một tiếng, nói. Người có yêu cầu gì? Long hạo thần kiên định nói, tôi muốn từ bỏ tiến hành khiêu chiến thi đấu ban thưởng linh lô đệ nhất, chỉ cầu liên minh cho phép tôi tuyển thêm một người vào đoàn đội. Cái gì? Hàn khiếm lần nữa chấn động, người nói muốn vứt bỏ linh lô, nên biết dùng linh lô làm ban thưởng, là gần đây vài đợt tuyển chọn săn ma đoàn mới xuất hiện có thể nói cho dù là linh lô bình thường nhất cũng là cực kỳ chân quý. Vậy mà hắn muốn từ bỏ linh lô, mấy vị phó điện chủ nhìn nhau, lúc này có chút khó hiểu. Hàn khiếm khó kiềm nén giận dữ nói, rốt cuộc người gây sức ép nhiều như vậy là vì sao? Long hạo thần kiên quyết nói, thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, tôi không phải cố ý. Nếu liên minh không đồng ý thỉnh cầu của tôi, thì tôi muốn từ bỏ thành lập săn ma đoàn, 5 năm sau lần nữa dự thi. Đến khi đó, yêu cầu của tôi vẫn giống như vậy nếu liên minh như cũ không cho phép vậy tôi sẽ không bao giờ tham gia săn ma đoàn không được sáu vị phó điện chủ hầu như là đồng thanh hô lên hàn khiếm là sợ long hạo thần không tham gia săn ma đoàn săn ma đoàn là bất cứ người nào trong lục đại thánh điện đều phải đi con đường lên cao tầng cũng là con đường trưởng thành tốt nhất long hạo thần có thể chất con trai quang minh đã đoạt được thứ hạng đứng đầu thi đấu tuyển chọn lần này nếu từ bỏ làm thành viên săn ma đoàn có khả năng phá hỏng tương lai của hắn về năm vị phó điện chủ khác thì cùng một ý nghĩ 5 năm sau quay lại, hiện tại là đệ nhất, 5 năm sau còn ai có thể đối kháng hắn. Khẳng định đứng đầu vẫn là hắn, bọn họ không mong muốn 5 năm sau lại xuất hiện đối thủ khiến người bó tay như hắn. Long hạo thần cúi đầu nói, xin liên minh hãy đồng ý thỉnh cầu của tôi, hàn khiếm trầm giọng hỏi, vậy ngươi muốn ai gia nhập đoàn, đội của ngươi, Long hạo thần lập tức ngẩng đầu nói, thích khách thánh điện, thải nhi, tuy tôi tuyển nhiều hơn một người, nhưng chắc là không phá hỏng sự công bình của săn ma đoàn. Lâm hâm không tiến vào 16 cường, Thải Nhi thì tôi nhất định phải tuyển chọn. Bởi vì trước khi tôi tham gia cuộc thi lần này có cùng Lâm Hâm hứa hẹn, cho nên tôi mới trước tiên phải chọn hắn. Đây là ban đầu lời hứa, nhưng Thải Nhi là người tôi muốn bảo vệ cả đời, tôi quyết không thể cách xa nàng. Nếu không thể vẹn toàn đôi bên, vậy tôi chỉ còn cách từ bỏ trở thành một thành viên của săn ma đoàn, ở bên cạnh Thải Nhi. Mặc kệ nàng đi đâu thì tôi ở đó, bên ngoài màn hào quang, Thải Nhi trong mắt yêu sầu biến thành ngơ ngẩn, Dương Hạo Hàm và Thánh Nguyệt thì sắc mặt biến đổi buồn cười làm loạn nửa ngày, sau cùng còn lòi ra vụ này. Bỗng chốc hai cường giả cấp 9 đều có cảm giác giờ khóc giờ cười. Dương Hạo Hàm buồn bực thậm chí còn hơn Thánh Nguyệt vài phần. Đây tính cái gì, thì ra có chuyện rắc rối như vậy, nhưng sao thằng bé không nói trước cho cô bé kia trước? Thật là hồ đồ, mà trên thực tế cũng không thể trách Long Hạo Thần. Đầu tiên, hôm nay là vòng bán kết, sao hắn có thể biết được bữa nay sẽ trực tiếp đấu chung kết luôn? Huống thi thải nhìn mạnh như vậy, trong tiềm thức Long Hạo Thần không hề nghĩ tới sẽ tranh đoạt hai hạng đứng đầu. Đặc biệt sau kết quả rút thăm vòng bán kết, hắn phải đối diện Thải Nhi, dĩ nhiên càng không thể nói ra ý nghĩ trong lòng. Theo hắn thấy thì mình chắc chắn chủ động nhận thua, mà Thải Nhi thì sẽ trở thành người vào chung kết ba hạng đầu. Long Hạo Thần sớm có ý nghĩ giống hệt nàng, còn muốn vì trốn tránh lời hứa với Lâm Hâm mà từ bỏ tranh đoạt hạng ba. Năm năm sau tới tham gia thi đấu tuyển chọn, khi đó lại chọn Lâm Hâm vậy. Ai mà ngờ được Thải Nhi liên tiếp nhận thua hai lần triệt để phá hỏng kế hoạch của Long Hạo Thần. Chung kết lập tức bắt đầu, giây phút đó, trong lòng Long Hạo Thần nghĩ cũng chỉ là đạt được vô địch thì có thể ôm Thải Nhi rồi. Nếu chung kết tiến hành vào ngày mai, Long Hạo Thần cho dù bởi vì Thải Nhi nhận thua mà dao động cảm xúc cũng sẽ không quên việc trọng yếu này, sẽ không xuất hiện hàng loạt rắc rối sau đó. Cho dù là kết thúc trận chung kết, Long Hạo Thần nghĩ rằng trước khi luân bàn tuyển chọn bắt đầu, sẽ có cơ hội trao đổi với Thải Nhi. Ai mà biết quy tắc luân bàn tuyển người thậm chí không cho hắn trở lại bên cạnh Thải Nhi. Hơn nữa ngăn cách bên ngoài khiến hắn tưởng lầm là không thể truyền thanh âm ra ngoài kia. Dưới sự trùng hợp như thế, khiến hắn không thể cùng Thải Nhi trao đổi. Sau khi chọn lựa lâm hâm, hắn lại bị ảnh vì phong túm lấy, không thể bằng tốc độ nhanh nhất nói ra kế hoạch sẽ từ bỏ linh lô. Ánh sáng vàng chợt tắt, thủ hộ và từ bi thần ấn vương tọa lặng lẽ thu hồi, dương hạo hàm xoay người nhìn long hạo thần đứng trên bình đài. Ông tức giận hừ một tiếng, nhấc lên tay phải, một trưởng in vào màn hào quang quanh bình đài. Lập tức cả sân đấu chấn động mạnh, màn hào quang biến mất. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, ngày mai lại tiến hành luân bàn tổ chức đoàn thể. Tất cả thí sinh dự thi hãy trở về nghỉ ngơi, toàn bộ phó điện chủ thánh điện ở lại, Long Hạo Thần cũng ở lại đây. Nghe tiếng của Dương Hạo Hàm, Long Hạo Thần nghiêng đầu, ánh mắt không dám đối diện ông, nhìn hướng Thải Nhi. Thải Nhi, nhìn nàng khuôn mặt lộ ra ngoài trắng không còn chút mấu, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy như bị một kiếm xuyên tim, chẳng thèm quan tâm trước mặt những đại nhân vật, hắn chạy vội hướng Thải Nhi. Cút ngay, Thánh Nguyệt gầm lên, vung tay, một luồng khí mạnh ập hướng Long Hạo Thần. Lập tức đánh hắn bay ra xa đập tới giữa sân, lần này Dương Hạo Hàm không ra tay ngăn cản, mặc kệ nói thế nào đều là lỗi tại Long Hạo Thần làm cô gái thương tâm. Lúc này không để Thánh Nguyệt lão già kia, ra cơn tức, chỉ sợ ông ta sẽ không chịu bỏ qua. Hơn nữa ông đã cho Thánh Nguyệt biết Long Hạo Thần có thể chất con trai quang minh, tin tưởng ông ta ra tay có chừng mực đúng lúc này một luồng sáng đỏ hồng tựa như cái đệm bay ra đỡ dưới lưng long hạo thần luồng sáng đỏ khống chế cực kỳ tốt nhẹ nhàng đáp xuống vừa lúc hóa giải lực phản chấn giúp long hạo thần rơi vững vàng trên sân hiệp giả đại nhân thái nhi tiểu thư các người đừng trách cậu ta tất là đều là bởi vì tôi mái tóc dài màu xanh xuân mềm xuất hiện trong mắt mọi người lâm hâm bước vội tới chắn giữa long hạo thần và thánh nguyệt lúc này con mắt y thiếu vài phần xa hoa cả người có vẻ trầm ổn y quỳ xuống trước mặt thánh nguyệt Hiệp giả đại nhân, nếu ngài muốn trừng phạt thì hãy phạt tôi đi. Hôm đó trước khi Long Hạo Thần vào Thánh Thành, tôi đã gặp phải cậu ta ở ngài Mỹ Thành, là tôi lừa cậu ấy hứa hẹn. Trong mắt Thánh Nguyệt chợt lóe ánh sáng lạnh, nói đi, Thánh Ma Đạo Sư Lâm Thần thấy Lâm Hâm chạy tới liền càng sợ, nhưng ông không tiến lên ngăn cản cháu mình. Chuyện này liên quan đến hai vị cường giả cấp 9, lấy thân phận của ông cũng không có tư cách xen vào. Lâm Hâm quỳ tại đó nghiêm mặt nói, hôm đó trong thành Ngài Mỹ, tôi dùng ba bình đan dược làm trao đổi, đổi lại lời hứa long hạo thần trong tương lai bất luận đợt tuyển chọn nào của san ma đoàn có thể đạt được ba thứ hạng đầu thì phải tuyển tôi làm đồng bản nhưng lúc cùng cậu ta làm ước định tôi che giấu sự thật mình không biết ma pháp công kích hiện tại cậu ta đã biết sự việc nhưng khi đạt được chức vô địch vẫn như cũng nghĩa khí tuân thủ hứa hẹn lựa chọn tôi tôi nghĩ ngài cũng hy vọng tương lai cháu cố rể sẽ là một người hết lòng giữ lời hứa tất cả đều là lỗi tại tôi là tôi đã gạt cậu ta tôi xin chịu trách nhiệm này tôi muốn hủy bỏ lời hứa lúc trước không cần gia nhập đoàn đội của cậu ta nữa, đem danh ngạch tặng cho Thải Nhi tiểu thư. Thánh Nguyệt tức giận hừ một tiếng, Thải Nhi cùng với ai một đoàn đội còn cần nhường sao? Long Hạo Thần chạy tới quỳ bên cạnh Lâm Hâm, chỉ mỗi thân phận ông cố của Thải Nhi cũng đủ làm hắn quỳ rồi. Trong mắt hắn lộ ra tia kiên quyết, trầm giọng nói: "Hiệp giả đại nhân, chuyện này nếu theo quy tắc thì tôi không có sai. Tôi sai ở chỗ làm cho Thải Nhi đau lòng, nhưng ngài không có quyền lực can thiệp sự lựa chọn của tôi, càng không thể trừng phạt Lâm Hâm." Đúng vậy, Lâm Hâm có che giấu việc hắn không biết ma pháp công kích. Nhưng hắn đã tặng cho tôi ba bình tổng cộng có 30 viên đan dược cấp 4. Nếu không phải chuyện có nguyên nhân, sao hắn có thể rộng rãi như vậy? Tôi đã lựa chọn nhận đan dược, nghĩa là cũng tiếp nhận phần giấu giếm kia. Cho nên có để tôi lần nữa tuyển chọn, tôi như cũng sẽ chọn hắn. Vì Thải Nhi, tôi có thể trả giá cả sinh mạng, nhưng khi tôi đã hứa thì phải thực hiện được. Long Hạo Thần vừa nói vừa lôi kéo Lâm Hâm cùng đứng lên, tuy dương hạo hàm kêu các thí sinh rời đi nhưng khi lâm hâm ra mặt thì họ không tự giác dừng chân long hạo thần mới nói lời như chớm đinh chặt sắt đối mặt với thánh nguyệt không hề lùi bước đừng nói đám thí sinh tuổi nhỏ coi như là sáu vị phó điện chủ của lục đại thánh điện đều hít một ngụm khí lạnh thằng nhóc này dám chống đối thánh nguyệt nghe đồn là tính tình tệ nhất trong liên minh thánh điện hơn nữa còn chống đối trước mặt nhiều người như vậy tính cách khó chịu của thánh nguyệt nổi tiếng toàn bộ liên minh chỉ sợ sự việc sẽ biến rắc rối lớn thánh nguyệt ngạc nhiên nhìn long hạo thần không biết đã bao nhiêu năm không ai còn dám phản đối ông, nhất là người đó lại là một hậu bối. Dương Hạo Hàm vô ý thức đi tới bên cạnh Long Hạo Thần. Tuy nhiên ông cũng buồn phiền tình trạng trước mắt, nhưng Long Hạo Thần chẳng những là con trai quang minh, càng là con trai duy nhất kẻ có được mà thế. Và sát phạt thần ấn vương tọa, kỵ sĩ thánh điện thần ấn kỵ sĩ phán xét và thẩm phán Long Tinh Vũ. Nếu Thánh Nguyệt xúc động phát động công kích, dù thế nào ông cũng phải bảo vệ Long Hạo Thần. Huống chi tận đáy lòng, ông cảm thấy Long Hạo Thần không nói sai câm miệng, thải nhi đột nhiên khẽ kêu lên, thân hình chợt lóe xông hướng Long Hạo Thần, tay phải xuất hiện dao găm màu ám kim đâm sau lưng Long Hạo Thần. Nàng rất hiểu tính tình của ông Cố, nàng sợ ông Cố thật sự ra tay, cho dù có thần ấn kỵ sĩ phòng ngự và thống chủ, Minh chủ Liên Minh Thánh Điện Dương Hạo Hàm ngăn cản, chỉ sợ khi ông Cố thật sự bị Long Hạo Thần chọc giật, sẽ không cho phép mình cùng hắn bên nhau. Vừa mới xảy ra mọi việc nàng đều lẳng lặng nghe, nàng hiểu rõ đây là hiểu lầm, trong lòng nàng không có chút trách móc Long Hạo Thần cho dù trước đó một giây nàng còn đau đớn tuyệt vọng. Nàng thầm trách mình, vì sao không thể tin tưởng, chờ hắn nói một lời giải thích. Nếu không phải mình phun ra máu, ông cố sẽ không đến phá hư quy tắc thi đấu tuyển chọn. Nàng giành trước phát động công kích, dĩ nhiên ông cố sẽ không tiện ra tay nữa, mọi chuyện còn kịp cứu vãn. Lấy vu ti của Long Hạo Thần, đánh vài đòn sau đó mình thắng anh ấy, như vậy chắc ông cố cũng bất giận. Nhưng khiến Thải Nhi không ngờ tới là, đối mặt đòn tấn công của nàng, Long Hạo Thần đứng đó không hề cử động ngược lại hắn lật tay cởi bỏ thánh linh giáp dao găm sắc ám kim cách ngược long hạo thần một mét thì ngừng lại thải nhi thanh âm có chút run run sao sao anh không tránh long hạo thần nhìn thải nhi sắc mặt nhợt nhạt nhấc tay chỉnh khăn che mặt cho nàng hắn nhìn thấy trên khăn còn dính vết mấu hồng khoảnh khắc kia hắn chỉ thấy lòng chợt nhói tựa như bị một bàn tay to dùng sức bóp nát long hạo thần nhẹ giọng nói tôi giữ lời hứa không làm sai tôi không vi phạm quy tắc thi đấu nhưng tôi nợ cô một lời giải thích làm cô đau lòng tôi sai rồi sai thì phải chịu trừng phạt một luồng sáng trắng bất ngờ từ ngực long hạo thần bắn ra nháy mắt chúng tay phải cầm dao găm của thải nhi thánh dẫn linh lô kỹ năng tiến hóa khiên dẫn khoảng cách gần và biến hóa đột ngột cho dù là cường giả cấp 9 cũng không thể ngăn cản sao phốc sao dao găm ám kim bị lực lôi kéo mạnh cắm phập vào ngực phải của long hạo thần đâm nút cán mũi dao thỏ ra sau lưng long hạo thần mấu tươi bỗng chốc nhuộm đỏ vạt áo trước ngực và sau lưng hắn nhưng long hạo thần dường như không cảm giác đến một nhát dao này Giang hai tay kéo Thải Nhi vào ngực mình, nhu hòa nói. Đây là cái ôm cô nợ tôi. Hạo thần, Thải Nhi đau lòng kêu lên, muốn rút dao găm ra nhưng bị Long hạo thần ôm chặt không chịu buông tay. Hiệp giả Thánh Nguyệt trên mặt sửng suốt biến thành ngạc nhiên, thì thảo lầm bẩm: Một búng mấu đổi một kiếm, không tính lỗ. Dương hạo hàm mày nhíu chặt nhìn ông. Thánh Nguyệt cáu kỉnh nói, nhìn tôi làm gì, ông là minh chủ, ông muốn làm sao thì làm, tôi về ngủ đây. Chuyện của đám nhóc thật không thể quản lý mà. Dương hạo hàm ngẩn người, mày trao dần giãn ra, nhưng môi thánh nguyệt động đậy dường như nói gì đó, vị thần ấn kỵ sĩ phòng ngự và thống chủ mặt chợt biến thành đen. Hắc quang chợt lóe, bước ra một chân, hiệp giả thánh nguyệt cứ như thế biến mất. Dương Hạo hàm khóe miệng co giật, câu nói của thánh nguyệt như cố quanh quẩn bên tai, thằng nhóc này không tệ, tính tình ngay thẳng, so với giảo hoạt như ông thì tốt hơn nhiều. Long Hạo thần không bao giờ ngờ rằng, hắn chống đối ngược lại được thánh nguyệt thừa nhận. Đương nhiên hắn chịu một kiếm của thải nhi mới đích thực khiến thánh nguyệt hả giật con trai quang minh mới xứng đôi cháu cố gái luân hồi thánh nữ của ông long hạo thần mau bỏ tôi ra thải nhi sốt ruột ở trong ngực long hạo thần kêu lên đây là vết thương đâm thủng a nàng biết rõ vũ khí của mình trên dao găm có công hiệu đặc biệt hấp thu sức sống long hạo thần ôm thân thể mềm mại tuy sắc mặt dần tái xanh nhưng thấy thánh nguyệt cứ thế rời đi trong mắt lộ ra vài phần thoải mái thải nhi xin lỗi đều tại tôi không tốt cô tha lỗi cho tôi được không mặt long hạo thần dán tóc mai nàng Cọ sát, người mùi hương nhàn nhạt trên người nàng. Dường như hắn không hề cảm giác vết thương gây đau đớn. Đây chỉ là hiểu lầm, là tôi không tốt, tôi không nên hoài nghi anh. Long hạo thần, cầu xin anh, mau buông tôi ra. Thải Nhi không dám dùng sức giấy ruộng, dao găm của nàng cực kỳ sắc bén, lỡ vết thương mở rộng thì càng phiền phức. Long hạo thần ngẩn người, nhoẻn miệng cười, thật không muốn buông tay, hiếm khi có cơ hội ôm cô. Thải Nhi vội vàng nói, ngu ngốc, sau này tôi để anh ôm, mau buông tôi ra. Dao găm của tôi có tác dụng hút sinh lực, nếu tiếp tục như vậy sẽ hút hết sức sống của anh. Anh đã hứa sẽ vĩnh viễn bảo vệ tôi, vì sao không quan tâm thân thể chính mình. Long hạo thần trong mắt hiện vẻ vui mừng, thậm chí có vài phần gian trá, cúi đầu mềm giọng nói. Nói phải giữ lời đó, nói xong buông đôi tay ôm nàng, Thải Nhi đã sớm chuẩn bị tốt, nhanh chóng rút dao găm ra. Bỗng chốc mấu tươi từ ngực và sau lưng Long hạo thần bắn tung tóe, cả người hắn mềm gục xuống. Tuy mắt Thải Nhi không thấy đường nhưng động tác cực nhanh và chuẩn, nàng mau chóng dìu hắn cùng lúc tay liên tiếp điểm vị trí ngực và sau lưng hắn ngăn chặn mạch máu một luồng sáng và ngôi sao sáu cánh có hơi thở thần thánh chợt xuất hiện chiếu rọi trên người long hạo thần bỗng chốc máu ngừng chảy long hạo thần chỉ cảm thấy ấm áp nháy mắt tiến nhập miệng vết thương cảm giác lạnh băng bỗng tan biến linh lực trong cơ thể chạy tán loạn dường như được cảm giác ấm áp này tụ tập lại vết thương lấy tốc độ kinh người mau chóng hồi phục người ra tay chính là phó điện chủ mục sư thánh điện hồng y giáo chủ nhược thủy hơi lắc đầu Nhược Thủy nhịn không được nhỏ giọng nói: "Thật là một đôi tiểu oan gia, thủ hộ kỵ sĩ cũng có năng lực chữa trị, nhưng so với mục sư chuyên môn về trị liệu thì chênh lệch khá xa. Cho dù cùng là kỹ năng thần thánh, qua tay mục sư thì biến thành bất đồng. Trong quá trình chữa trị, mục sư càng có thể khống chế hiệu quả kỹ năng tốt hơn, linh lực quang minh thần thánh của họ cũng càng thêm nhu hòa. Có Nhược Thủy đỉnh cấp hồng y giáo chủ, chỉ cần đầu không bị chấm đứt, cho dù muốn chết cũng không phải chuyện dễ." Dương Hạo Hàm hơi bất đắc dĩ lắc đầu, bước ra một bước ánh sáng vàng chợt lóe, ông đã biết mất. Hiển nhiên những chuyện về sau không cần ông ra mặt, Hàn Khiếm ho khan một tiếng, mặt hướng năm vị phó điện chủ. Các vị thấy thỉnh cầu của Long Hạo Thần như thế nào? Ta nói trước ý của mình, tuy tình huống này chưa từng xuất hiện, nhưng tựa như Long Hạo Thần đã nói, dù hắn tuyển chọn hai người nhưng trong đó một người không tiến vào 16 cường. Tuyệt đối không ảnh hưởng tính công bình của toàn thể, hơn nữa hắn còn nguyện ý trả cái giá lớn là phần thưởng linh lô. Cá nhân tôi nghiêng về đồng ý thỉnh cầu của hắn, Tùy Phong, ngươi nói sao? Ảnh Tùy Phong có kỉnh hư một tiếng, thầm nghĩ lão già này quá gian trá, có thải nhi tiểu công chúa ở đây, mình có thể không đồng ý ư. Ừm, tôi không có ý kiến, tuy trong lòng buồn bực nhưng ảnh Tùy Phong vẫn là ư một tiếng. Tam Thủy hư hư nói, thế này dường như không đúng quy tắc lắm, nếu sau này đám thanh niên thí sinh đều rắc rối như vậy, chẳng lẽ lần nào chúng ta cũng phải nhân nhượng ư? Thánh Ma Đạo Sư Lâm Thần cười nói, chuyện xác hiệp http2.gạch chéo gạch chéo tiuyenfull.vn Tam thủy đại tỷ cũng không thể nói vậy, Long Hạo Thần chỉ mới mười mấy tuổi đã có thể vô địch, tương lai đám thanh niên muốn đạt tới trình độ đó chỉ sợ không dễ dàng. Hơn nữa sự việc lần này có chút trùng hợp, cho nên ta đồng. Ý chấp nhận đề nghị của Long Hạo Thần, chỉ là trả giá linh lô thì hơi quá, biến đổi thành cái khác thì hay hơn. Hàn khiếm lắc đầu nói, trăm cái miệng nếu không lấy phần thưởng trao đổi, chẳng phải mỗi người đều có thể tuyển nhiều thành viên cho mình. Như vậy không tốt, lần này chúng ta hãy lập quy tắc, sau này các đợt tuyển chọn săn ma đoàn, ba hạng đứng đầu đều có tư cách từ bỏ linh lô chọn thêm một người. Nhưng người được tuyển không thể có mặt trong 16 cường. Các vị thấy sao, Nhược Thủy gật đầu nói, cứ vậy đi, thế thì càng có tình người, ta đồng ý, phó điện chủ chiến sĩ Thánh Điện Nhâm ngã cuồng cũng giơ tay nói. Đề nghị của Hàn Huynh rất công bình, đám nhóc con cũng không dễ dàng, tuổi nhỏ có thể tu luyện đến trình độ như vậy, gần như không trải qua tuổi thơ. Chúng ta làm trưởng bối không thể quá nghiêm khắc, cùng một đoàn đội có quan hệ thân thiết càng tăng cường khả năng hợp tác giữa họ, Hàn khiếm mỉm cười nói, nếu mọi người đều đồng ý, chờ trở, trở về ta lập tức báo cáo lên minh chủ, phó minh chủ xem xét. Chờ ngày mai luân bàn tổ đoàn sẽ tuyên bố, Long Hạo Thần hết sức vui mừng, cùng kính hành lễ hướng sáu vị phó điện chủ, nói. Đa tả các vị tiền bối đã cho như nguyện, Hàn khiếm bực mình chừng hắn, nói, mau quay về nghỉ ngơi đi, thằng nhóc nhà ngươi, ta cũng không biết nên nói gì đây. Long Hạo Thần thẻ lưỡi, đến lúc này hắn mới hơi giống thiếu niên 14 tuổi. Hàn khiếm xoay người đối diện đám thí sinh còn chưa rời đi, quát lớn. Còn đứng đó nhìn cái gì, trước mắt mọi việc đã ổn định, đám thanh niên lập tức giải tán. Còn riêng tư bọn họ sẽ bàn tán sự việc hôm nay ra sao thì khó mà nói. Lý Hinh bước vội tới nhìn xem vết mấu trước ngực Long Hạo Thần, đau lòng nói. Đệ đệ, để cần gì làm như vậy? Long Hạo Thần chỉ cười chứ không nói gì, hắn nắm chặt bàn tay hơi lạnh lẽo của Thải Nhi. Lâm Hâm không có tiến tới, chỉ là ánh mắt nhìn Long Hạo Thần khác với lúc trước y tĩnh lặng nhìn thải nhi và lý hinh diều long hảo thần chậm rãi rời đi y từ từ siết chặt nắm tay khụ khụ tiếng ho khan đánh thức lâm hâm y quay đầu lại thấy ông nội mặt mày nghiêm túc đứng cạnh mình ông nội lâm hâm cúi đầu từ nhỏ đến lớn không biết y đã bị ông nội mắng bao nhiêu lần nhưng y mãi không nghe được tiếng mắng một bàn tay to ấm áp vỗ nhẹ vai y có thể trong tình hình đó tự động đứng ra xem như con có đảm lượng nam nhi lại lần nữa vỗ vai cháu trai lâm thần bước vội rời đi khóe miệng hiếm khi nhếch lên ý cười nguyên bản ông luôn xem cháu trai không vừa mắt, dường như nay đã biến trưởng thành. Lâm Hâm có thể đứng ra vì Long Hạo Thần giải thích, còn chủ động gánh vác trách nhiệm, khiến ông cảm thấy vô cùng vui mừng. Ít ra cháu trai không làm mình mất mặt, là nam nhi thì phải có tinh thần chịu trách nhiệm. Nhìn bóng lưng ông nội, Lâm Hâm đột nhiên cảm giác trong lòng luôn đèn nén bỗng chốc tuôn trào, đôi mắt biến ướt át. Y lầm bẩm thanh âm chỉ có chính mình nghe thấy, mẹ, nếu mẹ còn sống thì tốt biết mấy. Thải Nhi nắm tay Long Hạo Thần, thỉnh thoảng tra xét mạch đập của hắn để thăm dò tình huống thân thể nhược thủy hồng y giáo chủ đúng là tài năng chữa trị cực hay. Giao găm đem lại hiệu quả xấu hầu như không còn sót chút gì, hiện tại Long Hạo Thần chỉ bởi vì mất máu mà hơi yếu chút, vết thương lại có thể tự giác khép lại. Xem ra một mục sư giỏi có tác dụng trọng yếu đến cỡ nào, đây là bảo đảm sinh mệnh cho toàn đội. Thải Nhi đưa Long Hạo Thần đến tận nhà trọ, thậm chí lần đầu tiên bước vào phòng hắn. Lý Hinh không có ở lại, sau khi kiểm tra một chút vết thương của Long Hạo Thần, xác định hắn không có việc gì thì chậm rãi đi ra, chừa không gian cho đôi tình nhân, Long Hạo Thần kéo tay Thải Nhi để nàng ngồi cạnh mình, nhẹ kéo khăn che mặt của nàng. Thải Nhi vội cúi đầu, khuôn mặt lộ ra ngoài chợt ửng hồng. Lòng còn có, chịu không, cô vừa mới phun ra mấu. Long Hạo Thần kích phát linh quang bao tay có thánh quang cháo bao phủ hai người. Cảm giác được thánh quang cháo mang đến ấm áp, Thải Nhi nhẹ lắc đầu. Xin lỗi, Long Hạo Thần, sự việc hôm nay đều tại tôi mà ra. Nếu tôi không kích động như vậy, cũng sẽ không. Long Hạo Thần ngây ngần, Thải Nhi, rõ ràng là tại tôi không có trước tiên cho cô biết về Lâm Hâm, làm sao trách cô được. Thải Nhi lắc đầu nói, là tôi không hoàn toàn tin tưởng anh, đây đã là lần thứ hai, lần một, lần hai, không thể nhiều hơn nữa. Về sau mặc kệ anh làm cái gì, tôi đều sẽ tuyệt đối tin tưởng, ủng hộ anh. Sẽ không tái diễn sự việc hôm nay, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, nghe nàng ăn năn nói, Long hạo thần nhịn không được giang tay ôm nàng vào lòng. Thải Nhi tuy mảnh mai nhưng thân hình vô cùng mềm mại, ôm cực kỳ thoải mái khi Long Hạo Thần lần đầu tiên ôm nàng liền thích cảm giác này. Mặt Thải Nhi càng đỏ, nhưng không phản kháng, ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn. Khuôn mặt ngày thường không chút biểu tình cũng hiện ra nét ngọt ngào. Mặc dù sự việc hôm nay khiến hai người đều bị thương, thậm chí đảo loạn thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn. Nhưng cùng lúc khiến hai người càng cảm nhận được sự quan trọng của đối phương. Thải Nhi vì Long Hạo Thần, trước sau hai lần nhận thua, để viên mãn cho người đàn ông của mình. Càng bởi vì Long Hạo Thần sai sót mà phun ra mau có thể thấy địa vị Long Hạo Thần trong lòng nàng quan trọng cỡ nào. Long Hạo Thần vì nàng thà rằng từ bỏ linh lô báu vật chân quý, không chịu làm thành viên săn ma đoàn. Càng vì xóa nhỏ ấn tượng xấu của Thánh Nguyệt với mình, hắn không tiếc làm mình bị thương chứng minh lòng thành. Hai người ôm nhau, không chỉ là thân thể gần sát, trái tim càng thêm gần. Mãi đến khi hoàng hôn, Long Hạo Thần đưa Thải Nhi trở về chỗ ở. Tuy rằng trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng rốt cuộc đã giải quyết vấn đề, khiến Long Hạo Thần thở phào nhẹ nhõm vấn đề lớn nhất chính là không thể tách rời thải nhi nay mọi chuyện giải quyết ổn thỏa hiện tại long hạo thần bắt đầu tập trung tinh thần chú ý nghi thức tuyển người vào ngày mai rốt cuộc ai sẽ là thành viên săn ma đoàn của mình mình đã tuyển hai người lâm hâm và thải nhi còn thiếu ba gồm mục sư chiến sĩ và triệu hoán sư vì thải nhi từ bỏ linh lô long hạo thần không hề hối hận trong lòng hắn dù là 10 hoặc 100 linh lô đều không thể sánh bằng thải nhi của hắn sáng sớm ánh bình minh chiếu xuống thành, cho thành thì quan trọng nhất của nhân loại ánh sáng thần thánh. Sân kỵ sĩ một lần nữa náo nhiệt, rất nhiều thí sinh đã sớm tới, một số người quen biết nhau say sưa nói về chuyện ngày hôm qua. Mặc kệ là trận đấu giữa Long Hạo Thần và Dương Văn Chiêu, hay là sau đó xảy ra tình cảm khúc mắt, đều là đề tài của họ. Đương nhiên bị nhắc tới nhiều nhất chính là thần ấn vương tọa mà Dương Hạo Hàm đã phóng ra. Đắc ý nhất chính là nhóm thí sinh kỵ sĩ thánh điện, tận mắt thấy thần ấn vương tọa so với nghe người ta kể thì là cảm giác hoàn toàn khác. Uy nhiếp vô tận của thần ấn vương tỏa khiến cường giả cấp 9 thánh nguyệt đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật đúng là thần khí chân chính, Long Hạo Thần, Thải Nhi và Lý Hinh, ba người cùng nhau đi tới. Khi thấy họ vào sân, những thí sinh khác trở nên im lặng. Ánh mắt họ nhìn Long Hạo Thần nhiều ít có sự khâm phục. Thiếu niên này tuy tuổi không lớn nhưng có gan khiêu chiến quy tắc của liên minh, thậm chí dám thách thức cường giả cấp 9. Dũng khí này không phải ai cũng có, càng khiến họ rất trong mắt là sau khi làm những chuyện như vậy mà hắn không có việc gì nhưng cũng có người đau lòng thay long hạo thần hắn từ bỏ chính là linh lô a hơn nữa hắn lại là quán quân có quyền ưu tiên tuyển chọn phần thưởng ba linh lô vì vậy việc từ bỏ càng thêm đáng tiếc sau khi nghỉ ngơi lâm hâm dường như đã điều chỉnh tốt tâm tình chủ động chào hỏi hạo thần long hạo thần mỉm cười vươn tay phải về phía y nói lâm huynh sau này chúng ta chính là đồng bạn một đội lâm hâm hất mái tóc dài xanh nhạt bắt tay hắn nói không chỉ là đồng bạn cũng là anh em hai tay nắm chặt Long Hạo Thần gật đầu, Lý Hinh thấy Lâm Hâm, sắc mặt như cũng không tốt xem, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Nếu không phải tại tên đó sẽ không gây nhiều phiền toái như vậy. Lúc trước ba bình đan dược của Lâm Hâm đúng là rất đáng giá. Nhưng cuối cùng y đổi lấy không chỉ là gia nhập trung đội với Long Hạo Thần, càng khiến Long Hạo Thần trả giá hao phí một tòa linh lô. Đan dược của y dường như quá đắt rồi, Lâm Hâm không bắt bẻ cái gì, dẫn ba người Long Hạo Thần đi hàng ghế đầu tìm chỗ ngồi. Thời gian không lâu, các thí sinh đã tới đông đủ. Lục đại thánh điện 6 vị phó điện chủ cũng từ từ tiến vào sân, lại lần nữa leo lên bình đài ngày hôm qua. Dường như hàn khiếm đã khôi phục cảm xúc, đối diện đám thí sinh ngồi ở khu nghỉ ngơi, trầm giọng nói. Ngày hôm qua, đợt thi đấu tuyển chọn cá nhân đã hoàn toàn kết thúc. Tuy rằng cuối cùng xuất hiện một ít biến hóa, nhưng tổng thể thì thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn tiến hành rất thuận lợi. Mỗi thánh điện đều xuất hiện không ít thanh thiếu niên ưu tú. Đối với việc này, chúng ta rất vui mừng. Tiếp theo, trước khi tiếp tục nghi thức tuyển người, ta muốn tuyên bố một việc. Các thí sinh đương nhiên biết ông muốn tuyên bố điều gì, nhưng mỗi người vẫn là nghiêm túc lắng nghe. Hàn khiếm nói, xét thấy tình huống phát sinh ngày hôm qua cùng với quán quân đợt này Long Hạo Thần thỉnh cầu. Chúng ta đã thương nghị đưa lên cho Minh Chủ và Phó Minh phê duyệt. Cuối cùng ra quyết định, từ sau này mỗi một đợt thi đấu cá nhân ba thứ hạng đầu có thể chọn từ bỏ phần thưởng để tuyển thêm một người gia nhập săn ma đoàn của mình. Nhưng trong hai người được chọn, có một người không thể nằm trong danh sách 16 cường. Lời vừa nói ra, khu nghỉ ngơi vang lên tiếng bàn tán. Long Hạo Thần thậm chí mơ hồ nghe có nữ thí sinh nói. Nếu có người vì tôi từ bỏ linh lô, tôi liền gả cho hắn ta. Quay đầu nhìn Thải Nhi khuôn mặt bị khăn che phủ, Long Hạo Thần mỉm cười. So sánh với Thải Nhi thì linh lô có đáng là gì? Hàn khiếm nói, nếu mọi người không có ý kiến gì, như vậy chúng ta lần nữa bắt đầu nghi thức tuyển người. Long Hạo Thần, Dương Văn Chiêu, Mục Ninh, mời lên đài. Các thí sinh khác hãy theo chỉ dẫn của nhân viên công tác. Long Hạo Thần đứng dậy mau chóng bước ra ngoài. Dương Văn Chiêu và Mục Ninh sau ngày hôm qua chữa trị, thoạt nhìn tình trạng thân thể đã đỡ nhiều. Ba người cùng leo lên bình đài đi tới trước mặt phó điện chủ lục đại thánh điện. Ánh mắt hàn khiếm quét ba người cuối cùng ngừng lại trên người Long Hạo Thần. Long Hạo Thần, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi vẫn kiên trì ngày hôm qua lựa chọn từ bỏ phần thưởng linh lô ư. Long Hạo Thần dứt khoát gật đầu, nói, đúng vậy, tôi như cũng chọn Thải Nhi và Lâm Hâm. Hàn khiếm gật đầu nói, tốt, Thải Nhi, Lâm Hâm, bước ra khỏi hàng các người có đồng ý trở thành một đội viên trong đoàn đội của Long Hạo Thần? Tôi đồng ý, Lâm Hâm và Thải Nhi gần như đồng thời đáp. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác, Thải Nhi và Lâm Hâm bị đưa đến trước bình đài, hai người đứng ở hàng đầu. Hàn khiếm ánh mắt chuyển hướng Dương Văn Chiêu. Đợt thi đấu cá nhân hạng hai Dương Văn Chiêu, người có thể tiến hành tuyển chọn. Dương Văn Chiêu nhìn phía dưới các thí sinh, ánh mắt cuối cùng dừng ở thân hình nhỏ nhắn, không hề do dự nói. Đồng bạn tôi tuyển chọn chính là Trần Anh Nhi của Linh Hồn Thánh Điện bỗng chốc liên tiếp vang lên tiếng kêu kinh ngạc, ngay cả các phó điện chủ cũng biểu lộ sự ngạc nhiên. Chỉ có hàn khiếm đáy mắt xẹt qua một tia hiểu rõ. Rất nhiều người đều đang, nghĩ, kỵ sĩ thánh điện hai người này rốt cuộc làm sao vậy? Trần Anh Nhi là ai? Ít nhất không phải một trong 16 cường. Cơ hội tuyển chọn quý giá như vậy, kỵ sĩ có tình diệu độc giác thú này lại tuyển chọn người bên ngoài 16 cường. Nghe tên cũng biết là con gái, chẳng lẽ kỵ sĩ thánh điện chuyên cho ra kẻ si tình. Hàn khiếm nhìn Trần Anh Nhi dáng người nhỏ xinh, Trần Anh Nhi, người có đồng ý trở thành một đội viên trong đoàn đội của Dương Văn Chiêu. Trần Anh Nhi liếc Dương Văn Chiêu đứng trên đài, đột nhiên quay đầu, dùng thanh âm hơi bén nhọn lớn giọng nói. Tôi không đồng ý, sao ầm sao, một mảnh xôn sao, các phó điện chủ lục đại thánh điện sắc mặt biến đổi. Đám nhóc này chẳng lẽ chuyên môn đến kiếm chuyện, trong đó vẻ mặt khó nhìn nhất là Tam Thủy, bà kiềm chế tức giận không nói câu nào. Hàn khiếm vẻ mặt nghiêm nghị, nói, Trần Anh Nhi, người xác định, Trần Anh Nhi dứt khoát nói, tôi xác định, ai muốn cùng hắn chung một đội. Rất nhiều nữ thí sinh đều đố kỵ và khó hiểu nhìn cô. Trong đợt thi đấu này, tuy Long Hạo Thần đạt được quán quân nhưng hấp dẫn thí sinh nữ nhất chính Dương Văn Chiêu. Đầu tiên là tuổi tác, tuy rằng Long Hạo Thần càng thêm ưu tú và đẹp trai, nhưng dù sao trông hắn quá nhỏ. Đối với phụ nữ hơn 20 tuổi mà nói, vốn không thể làm cái gì. Thứ hai là quan hệ giữa hắn và Thải Nhi, người ta tình chẳng ý thiếp thân mật như vậy, người khác còn có cơ hội sao, nhưng Dương Văn Chiêu thì khác, chẳng những tuổi thích hợp, hơn nữa thực lực hắn cường đại, còn có tòa kỳ tinh diệu độc giác thú lóa cả mắt. Có thể nói là lý tưởng bầu bạn trong lòng đa số nữ thi sinh. Lúc nãy nghe Dương Văn Chiêu chọn Trần Anh Nhi, hiển nhiên không phải vì thực lực của cô. Hàn khiếm chuyển hướng Dương Văn Chiêu, nói, Trần Anh Nhi không đồng ý gia nhập đoàn đội của ngươi, ngươi có thể chọn người khác. Dương Văn Chiêu sắc mặt hơi khó xem, anh Nhi à anh Nhi, cô đang muốn cái gì hả? Nhưng Trần Anh Nhi không phối hợp thì gã có thể làm sao đây chứ? Cho dù gã có muốn làm giống như Long Hạo Thần, thì cũng cần cô gái có ý với gã mới được chứ. Trong lòng than thở, gã hơi do dự mới nói, tôi tuyển ma pháp thánh điện Hoàng Nghị, Hàn khiếm vật đầu nói, Hoàng Nghị, người có đồng ý trở thành một đội viên trong đoàn đội của Dương Văn Chiêu. Hoàng Nghị đứng hàng đầu, không hề trần chờ đáp, tôi đồng ý, tuy Dương Văn Chiêu là trường giới kỵ sĩ chứ không phải thủ hộ kỵ sĩ, nhưng thực lực của gã thì ai đều thấy rõ ràng. Hoàng Nghị là thổ hệ ma pháp sư, giỏi về phòng ngự cùng gã phối hợp dĩ nhiên là gia tăng ích lợi. Sao y có thể không đồng ý? cuối cùng ánh mắt hàn khiếm rơi trên người mục ninh đợt thi đấu cá nhân hạng ba mục ninh tuyển chọn của ngươi là mục ninh gần như là bật thốt tôi chọn kỵ sĩ thánh điện đoạn ức hơn nữa nguyện ý nhường vị trí đoàn trưởng cho hắn đợt tuyển chọn này sớm nằm trong kế hoạch ngày hôm qua gã suy tính long hạo thần và dương văn chiêu đều là kỵ sĩ đương nhiên không thể chọn kỵ sĩ gia nhập đoàn đội của mình nếu nói trong đợt thi đấu ai may mắn nhất như vậy không cần nói tất nhiên là gã thực lực Đoàn ức tuyệt đối không thua kém long hạo thần và dương văn chiêu đoạn ức vừa mạnh vừa là thủ hộ kỵ sĩ có được tỏa kỵ kim giác mãnh mã có thể cùng y một tổ hiển nhiên là chọn lựa tốt nhất bởi vậy mục ninh vì muốn đoạn ức bằng lòng thậm chí từ bỏ chức vụ đoàn trưởng bàn về thực lực gã tự hiểu không bằng đoạn ức hơn nữa hạng ba này là gã lụm được mọi chuyện đương nhiên phải vì sau này ở săn ma đoàn trải bằng phẳng con đường đối sự lựa chọn thông minh này hàn khiếm hài lòng vuốt cằm ánh mắt nhìn hướng đứng hàng đầu đoạn ức nói đoạn ức người có bằng lòng đoạn ức nhìn mục ninh Mục Ninh cũng nhìn gã, trong mắt tràn đầy chân thành. Tôi đồng ý, tuy không tiến nhập ba hạng đầu, nhưng được, tuyển chọn cũng là một loại quang vinh, huống chi đối phương đem vị trí đoàn trưởng nhường cho mình. Đạt được ba hạng đầu thi đấu cá nhân tuyển chọn săn ma đoàn ngoại trừ có phần thưởng linh lô, điểm tốt nhất chính là dẫn đầu tổ đoàn. Đương nhiên may mắn cũng chiếm thành phần nhất định, hoàn thành nghi thức tuyển người, tiếp đến là luân bàn. Tất cả yên tĩnh lại, nhưng mỗi một thí sinh trong mắt đều hiện ra hưng phấn và chờ mong ai đều hy vọng có thể tiến vào đoàn đội của ba thứ hạng đầu. Thành viên đội càng có thực lực thì càng có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Được đến chú ý nhiều nhất chính là Long Hạo Thần, kế tiếp là Đoạn ức, Mục Ninh đứng thứ ba, cuối cùng mới là Dương Văn Chiêu. Trong lúc này, hiện rõ ưu thế của thủ hộ kỵ sĩ so với trường giới kỵ sĩ. Ưu thế lớn nhất của Long Hạo Thần dĩ nhiên là Thánh dẫn Linh Lô. Thánh dẫn Linh Lô không nổi tiếng bằng Tinh Hải Linh Lô, không có năng lực công phòng thực dụng. Nhưng nó lại có sức hấp dẫn rất lớn đối với thành viên đoàn đội sau đây bắt đầu tổ hợp đợt thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn đội đầu tiên. Long Hạo Thần, tiến lên trước chuyển động luân bàn, ngươi là đoàn trưởng săn ma đoàn tạm xưng là đội 1. Vâng, hôm nay Long Hạo Thần đặc biệt nghe lời, cùng kính đáp một tiếng xong đi đến gần luân bàn. Có chuyên môn nhân viên tiến hành thao tác, trên luân bàn dần hiện ra tên 10 người. Hàn Khiếm nói, vòng thứ nhất, tuyển chọn thành viên chiến sĩ. Nhân viên công tác đem một viên ngọc màu hỏa hồng tỏa ánh sáng nhạt đặt vào tay Long Hạo Thần. Luân bàn trước mặt dần kịch liệt xoay tròn, 10 cái tên nháy mắt biến mất. Long Hạo Thần chỉ có thể thấy một vòng ánh sáng mà thôi. Dưới sự gợi ý của nhân viên công tác, Long Hạo Thần chậm rãi đem viên ngọc hỏa hồng đặt vào mặt trên luân bàn. Ngón tay rời ra, bỗng chốc viên ngọc hỏa hồng rơi vào giữa luân bàn nhanh xoay tròn. Tiếng nhảy bắn giòn vang kèm theo tiếng va chạm dồn dập, ảnh hưởng tâm tình tất cả thí sinh, đặc biệt là người chiến sĩ càng khẩn trương nhiều hơn, luân bàn tuyển người tổ đoàn khác với lúc trước chỉ định người. Một khi bị luân bàn chọn như vậy nhất định phải gia nhập đoàn đó, trừ phi lựa chọn từ bỏ trở thành đội viên của săn ma đoàn. Nếu luân bàn đã chọn rồi mà mình từ bỏ, như vậy sẽ không được phép tham gia các đợt thi đấu săn ma đoàn sau này. Trong thi đấu săn ma đoàn, được gọi là quyền uy của luân bàn. Tốc độ vòng xoáy dần chậm lại, 10 cái tên dần hiện rõ ràng. Phó điện chủ lục đại thánh điện nhìn chằm chằm luân bàn. Trong lúc này không ai dám làm cái gì quấy nhiễu tính công bình của luân bàn, nếu không lập tức sẽ hứng chịu sự giận dữ của 6 vị cường giả đỉnh cấp 8. Rốt cuộc, tốc độ luân bàn dần chậm lại, có thể nhìn rõ ràng viên ngọc hỏa hồng chậm rãi nhảy. Một cái lại một cái tên vụt qua, rốt cuộc dần ngừng lại. Ngừng hẳn, Long Hảo thần trợn to mắt nhìn cái tên đó, một thoáng sừng sốt sau đó trong mắt lộ ra vui mừng. Hiển nhiên vận khí của hắn không tệ, chọn chúng một chiến sĩ ưu tú. Săn ma đoàn số 1, chiến sĩ Vương Nguyên Nguyên bước ra khỏi hàng. Hàn Khiếm tuyên bố tên người luân bàn đã chọn, Vương Nguyên Nguyên kéo tấm thuẫn khổng lồ đứng ở hàng thứ hai, mới đầu ngẩn người sau đó hưng phấn bước ra ngoài dường như mình khá là may mắn. Vương Nguyên Nguyên bước ra, Long Hạo Thần thấy Hàn Khiếm ra hiệu liền tiến lên minh đón, vươn tay hướng cô, nói. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại chuyên y chấm cơm, hoan nghênh gia nhập, Vương Nguyên Nguyên giấu đi tia sáng vui mừng, nâng tay vỗ một cái vào tay hắn. Lần trước ngươi may mắn, thắng ta, về sau có cơ hội lại cùng ngươi đấu một trận, Long Hạo Thần cười nói. Tốt, Vương Nguyên Nguyên kéo cự linh tấm thuẫn đi đến sau lưng lâm hâm, bất giác lộ ra nét mặt tươi cười. Tuy cô là thuẫn chiến sĩ nhưng không giỏi phòng ngự. Long hạo thần thì là kỳ, sĩ song thuộc tính thủ hộ, trường giới, còn có thánh dẫn linh lô, hơn nữa đạt được quán quân đợt đấu cá nhân. Càng quan trọng là thông qua mấy lần tiếp xúc, nhất là sự việc hôm qua, khiến Vương Nguyên Nguyên nhìn rõ bản tính hắn trọng tình trọng nghĩa. Tuy tuổi hơi nhỏ nhưng có một vị kỵ sĩ như vậy trong đội, là một điều tốt. Huống chi còn có thải nhi số một thích khách, có khả năng là cường giả đệ nhất. Còn tên ma pháp sư nào đó trực tiếp bị cô bỏ qua. Long hạo thần cũng rất hài lòng. Trong thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn thì chiến sĩ chỉ đứng sau mục sư, Vương Nguyên Nguyên tuy không thể vào 16 cường nhưng cũng đã đột phá cấp 5. Long Hạo Thần từng cùng cô đấu một trận, rất ấn tượng về cô gái này. Hắn có cảm giác Vương Nguyên Nguyên có cự linh tấm thuẫn, chắc là chiến sĩ mạnh nhất trong đợt thi đấu này. Trong đội mình tuy lâm hâm không thể công kích, nhưng cho tới bây giờ, bốn người họ đồng cấp 5. Hơn nữa có ba người thực tế là người mạnh nhất thánh điện trong đợt thi đấu này. Hàn khiếm quay trở lại phía sau luân bàn, nói, tuyển chọn đội viên mục sư, Luân bàn lần nữa xuất hiện 10 cái tên, tựa như lần trước, nó xoay nhanh, viên ngọc hỏa hồng lần nữa rơi vào tay Long Hạo Thần. Hy vọng có thể được một mục sư ưu tú. Đối với mục sư, Long Hạo Thần tự biết không quá quen thuộc. Nhưng hắn nghĩ mục sư có thể tiến vào 16 cường thì chắc không yếu, cho nên không có quá mức để ý. Các mục sư không tự chủ được chìm trong cảm xúc lo lắng. Mục sư tiến vào 16 cường có 3 người là nam, còn lại đều là nữ, hơn nữa mỗi cô một vẻ đẹp. Lúc này có không ít nữ mục sư thầm nghĩ, chỉ cần hắn không kết hôn, mình còn có cơ hội. Chỉ có một người là ngoại lệ, sờ đầu bóng lưỡng, từ mã tiên nhảm chán nhìn bình đài. Một phần mười cơ hội mà thôi, có gì phải lo âu, sao may mắn cơ đó được. Hơn nữa cùng đội với ai chẳng giống nhau, nếu thành viên đoàn đội khác yếu chút, không chừng mình có thể làm đoàn trường. Luân bàn ngừng lại, Long Hạo Thần đứng gần luân bàn trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Thanh âm của hàn khiếm vang lên, săn ma đoàn số một, mục sư, tư mã tiên, bước ra khỏi hàng. a à, là tôi, Tư mã tiên suýt nữa nhảy dựng lên, chỉ mũi mình. Ánh mắt mọi người đều rơi vào người gã, nhìn cái đầu chọc và cơ bắp cuồn cuộn giấu dưới áo choàng mục sư rộng thùng thình, ánh mắt trở nên quái dị. Đây, đây là mục sư, tư mã tiên bước ra, Long hạo thần tuy hơi kinh ngạc nhưng vẫn là vội vàng tiến lên. Kỳ thật, tận đáy lòng hắn không muốn nhất chính là chọn chúng tư mã tiên. San ma đoàn vốn không thiếu tay công kích, một mục sư giỏi trị liệu mới là trọng yếu nhất. Nhưng mọi chuyện không thuận theo lòng người, 10% cơ hội lại vẫn là bị hắn bắt chúng. Bạo lực mục sư cũng có nghĩa là trong đội sẽ không có chức nghiệp chuyên môn trị liệu. Hoan nghênh gia nhập, Long Hạo Thần vươn tay hướng Tư Mã Tiên, Tư Mã Tiên dùng bàn tay to hơn Long Hạo Thần gấp hai bao cả bàn tay hắn, cười lớn nói: "Lần trước nhân tình không kịp trả ngươi, cùng ngươi một đội thật không sai." Nói xong, lần nữa sờ đầu chọc, kéo pháp trượng nặng trịch đi hướng sau lưng Vương Nguyên Nguyên. Nhìn gã, Long Hạo Thần thầm an ủi mình rằng, dù sao thì hắn cũng là người mạnh nhất trong đám mục sư. Đúng vậy, còn là mục sư có thể cuồng hóa còn thiếu một người cuối cùng, triệu hoán sư của linh hồn thánh điện. Tuyển chọn đội viên triệu hoán sư, hàn khiếm nhìn tư mã tiên, trong mắt lộ ra vài phần nghiền ngấm. Luân bàn lần thứ ba chuyển động, xét thấy mình may mắn chọn mục sư, long hạo thần cố ý ngừng một lát mới thả viên ngọc hỏa hồng vào luân bàn. Một lát sau luân bàn dần dừng lại, khoảnh khắc viên ngọc hỏa hồng ngừng nhúc nhích, không chỉ long hạo thần ngơ ngẩn, ngay cả sáu vị phó điện chủ phụ trách giám sát cùng với dương văn chiêu và mục ninh đứng cạnh luân bàn đều ngẩn ra, đợi thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn kỳ này, nếu nói thí sinh nổi tiếng nhất, tuyệt không phải Long Hạo Thần, cũng không là Dương Văn Chiêu, thậm chí không phải thực lực cường đại thải nhi hoặc là đầu trò quái dị mục sư, lấy tấm thuẫn làm búa dùng vương nguyên nguyên. Có thể làm mọi người đều biết đến, thậm chí ngay cả cao tầng lục đại thánh điện không người không hiểu, chỉ có một người. Thì phải ra ở vòng đấu loại chỉ ra sân một lần. Dựa vào triệu hoán một ma thú cấp 8 khiến triệu hoán sư sở quá không ai dám đấu với cô, đạt được vòng loại đệ nhất linh hồn thánh điện. Sau đó ở thi đấu tiểu tổ hiện ra cô hoàn toàn dựa vào may mắn, tuyệt đối không đáng tin, tuyệt đối tùy cơ quái dị triệu hoán sinh linh môn, la lị triệu hoán sư Trần Anh Nhi. Mà giờ khắc này, viên ngọc nhan sắc rực rỡ lóa mắt chính là ngừng trên cái tên này. Mắt linh đế tam thủy chợt biến thành là lạ, bà nhìn Long Hạo Thần, lại nhìn Dương Văn Chiêu, nặng nề thở dài một hơi, thu hồi ánh mắt. Long Hạo Thần giật giật khóe môi, chẳng lẽ may mắn của mình đã dùng hết rồi, tại sao lại là cô ấy? Trần Anh Nhi lúc đấu với Vương Nguyên Nguyên triệu hoán ra một con cừu nhỏ, hiện tại hắn vẫn còn nhớ rõ. Cô gái này chẳng những triệu hoán tùy cơ, hơn nữa toàn bộ linh lực chỉ có thể một lần triệu hoán ra sinh linh môn. Giờ khắc này, trong lòng Long Hạo thần chỉ có một ý nghĩ chính là, luân bàn này đúng là công bình. Hàn khiếm sắc mặt nhanh chóng trở lại bình thường, trầm giọng tuyên bố. Săn ma đoàn số 1, Triệu Hoán sư, Trần Anh Nhi, bước ra khỏi hàng. Trần Anh Nhi vui vẻ nhảy cẫng lên, cười hì hì nói. Oa, wow, tốt quá đi có thể cùng nguyên nguyên tỷ chung một chỗ. Cô bước nhanh ra, chỉ vẫy tay với Long Hạo Thần, thậm chí không thèm bắt tay, liền chạy đến bên cạnh Vương Nguyên Nguyên. Lúc Vương Nguyên Nguyên nghe Hàn Khiếm tuyên bố, sắc mặt biến âm trầm. Nhìn Trần Anh Nhi vui đến quên cả trời đất, bất đắc dĩ nói. Tôi không muốn cùng cô chung đội chút nào, cô nhóc này quả là vướng víu trên chiến trường. Trần Anh Nhi không thèm để ý, nắm tay Vương Nguyên Nguyên vung vẩy. Nguyên Nguyên tỷ, tỷ không thể ghét bỏ người ta nha. Người ta cũng có lúc lợi hại lắm nha. Trên đài, Hàn Khiếm tuyên bố nói, săn ma đoàn số 1, đoàn trưởng Long Hảo Thần, kỵ sĩ. Thích khách, Thải Nhi, chiến sĩ, Vương Nguyên Nguyên, ma pháp sư, Lâm Hâm, mục sư, Tư Mã Tiên, triệu hoán sư, Trần Anh Nhi, tổ đoàn hoàn tất, bắt đầu từ giờ khắc này, 6 người Long Hảo Thần trở thành một đoàn đội. Trừ phi có người chất, nếu không sẽ liên tục đến khi bọn họ kết thúc con đường săn ma đoàn. Sau khi tuyên bố xong, Hàn Khiếm âm thầm buồn cười. Đội săn ma đoàn này sợ rằng là từ trước đến nay một đội quái dị nhất. Đoàn trường không biết là thủ hộ hay trừng giới kỵ sĩ. Thích khách mắt không thấy đường, hai người này còn bình thường chút, còn lại bốn vị, tuyệt đối là một người càng quái hơn người kia. Thuẫn chiến sĩ không biết phòng ngự, ma pháp sư không biết công kích, mục sư không biết trị liệu, lại thêm vào một triệu hoán sư căn bản không biết mình sẽ triệu hoán ra cái gì. Thật là quái trong quái, nhưng chính là sáu quái nhân này, hầu như là đứng đầu đợt tuyển chọn, hoặc đấu vòng loại hoặc giai đoạn chung kết của lục đại thánh điện. Tổ hợp này sẽ tạo ra hỏa hoa gì, không ai biết. Nhưng nói thế nào, hiện tại xem như hoàn thành đội săn ma đoàn. Long hạo thần đi xuống đài, cùng đội viên của mình đứng chung một chỗ. Lúc này tâm tình hắn hơi kỳ kỳ, nhưng không hề oán trời trách đất. Mặc kệ nói sao thì ít ra mình có thể cùng Thải Nhi chung một chỗ, về thiếu sót trong đội, đợi sau này nghĩ cách bù đắp. Dương Văn Chiêu, hãy bắt đầu nghi thức tuyển đội viên của ngươi bắt đầu từ giờ, tạm định tên săn ma đoàn của ngươi là săn ma đoàn số 2. a à, Dương Văn Triệu ánh mắt cứ nhìn chầm chầm Trần Anh Nhi. Mắt thấy cô bị, Long Hạo Thần tuyển đi rồi, trong lòng gã thầm bực mình, lúc này nghe Hàn Khiếm nói mới hồi phục tinh thần. Nghi thức tuyển người săn ma đoàn số 2, coi như gã may mắn hơn Long Hạo Thần một chút. Ít ra tuyển đội viên bình thường hơn, và lại lúc cuối cùng lựa chọn Triệu Hoán Sư, chọn chúng vị tiến vào tám cường. Chân chính số một linh hồn thánh điện cấp 5 triệu hoán sư Lưu Vũ, Điều này khiến tâm tình Dương Văn Chiêu tốt hơn chút, Hoàng Nghị và Liêu Vũ thực lực đều không tệ, địa vị trong thánh điện đều đứng hàng đầu. Tới săn ma đoàn số 3 của Mục Ninh tuyển người, dường như là lúc trước gã đã dùng hết may mắn, trong số 4 thành viên thì chỉ có Triệu Hoán Sư là tiến vào 16 cường, đó là người tên Phương Trúc, một Triệu Hoán Sư từng đối đầu thải nhi Triệu Hoán ra con gấu khổng lồ, nhưng Tu Vi cũng chỉ cấp 4 mà thôi. Ba săn ma đoàn đứng đầu đã tổ chức xong, tiếp đến là tiến hành đợt phân chia mấy thí sinh còn lại khiến người rất trong mắt là săn ma đoàn số 4. Dựa theo trình tự, săn ma đoàn số 4 đợt tuyển đầu tiên là kỵ sĩ. Chính là Lý Hinh, tiếp theo vận khí của Lý Hinh có thể nói là may đến không có thiên lý. Cô chọn chúng chiến sĩ chính là người tiến bát cường, chiến sĩ cấp 5 đã thua Mục Ninh. Tổng thể thực lực trong chiến sĩ thánh điện chỉ thua Vương Nguyên Nguyên. Thích khách thì là một vị lọt vào 16 cường. Về ma pháp sư thì chọn chúng ma pháp sư không gian hệ khá hiếm thấy, cũng có thực lực đỉnh cấp 4. Mục sư Càng là tuyển trong số thí sinh thuộc mục sư thánh điện duy nhất cấp 5 giáo chủ. Cuối cùng Triệu Hoán sư thì là người từng đem đến phiền toái không nhỏ cho Hàn Vũ, cuối cùng gã phải nhờ Thái Dương Hỏa mới chiến thắng, Triệu Hoán sư hệ thực vật Bạch Hiểu Mạc. Đoàn đội của Lý Hình có lẽ mỗi người thực lực không phải mạnh nhất, nhưng trải đều. Đặc biệt là mục sư và Triệu Hoán sư, cường đại mục sư có thể bảo chứng sức chiến đấu liên tục cho đoàn đội. Bạch Hiểu Mạc am hiểu khống chế tình huống có thể bù đắp khuyết điểm năng lực phòng ngự trường giới kỵ sĩ của Lý Hình. Đoàn trưởng săn ma đoàn số 4 này dĩ nhiên không có gì bất ngờ rơi vào mục sư cường giả cấp 5 duy nhất Luân bàn không ngừng chuyển động, một đội lại một đội săn ma đoàn thành lập Toàn bộ nghi thức tuyển người tổ đội tiến hành tới giữa trưa mới xong Hợp thành săn ma đoàn từ số 1 đến 10 Nhìn phía dưới các thành viên săn ma đoàn đứng thành 10 hàng, hàn khiếm nói Bắt đầu từ bây giờ, các người chính thức trở thành một phần của săn ma đoàn Giữa các người điều trọng yếu nhất chính là đồng bạn Đồng bạn khiến mình yêu tâm giao sau lưng Trong lịch sử liên minh từng xuất hiện rất nhiều săn ma đoàn đứng trên vinh quang. Hy vọng một ngày nào đó, các ngươi cũng có mặt trên đó. Các ngươi phải ghi nhớ, vĩnh viễn không được oán giận đồng bạn. Hôm nay, có lẽ thứ hạng thi đấu của các ngươi không cao, nhưng tương lai không xa, có lẽ sẽ trở thành người mạnh nhất. Bắt đầu từ bây giờ, mọi người nghỉ ngơi 3 ngày, đồng thời mỗi đoàn trưởng săn ma đoàn hãy dẫn đội viên, trong vòng 3 ngày đến tháp nhiệm vụ săn ma đoàn hoàn thành ghi tên, lấy số. 3 ngày sau, thí sinh tiến vào 16 cường, sáng sớm tới Thánh Minh Tàng bảo các lựa chọn bí kỹ sử dụng. Thí sinh từ 9 đến 16 có thể tuyển chọn một bí kỹ, thí sinh từ 1 đến 8 có thể chọn hai bí kỹ. Ba hạng đầu ngoại trừ Long Hạo Thần, có thể lấy được một tòa linh lô do thánh điện của các người tiến hành trao thưởng. Hiện tại, giải tán, hai chữ giải tán vừa phát ra, tất cả thí sinh hầu như đều có cảm giác chút được gánh nặng. Rốt cuộc kết thúc, từ ban đầu vòng loại đến đấu tiểu tổ, rồi chung kết, đã qua một tháng. Người có thực lực càng mạnh, trải qua thi đấu càng nhiều. Hiện tại thi đấu tuyển chọn rốt cuộc kết thúc, những thí sinh 16 cường cuối cùng có đoàn đội của mình, bọn họ có thể tạm thời thả lòng. Liên quan đến sau này đoàn đội sẽ làm gì, bọn họ cũng không biết, tạm thời không muốn nghĩ nhiều cái gì. Họ chỉ muốn trước tiên thoải mái nghỉ ngơi vài ngày, rồi mới tính tiếp. Đoàn trưởng, chúng ta có thể hợp thành một săn ma đoàn cũng là duyên phận, hôm nay tôi làm chủ, mời mọi người một bữa ăn ngon. Lâm hâm sảng khoái nói, Long Hạo Thần cười nói, mọi người đừng kêu đoàn trưởng, cứ trực tiếp gọi tên tôi là được ý mọi người thế nào? Tư mã tiên liếc lâm hâm một cái, ta không có ý kiến, nhưng sức ăn rất lớn à? Lâm hâm cười hì hì nói, chắc chắn cho ngươi ăn no nê, vương nguyên nguyên không khách sáo nói, tôi cũng không có ý kiến, nếu có người mời không ăn thì phí. Trần Anh Nhi cười nói, tốt lắm, Thải Nhi thì dĩ nhiên sẽ không nói cái gì, chỉ gật nhẹ đầu. Bị Long Hạo Thần nắm tay, nàng toát ra vài phần dịu dàng. Nhưng mấy người này đều từng thấy nàng phát huy, không ai dám coi thường nàng. Long Hạo Thần dù sao tuổi nhỏ, tuy đạt được quán quân nhưng khí thế còn chưa đủ. Nếu thêm vào Thải Nhi, trong đám thanh niên tuyệt đối không ai không chịu phục. Không chỉ có đội săn ma đoàn bọn họ, lúc này là thời gian ăn trưa, mỗi thành viên săn ma đoàn khác cũng cần quen thuộc lẫn nhau, hầu như đều chọn cách ăn mừng bắt chuyện. Lâm Hâm dẫn mọi người rời khỏi sân kỵ sĩ, đi hướng bên phải lại bước trên con đường không quá trăm mét, đi tới một nhà ăn cao tới 5 tầng lầu. Nhà ăn tô vàng rát ngọc, trước cửa có 8 thiếu nữ dáng người thon dài phụ trách đón khách, mắt nhìn trầm trầm tư mã tiên hiển nhiên Lâm Hâm không phải lần đầu tới đây, gã để một thiếu nữ dẫn bọn họ vào trong, quen đường cũng đi tới tầng 3 một cái phòng lớn đối diện con đường, nói vài câu với nhân viên phục vụ. Ngồi quanh bàn, trong 6 người trừ thải nhi ra đều trợn mắt nhìn nhau. Tuy từng gặp qua nhưng họ không quá quen thuộc đối phương. Lâm Hâm đứng dậy, mỉm cười nói, như vậy đi, về sau chúng ta là một đội, mọi người trước tự giới thiệu thì sao hả? Chủ yếu là giới thiệu năng lực của mình, sau này khi hành động thì đoàn trưởng cũng dễ phân phối. Tôi nói trước đi, Tôi tên Lâm Hâm, năm nay 19 tuổi, thân cao 1m81, nặng 69kg, chưa hôn. Xì, si, nói câu gì thực tế chút được không? Trần Anh Nhi trợn trắng mắt, ông muốn tìm bạn trăm năm à? Lâm Hâm không giận, nói. Tốt, vậy nói điểm thực tế. Tôi là ma đạo sĩ cấp 5 bậc 2, am hiểu khống chế ma pháp, phòng ngự ma pháp. Bản thân là một ma dược sư, có thể luyện chế các loại đan dược. Nói thật chứ tôi có tin tưởng trong vòng 3 tháng lợi dụng đan dược tôi luyện chế có thể trợ giúp trong số các người ai còn chưa đạt cấp 5 có thể đột phá. Trong 6 người có hai vị chưa đột phá cấp 5, bạo lực mục sư Tư Mã Tiên và không đáng tin cậy La Lị Triệu Hoán sư Trần Anh Nhi. Hai người nghe y nói vậy thì trợn to đôi mắt, Vương Nguyên Nguyên đáy mắt cũng biến đổi, bọn họ biết rõ đan dược quý hiếm, đặc biệt đan dược có thể tu luyện. Họ đều không ngờ tới ma pháp sư thoạt nhìn rất vô dụng, tuy tu vi không thấp nhưng không biết công kích, vậy mà lại là một ma dược sư. Như vậy xem ra, có y trong đội còn có chút tác dụng. Long Hạo Thần nói: "Tôi có thể bảo chứng cho Lâm huynh, lúc trước chính huynh ấy tặng tôi một ít đan dược, tôi nhờ một loại tự đặt tên là tụ linh đan trợ giúp, mới trong quá trình thi đấu đột phá cấp 5." Lâm Hâm thẳng thắn nói: "Tôi không giỏi ma pháp công kích nhưng có thể làm một ít việc hữu dụng cho săn ma đoàn chúng ta. Trong chiến đấu, tôi có thể lập phòng ngự, đồng thời vì mọi người cung cấp các loại đan dược. Làm một ma pháp sư mà không biết công kích, y lo lắng nhất chính là không được mọi người chấp nhận, khó hòa hợp trong săn ma đoàn." Tư Mã Tiên cười nói: khó trách khi người đấu với ta luôn nói ca có dược, thì ra thật sự là làm. Thuốc, chỉ cần không phải thuốc giả là được, Lâm Hâm tức giận nói, người cũng không đáng tin hơn ta bao nhiêu, ta không giỏi công kích, người làm mục sư biết trị liệu không. Sau này chỉ sợ là vấn đề lớn trong đội, ta nên nhiều luyện thêm đan dược phòng bị trước. Tư mã tiên cười nói, được rồi, đừng nói người không ngẫm đến ta, trong đội trừ đoàn trưởng và thải nhi tiểu thư, có ai đáng tin không? Vương Nguyên Nguyên trao đôi mày thanh tú, ngươi nói ai không đáng tin, bổn tiểu thư chính là cường lực chiến sĩ tư mã tiên hừ một tiếng nói ta sớm nghe nói ngươi là thuẫn chiến sĩ cõng tấm thuẫn lại không biết phòng ngự đáng tin chỗ nào danh tiếng của anh nhi càng như sấm bên tai truyền thuyết triệu hoán sư không đáng tin cậy nhất đúng hay không trần anh nhi không thèm quan tâm nói hiện tại không đáng tin không có nghe là về sau cũng vậy huống chi đánh đánh rất rất là chuyện của đàn ông các người tôi cho các người la hét trợ huy được chưa trong khi các thành viên săn ma đoàn số một vừa chọc ngoáy đối phương ai không đáng tin vừa ăn uống liên hoan, thì tổng bộ thánh minh, hàn khiếm sau khi trở về lập tức gọi hàn vũ đến. Ông nội, đã kết thúc tổ đoàn, chủ nhân còn chưa trở lại, tình huống như thế nào? Hiện giờ hàn vũ đã thói quen xưng hô Long Hạo Thần. Mấy ngày nay khi Long Hạo Thần đi tham gia thi đấu, y ở lại nhà trọ tu luyện, không ra khỏi cửa, chờ đợi kết thúc thi đấu săn ma đoàn. Hàn khiếm xem cháu trai vài ngày nay rõ ràng biến trầm ổn rất nhiều, nói. Không tốt cũng không xấu, săn ma đoàn của Long Hạo Thần có một ít quái nhân. Ông kêu con tới cũng là vì chuyện này, sau đó ông kể tường tận kết quả rút thăm của Long Hạo Thần. Hàn vũ chăm chú lắng nghe, trong mắt lộ ra suy tư. Hàn khiếm chỉ bên cạnh ý bảo y ngồi xuống, nói cái nhìn của con xem. Hàn vũ nói, tổng thể nhìn thì đúng là rất quái dị, nhưng cũng có thể xem là săn ma đoàn ưu tú. Đầu tiên ở phương diện kỵ sĩ và thích khách, gần như là vô địch. Biểu hiện của chủ nhân, Thái Nhi Tiểu Thư trong trận đấu đã đủ chứng minh tất cả. Về chiến sĩ, Vương Nguyên Nguyên có cự linh tấm thuẫn thực lực cũng không tầm thường. Nhìn theo khía cạnh khác thì người tên Tư Mã Tiên cũng có thể xem là cuồng chiến sĩ. Hai chiến sĩ trong một đoàn đội, nhất định sẽ tăng lực công kích trong đội. Còn về ma pháp sư, tuy lâm hâm lực công kích không được, nhưng còn nghe nói lực khống chế và phòng ngự của hắn vượt xa đồng lứa. Trừ Thải Nhi và Thủy Bà Bà, hầu như không ai phá thủng phòng ngự của hắn. Kỳ thật trong đoàn đội, hắn chỉ cần phòng ngự là tốt rồi, thậm chí có thể lấy làm thuẫn chiến sĩ. Nghe y nói tới đây, Hàn khiếm phất tay ý bảo cứ nói tiếp. Hàn Vũ nói tiếp, về công kích, ma thú đồng bạn ba đầu của chủ nhân khá lợi hại, tương đương với ba ma pháp sư. Có lẽ bởi vì nó không sử dụng trang bị, bất cứ loại thuộc tính nào cũng không thể so sánh với đồng cấp ma sư. Nhưng thêm vào ba loại chúc phúc, tuyệt đối thắng đa số ma pháp sư cấp 5. Nếu như nó tiếp tục trưởng thành, không cần lo lắng vị trí ma pháp sư trong đội. Hàn khiếm hiển nhiên rất hài lòng sự phân tích của cháu trai, mỉm cười nói. Triệu hoán sư thì sao? Hàn Vũ nhún vai nói, con luôn cho rằng triệu hoán sư dưới cấp 6 thì không có tác dụng gì. Trần Anh Nhi loại này triệu hoán sư quái đản càng không thể chờ mong. Nhưng lúc chủ nhân tiến hành đoàn đội chiến, không so đo sức chiến đấu của cô ta, ngược lại có lẽ sẽ đem đến bất ngờ. Dù sao cô từng dùng sinh linh môn triệu hoán ma thú cấp 8. Nói tới đây Hàn Vũ tạm ngừng, nhíu mày nói, cả đội duy nhất điểm yếu chỉ sợ là ở chức nghiệp mục sư. Tuy chủ nhân là thủ hộ kỵ sĩ có năng lực trị liệu, đồng bạn ma thú cũng có quang thuộc tính. Nhưng dù sao vẫn không phải chân chính mục sư, chủ nhân phải lo cho toàn đội, là trụ cột, lại có được thánh dẫn linh lô, chắc chắn. Không thể trông chờ chủ nhân chú ý phương diện chữa trị. Còn về ma thú đồng bạn thì sợ rằng chỉ quan tâm một mình chủ nhân mà thôi. Rất tốt, khuôn mặt hàn khiếm tăng thêm nét cười. Xem ra long hạo thần cho con đả kích, con đích thực trưởng thành không ít, biến xấu thành tốt. Con phân tích rất chính xác, nhìn cũng thông suốt. Vấn đề lớn nhất của đội long hạo thần chính là trị liệu nhưng con phân tích đã quên một người là ai hàn vũ hiếu kỳ nhìn ông nội hàn khiếm khẽ cười nói chính là con đừng quên con cũng là một thủ hộ kỵ sĩ hơn nữa là không cần làm đội viên chủ yếu lực phòng ngự thủ hộ kỵ sĩ ở trong đội long hảo thần sẽ làm nên không ít tác dụng phải làm sao chính con mới nãy cũng đã phân tích rồi hàn vũ trong lòng thầm rung động ý ông nội là để con sau này nghiêng hướng kỹ năng trị liệu hàn khiếm phẩy tay nói trị liệu và phụ trợ Điều con cần làm chính là tăng khả năng sinh tồn cho toàn đội trên chiến trường, khiến hạo thần chắn phía trước không phải lo lắng mặt sau. Hàn Vũ mắt lóe sáng, y vốn là người thông minh, được ông nội nhắc nhở liền thông suốt. Trở về đi, ba ngày sau con hãy quay lại đây. Trước khi cả đám xuất phát, ông nội có đồ cho con. Dạ, ông nội, khi Long Hạo Thần trở về nhà trọ, tâm tình vẫn đang kích động. Săn ma đoàn thành lập, mỗi một thành viên không ngừng xuất hiện trong đầu hắn. Dù sao hắn chỉ mới 14 tuổi, mặc kệ có chính chắn, trưởng thành sớm, thì tuổi tác vẫn ràng buộc không nhỏ. Nếu có thể thì hắn rất muốn nhường lại vị trí đoàn trưởng, cho ai có tài. Nhưng hắn thật sự có thể nhường ư, săn ma đoàn của mình tuyệt đối là một cái so với một cái càng không đáng tin, Thải Nhi cũng biểu lộ rõ không muốn làm lãnh đạo. Rốt cuộc, có thể khiến mọi người phục chỉ có hắn mà thôi. Từ hôm nay trở đi, hắn không còn là một người, mà là bảy người. Hắn phải chịu trách nhiệm sinh mệnh thành viên trong đội, phụ trách mỗi một lần hành động. Chớp mắt đã qua bốn ngày. Trong bốn ngày nay, Long Hạo Thần và đội viên của hắn chủ yếu làm hai sự viện. Một là tới tháp săn ma nhiệm vụ nằm cạnh Đại Sân Thánh Minh, ghi tên trở thành một thành viên của săn ma đoàn. San ma đoàn có phân đẳng cấp, cấp bậc càng cao thì nhận nhiệm vụ cũng càng khó khăn, tương ứng có được phần thưởng cũng tốt hơn. San ma đoàn từ thấp đến cao chia làm cấp sĩ, cấp hiệu, cấp suất, cấp vương, cấp đế và cấp danh hiệu, tổng cộng 6 cấp. Mỗi thăng một cấp thì có yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, phải hoàn thành rồi mới có thể thăng cấp. Ví dụ từ cấp sĩ tiến cấp hiệu, Điều thiên cần thành viên cả đội tu vi vượt qua cấp 5, mỗi người công huân vượt qua 1 ngàn, đoàn đội tổng công huân vượt một vạn. Đây mới chỉ là giản đơn, cấp danh hiệu cao nghĩa là săn ma đoàn có một danh hiệu thuộc về mình, mà muốn thăng lên cấp này, yêu cầu thứ nhất chính là ít nhất rất ba hạng đứng đầu trong 16 ma thần của thập nhị trụ ma thần. Có thể nghĩ đây là loại khó khăn cỡ nào, thành viên săn ma đoàn cho dù là đổi trang bị hay bí kỹ đều phải dựa vào giá trị công huân. Sau khi hoàn thành ghi tên, cánh tay trái mỗi người đều có lấy mấu tươi làm dẫn nhập vào khối lệnh bài bảo thạch màu vàng nhạt. Khối lệnh bài này sẽ theo họ mãi đến khi kết thúc hành trình săn ma đoàn. Khi bọn họ săn rớt ma tộc, khối lệnh bài đạt trang bị linh ma cấp này sẽ tự động phân biệt, ghi nhớ và gia tăng công huân của họ. Mà khi hoàn thành nhiệm vụ khác, tháp săn ma nhiệm vụ sẽ cho họ gia tăng tương ứng công huân. Lần này Long Hạo Thần vô địch thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn, trực tiếp có 100 điểm giá trị công huân. Thải Nhi tiến nhập tứ cường có 50 điểm công huân mấy người khác không tiến vào 16 cường, chỉ có giữ điểm gốc 10 công huân mà thôi. Dựa vào 100 điểm công huân, dưới sự nhắc nhở của Thải Nhi, Long Hạo Thần đi trung tập giao dịch săn ma đoàn. Đổi lấy ba loại đồ vật, tổng cộng tiêu phí 150 công huân, tiêu hao sạch điểm hai người thông qua thi đấu đạt được. Ba đồ vật này là bảo thạch trắc nghiệm giá trị công huân, bảo thạch trắc nghiệm nội linh lực và bảo thạch trắc nghiệm ngoại linh lực. Bảo thạch trắc nghiệm giá trị công huân chỉ cần dán trên tay trái chỗ có lệnh bài bảo thạch, trong viên ngọc sẽ xuất hiện giá trị công huân tương ứng, cho họ điều tra thu hoạch trong lúc chiến đấu với ma tộc. Thứ này rất trọng yếu để ủng hộ sĩ khí đoàn đội. Về bảo thạch trắc nghiệm nội linh lực, Long Hạo Thần mua là loại cực hạn chịu trùng kích nội linh lực một vạn. Bảo thạch trắc nghiệm ngoại linh lực thì là chịu áp lực ngoại linh lực một ngàn. Có hai loại bảo thạch này, có thể giúp thành viên đoàn đội tùy thời kiểm tra trạng thái và thành quả tu luyện. Ba đồ vật này không đắt, ưu điểm là thực dụng, là vật tốt không thể thiếu ở bất cứ săn ma đoàn nào trừ ghi tên ra thì là lần nữa tiến nhập thánh minh tàng bảo các. Tuy Long Hạo Thần không có phần thưởng linh lô, nhưng hắn cùng Thải Nhi có thể lựa chọn hai loại bí kỹ để tu luyện. Có nhẫn truyền thừa của Long Tinh Vũ, Long Hạo Thần không trần chờ chọn kỹ năng của thủ hộ kỵ sĩ. Hắn chọn một kỹ năng tăng cường lực phòng ngự cá nhân và kỹ năng toàn thể tăng phúc. Làm đoàn trưởng săn ma đoàn là trung tâm cả đội, khi tuyển họn kỹ năng đương nhiên hắn phải đắn đo đến tình hình đoàn đội. Trước một ngày tuyển chọn bí kỹ, Hàn Vũ từng kiếm hắn trò chuyện. Nếu không có lần nói chuyện này, chỉ sợ Long Hạo Thần chủ yếu toàn chọn kỹ năng loại trị liệu. Ngày hôm qua khi lấy bí kỹ, đồng thời Long Hạo Thần được thông báo lệnh hắn cùng đội viên gói ghém hành trang, sáng hôm nay xuất phát. Cũng không biết phải tới nơi nào tiến hành đợt đấu đoàn đội săn ma đoàn. Lão sư, gõ cửa phòng dạ hoa, Long Hạo Thần khép lại cửa, chợt quỳ xuống trước mặt y. Dạ hoa bị hắn làm giật nảy mình, làm sao vậy Hạo Thần, ngươi đang làm cái gì đó? Long Hạo Thần không mở miệng, mà là trước tiên sao thùng, thùng, thùng sao dập đầu ba cái mới ngẩng đầu, mắt ướt nước. Lão sư, hôm nay chúng con phải đi. Đệ tử, đệ tử luyến tiếc người. Giả dạ hoa ngây ngẩn nhìn Long Hạo Thần khuôn mặt non nớt còn có đôi mắt sáng ngời, vẻ lạnh lùng biển trai của y dần biến thành kích động. Hai tay dìu Long Hạo Thần đứng lên, kéo hắn vào lòng. Mặc kệ hắn yêu tú cỡ nào, rốt cuộc vẫn chỉ là một thiếu niên 14 tuổi. Giả dạ hoa cả đời chưa lập gia đình, đương nhiên không có con cháu. Bất giác mấy năm nay y đã sớm coi Long Hạo Thần như con trai mình. Đúng vậy, phải tách ra, Long Hạo Thần luyến tiếc y, làm sao y nỡ rời xa đứa trẻ này. Hạo Thần, mấy năm nay lão sư có phải là rất giữ với ngươi không? Giọng dạ hoa hơi khàn khàn, Long Hạo Thần lắc đầu dán lồng ngực không quá rộng lớn của dạ hoa. Hắn cùng dạ hoa một chỗ so với bên Long Tinh Vũ càng dài. Hắn trời sinh có quang minh, nội tâm thuần khiết, đặc biệt cảm giác được người bên cạnh đối với mình tốt hay xấu. Dạ hoa là từ tận đáy lòng đối với hắn tốt, trong lòng hắn, tuy dạ hoa không bằng phụ thân mình vinh quang và cường đại, nhưng địa vị một chút cũng không thấp. Dạ hoa cười nói, ngươi là học sinh tốt nhất lão sư cả đời này dạy dỗ. Lão sư biết cách dạy của mình cực kỳ nghiêm khắc, nhưng ngươi đi theo ta học tập lâu như vậy, chưa bao giờ than khổ tiếng nào. Ngươi có thể ở tuổi 14 đạt được thành tựu hiện tại, dĩ nhiên thể chất quang minh của ngươi rất quan trọng, nhưng nỗ lực của bản thân cũng là mấu chốt. Hiện tại ngươi trở thành một thành viên của săn ma đoàn, ngươi đang dần trưởng thành. Tuy lão sư không thể ở bên cạnh ngươi, nhưng dù là khi nào lão sư đều cầu nguyện cho ngươi bình an ta đã bàn với sư tổ của ngươi, sẽ ở lại thánh thành này, không trở về Hạo Nguyệt thành. Sau này khi ngươi trở về giao nhiệm vụ, có thể đến phủ. Chấp chính thánh minh tìm ta, tuy tuổi ngươi không lớn nhưng bản tính hiền lành, trầm ổn, lương thiện. Lão sư rất yên tâm, nhưng ngươi quá trọng tình trọng nghĩa. Lão sư có lời dặn duy nhất là, mặc kệ khi nào, an toàn mới là trọng yếu. Gặp chuyện phải suy nghĩ kỹ, không thể liều lĩnh. Lão sư tin tưởng ngươi có thể trở thành một đoàn trưởng săn ma đoàn ưu tú lão sư đệ tử long hạo thần nghe dạ hoa nói gục trong ngực y khóc không thành tiếng dạ hoa cười vỗ lưng hắn tốt lắm người đã là nam tử hán đại trưởng phu đừng làm loại hành động của con gái như vậy đi đi chim ưng trưởng thành cần phải rang rộng cánh bay lượn trên bầu trời một ngày nào đó ánh sáng của ngươi sẽ chiếu khắp toàn bộ thánh minh thậm chí là cả đại lục dạ hoa vừa nói vừa ôm vai hắn mở cửa nhẹ đẩy hắn ra ngoài sau rầm sau một tiếng cửa đóng ngay sau đó dạ hoa nặng nề đặt lưng tựa cánh cửa tay y, lòng y, còn có trong mắt ướt nước, đều đang run rẩy. Ngoài cửa truyền đến tiếng hô của Long Hạo Thần, lão sư, đệ tử nhất định sẽ thường quay về thăm ngài. Nước mắt y đã không thể kiềm nén, tuôn trào, y che miệng cố nén không khóc thành tiếng, tiếng bước chân Long Hạo Thần rời đi tựa như rút hết tất cả sức lực của dạ hoa. Nếu nó là con trai ruột của mình thì tốt biết mấy. Lý Hinh đứng trước cửa nhà trọ, nhìn Long Hạo Thần thất thần đi ra, vội vàng tiến lên xoa đầu hắn. Đệ đệ ngốc, đâu phải sinh ly tử biệt. Nếu đệ muốn báo đáp lão sư giả dạ hoa, như vậy hãy khiến ông ấy vì đệ cảm thấy kiêu ngạo. Hãy để ông ấy cảm giác được vinh quang kỵ sĩ từ người đệ. Vâng, Long Hạo Thần nhẹ gật đầu, lưu luyến không rời nhìn cánh cửa phòng giả dạ hoa, siết chặt nắm tay. Tỷ, chúng ta đi thôi. Đại sân Thánh Minh, sân kỵ sĩ, các đội săn ma đoàn đoàn đã hoàn tất ghi danh, mới lập săn ma đoàn nên tất cả đều là cấp sĩ, cũng lấy thứ tự đó. Ví dụ đám Long Hạo Thần là cấp sĩ săn ma đoàn số 1. Bởi vì hiện tại cấp sĩ săn ma đoàn chỉ có 10 đội mới thành lập mà thôi. Để tôi giới thiệu cho mọi người, đây là Hàn Vũ, phụ trợ kỵ sĩ của tôi. Sau khi hội hợp với đồng đội, Long Hạo Thần trước tiên giới thiệu Hàn Vũ. Bởi vì phải lập tức rời đi chỗ này nên hôm qua Hàn Vũ về nhà ở, hôm nay sớm tới sân kỵ sĩ gặp Long Hạo Thần. Phụ trợ kỵ sĩ, trong đội Long Hạo Thần, trừ thải nhi ra thì ánh mắt bốn người đều biến thành ngạc nhiên. Tư mã tiên trừng to mắt, vỗ đầu chọc của mình. Đại ca, người có cả phụ trợ kỵ sĩ, Long Hạo Thần cười nói, Hàn Huynh tuy rằng là phụ trợ kỵ sĩ của tôi nhưng cũng là bạn tôi. Anh ấy là thủ hộ kỵ sĩ cấp 5 nha, có anh ấy gia nhập, thực lực đội chúng ta nhất định sẽ càng mạnh. Tư Mã Tiên, Lâm Hâm, Vương Nguyên Nguyên, Trần Anh Nhi quay sang nhìn nhau, trong lòng thầm rung động. Kỵ sĩ thánh điện quá mạnh, vị kỵ sĩ cấp 5 này chắc không quá 25 tuổi, vậy mà không thể tiến nhập giai đoạn chung kết thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn. Hay là nói y vốn không tham gia chung kết, chỉ làm phụ trợ cho Long Hảo Thần. Tư Mã Tiên cười nói hoan nghênh gia nhập, hôm nay vẻ mặt lâm hâm hơi ủ rũ, sắc mặt tái nhợt, thậm chí bình thường mái tóc dài trải vuốt không rối loạn hiện tại hơi bù xù. Y gật đầu với Hàn Vũ nhưng không nói gì thêm, Vương Nguyên Nguyên ra vẻ hưng phấn nói, là thủ hộ kỵ sĩ à, vậy khi nào có cơ hội cũng muốn xem năng lực của anh. Hàn Vũ cười nói, tôi chỉ là phụ trợ của chủ nhân, bảo hộ an toàn của chủ nhân là điều quan trọng nhất. Tôi cũng có lệnh bài công huân, nhưng dựa theo quy tắc săn ma đoàn, làm một phụ trợ kỵ sĩ, công huân của tôi sẽ không tính trong đoàn đội. Nghe hai chữ công huân, dù là ủ rũ như lâm hâm cũng mắt lóe sáng. Trần Anh Nhi chớp chớp mắt, có thể đổi lấy đồ tốt nha. Lúc bọn họ tới trung tâm giao dịch săn ma đoàn, có thể nói được rửa con mắt. Lấy cấp bậc hiện tại của họ, tuy chỉ có thể ở tầng một trung tâm giao dịch lấy giá trị. Công huân đổi vật phẩm, dù là vậy vẫn khiến họ cảm thấy tầm quan trọng của giá trị công huân. Săn ma đoàn cấp sĩ có thể đổi lấy trang bị vũ khí, không ngờ đều là cấp linh ma, thậm chí số ít trang bị cấp huy hoàng. Cũng có thể đổi các loại đan dược, có rất nhiều đồ vật bọn họ chưa từng thấy quá lại vô cùng thực dụng. Xem mà khiến mỗi người chảy nước miếng, nhưng mấy thứ này có tiền không mua được, trung tâm săn ma chỉ chấp nhận trao đổi giá trị công huân. Thậm chí giữa đội viên săn ma đoàn cũng có thể lấy vật đổi vật, hoặc trực tiếp dùng giá trị công huân trao đổi. Không cần nói, thánh minh bày ra như vậy là kích thích thành viên săn ma đoàn khát vọng đạt được giá trị công huân, kích phát sức chiến đấu. Tuy mấy săn ma đoàn đều biết rõ điều này nhưng như cũ vẫn là có hiệu quả tốt. Trung tâm giao dịch cấp sĩ đã có nhiều thứ tốt vậy đến cao cấp như cấp hiệu cấp suất thậm chí là cấp vương cấp đế thì còn tới cỡ nào nữa vương nguyên nguyên nói tôi có hỏi thăm có hai cách lấy giá trị công huân một là trực tiếp đánh chất ma tộc bất cứ ma tộc nào đều được ma tộc phổ thông như trạch lâm tộc song đao ma cũng có thể đổi một ít điểm giá trị công huân ngoài ra chính là hoàn thành nhiệm vụ tháp giao cho long hạo thần cười nói mọi người không cần gấp chúng ta chỉ mới thành lập đoàn còn chưa quen thuộc lẫn nhau không có độ ăn ý Chúng ta cố gắng ở chung một thời gian, sau đó mới dần gia tăng nhiệm vụ khó khăn. Trần Anh Nhi thè lưỡi nói, đoàn trưởng, lá gan anh nhỏ thật, hôm nay là lị mặc áo choàng ma pháp màu trắng, trên đầu cột hai bím tóc cuộn lại, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Lâm hâm hừ một tiếng nói, ngược lại cô can đảm lắm, nghe nói còn chịu hoán cừu, ừm, không tệ, chúng ta đỡ mang theo thực vật. Trần Anh Nhi tức giận nói, tên ẻo là kia, nói ai đó, trong đội tính cả Hàn Vũ thì có bốn người nam, ai đều anh Tuấn người người tư mã tiên bộ dáng cương nghị chính trực, hàn vũ anh tuấn đẹp trai, long hạo thần thì khỏi nói, trên mặt hắn tìm không ra một chút khuyết điểm. Lâm hâm thì đứng sau long hạo thần, chỉ là thân hình ma pháp sư của y hơi gầy, không giống long hạo thần cân xứng, lại thêm mái tóc dài. Cho nên, biệt hiệu ẻo lả này cũng xuất hiện, ca không phải ẻo lả, ca là nam nhi đích thực. Lâm hâm nổi giận, vương nguyên nguyên nhíu mày nói, được rồi, hai người cãi nhau cái gì, nên nghĩ cách kiếm giá trị công huân mới quan trọng hơn, Lâm Hâm lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện hai bình đan dược. Y ném cho Tư Mã Tiên một bình, nói, đây là tụ linh đan mà đoàn trưởng đã nói, mỗi viên ít nhất có thể tăng 10 điểm nội linh lực, đồng thời xúc tiến tu luyện. Nó chỉ hữu dụng dưới cấp 5, trong bình có 10 viên, trước dùng thử đi, Tư Mã Tiên mừng rỡ vội vàng cầm cái bình, hướng Lâm Hâm giơ ngón tay cái. Anh em tốt, vậy ta không khách sáo, nói cảm ơn ngoài miệng không bằng ghi nhớ trong lòng, trong đội chỉ có Tư Mã Tiên và Trần Anh Nhi là không tới cấp 5. Mắt thấy Lâm Hâm lấy ra hai bình đan dược, làm sao Trần Anh Nhi không hiểu rõ. Cô cười tươi tiến đến nói, ẻo là cũng chia tốt xấu, anh nhất định là một ẻo là tốt. Cho nên sẽ không cùng con nít so đo đâu ha. Lâm Hâm xoay tròn tròng mắt, sau này không được gọi tôi là ẻo là nữa. Trần Anh Nhi cướp lấy đan dược trong tay y, còn vỗ vai y nói. Rồi rồi, mọi người đều là người một nhà, đừng cần nhằn nữa, sau này chiến đấu, tôi bảo vệ anh. Lâm Hâm bị cô chọc tức đến méo mũi, dựa vào cô, còn bảo vệ tôi. Trần Anh Nhi ướn bộ ngực nhỏ, nói, sao tôi không thể bảo vệ anh, cứ chờ xem. Khụ khụ, đúng lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng ho khan, Long Hạo Thần quay đầu lại, thấy Dương Văn Chiêu tiến tới gần hắn. Long huynh đệ, có thể nói vài lời không? Dương Văn Chiêu lễ phép hỏi, Long Hạo Thần gật đầu, đương nhiên được, hai người trong thi đấu là đối thủ cạnh, tranh, nhưng Long Hạo Thần rất có ấn tượng tốt với Dương Văn Chiêu. Dương Văn Chiêu chẳng những mạnh mẽ còn có tính cách trầm ổn. Quan trọng là gã được tinh diệu độc giác thú thừa nhận, có thể hiểu tính tình gã như thế nào. Dương Văn Chiêu dẫn Long Hạo Thần đi đến một bên, không người hướng Long Hạo Thần hành lễ. Long Hạo Thần nghiêng người vội vàng né sang bên, Dương Huynh, làm gì thế? Dương Văn Chiêu cười khổ nói, tôi có một việc muốn xin cậu nhất định phải đồng ý. Long Hạo Thần ngẩn ra, là chuyện gì? Dương Văn Chiêu nhỏ giọng nói, tôi muốn kính nhờ Long Huynh đệ giúp tôi chiếu cố anh Nhi. A, à, Long Hạo Thần nghi hoặc nhìn gã, nói, lúc trước tuyển người, Dường như Dương huynh có chọn anh nhi, chỉ là cô ấy không đồng ý. Kỳ thật không cần Dương huynh mở miệng tôi cũng sẽ bảo vệ cho cô ấy thật tốt. Chúng tôi là thành viên chung một đội mà, Dương Văn Chiêu hơi do dự mới nói, nói thật cho Long huynh đệ, anh nhi là vị hôn thê của tôi. Hai chúng tôi từ nhỏ đã đính hôn, chỉ là cô bé có chút phản nghịch, không đồng ý gia đình sắp đặt, cho nên mới có tình huống hiện tại. Mặc kệ nói sao thì tôi là vị hôn phu của cô ấy, nhưng cô ấy không chung đội với tôi. Nên tôi chỉ còn cách nhờ Long huynh đệ chăm sóc dùm tôi nguyện đem giá trị công huân tương lai tặng một phần ba cho long huynh đệ thấy sao hả long hạo thần biến sắc mặt thanh âm cũng trầm thấp dương huynh tôi nói rồi anh nhi là thành viên trong đội tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy sao có thể lấy giá trị công huân của huynh tốt lắm nói tới đây thôi nói xong hắn quay đầu bước đi dương văn chiêu dùng lợi ích dụ rỗ trong mắt hắn chính là sự sỉ nhục nhìn bóng lưng hắn dương văn chiêu vỗ chán mình thật là quan tâm sẽ bị loạn không nên đối với cậu ta nói lời như vậy đúng lúc này Long Hạo Thần chợt dừng bước ngoái đầu nói với Dương Văn Chiêu. Tôi sẽ bảo vệ tốt mỗi một thành viên trong đội, không để họ bị tổn thương. Dương Văn Chiêu gật đầu, Long huynh đệ, mới nãy, xin lỗi. Long Hạo Thần phất tay quay trở lại bên cạnh bạn bè. Đúng lúc này, kỵ sĩ Thánh Điện Thánh kỵ sĩ trưởng Hàn khiếm dẫn theo 10 người đàn ông, tuổi khoảng hơn 40 mặc áo trắng đi vào trong sân. Nhìn thấy ông, mỗi đội săn ma đoàn đều nhanh chóng yên tĩnh lại. Hàn khiếm đi đến giữa sân, 10 gã đàn ông cao to ở sau lưng ông sắp thành hàng. Từ hôm nay trở đi, các người chính thức thành săn ma đoàn cấp sĩ. Chắc các người cũng đã thấy giá trị công huân sẽ cho các người những thứ gì. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao săn ma đoàn được xưng là cái nôi của cường giả. Sau này cần làm cái gì, chắc hẳn các người đã đoán ra. Không sai, tiếp theo sắp sửa tiến hành, chính là đợt thi đấu đoàn đội săn ma đoàn. Một đoàn đội ưu tú chính là nguồn suối sáng tạo kỳ tích. Thi đấu đoàn đội không cần các người mặt đối mặt đấu, như vậy sẽ chỉ lãng phí thời gian lát nữa các ngươi sẽ rời khỏi thánh thành, từ nơi này xuất phát tới biên cương, vượt qua 3 tháng hành quân. Trong lúc đó, các ngươi sẽ đối mặt ma tộc hung tàn, nhưng cũng là cơ hội trực tiếp lấy giá trị công huân. 3 tháng sau, đoàn đội có giá trị công huân tổng số cao chính là đứng đầu thi đấu đoàn đội, cứ thế suy ra. Thi đấu đoàn đội chỉ có đứng 3 hạng đầu mới được thưởng. Hạng nhất thưởng giá trị công huân 1000, hạng 2 là 500, hạng 3 là 300, ta nói đây là mỗi người trong đoàn đội. Nên biết cho dù là Long Hạo Thần được quán quân thi đấu cá nhân, chỉ nhận thưởng 100 công huân. Lúc này Hàn Khiếm lại nói đoàn đội quán quân mỗi người đều sẽ có điểm. Như vậy nghĩa là đội đó có cơ hội thăng cấp hiệu săn ma đoàn. Bỗng chốc mọi người đôi mắt tỏa sáng, trên chiến trường, sức mạnh cá nhân ảnh hưởng rất kém. Đoàn đội mạnh hay yếu không đơn giản vì thuộc vào năng lực cá nhân đội viên. Ai đều có khả năng đạt được vô địch, Hàn, Khiếm tiếp tục nói, đứng sau lưng ta là 10 vị thủ hộ kỵ sĩ, bọn họ sẽ trở thành người dẫn đầu của các người họ đều là anh hùng chiến đấu với ma tộc đã nhiều năm. Trên chiến trường các người phải học tập họ, các vị dẫn đầu về vị trí, xuất phát, liên minh thánh điện cũng vất vả, nơi có thể rèn luyện đương nhiên chính là chiến trường. Muốn cho đoàn đội lớn mạnh, bồi dưỡng ra ăn ý. Như vậy chiến trường tùy thời đều đối mặt sinh tử nguy cơ chính là công cụ dung hợp tốt nhất. Mà vì an toàn của đám nhóc này, liên minh phái ra 10 thủ hộ kỵ sĩ. Bọn họ không chỉ có nhiệm vụ bảo hộ các tiểu đội săn ma đoàn, đồng thời còn gánh vác tác dụng bồi dưỡng kỵ sĩ hạch tâm săn ma đoàn. Đối với một đoàn đội, kỵ sĩ phụ trách lên kế hoạch, phòng ngự, chỉ huy, vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Mười thủ hộ kỵ sĩ chia nhau đi tới trước mặt các tiểu đội săn ma đoàn. Bên Long Hạo Thần là một người cao to vóc dáng cường tráng hơi giống Tư Mã Tiên. Thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, khuôn mặt tựa như đao khắc tràn đầy nghiêm túc. Phía hai bên cổ có vết sẹo, phần đầu bên cạnh cũng có vết sẹo hình tròn bán kính khoảng 2 ly. Đi tới trước mặt mọi người, Cao Anh Kiệt tay phải đặt ngực trái, trầm giọng nói. Chào mọi người, tôi tên Cao Anh Kiệt, Bắt đầu từ giờ, trong một tháng này tôi sẽ là người dẫn đầu. Tôi không phụ trách chỉ huy các người chiến đấu, nhưng có quyền lợi tùy lúc điều chỉnh kế hoạch. Nhiệm vụ của tôi là bảo đảm sau 3 tháng các người có thể rời khỏi chiến trường. Từ thời điểm chúng ta đến chiến trường thì bắt đầu tính thời gian 3 tháng. Trước khi xuất phát tôi cần biết rõ thực lực của các người. Trần Anh Nhi tò mò nói, lĩnh đội, ngài làm sao để hiểu, Cao Anh Kiệt liếc cô một cái, chiến đấu vĩnh viễn là cách kiểm nghiệm thực lực tốt nhất. Các người vừa mới hoàn thành tổ hợp đoàn đội, sợ rằng chưa từng trải qua chiến đấu. Như vậy tôi chính là mục tiêu đầu tiên các người phải khiêu chiến. Nghe gã nói câu này, người phản ứng trước tiên chính là Tư Mã Tiên và Vương Nguyên Nguyên. Hai người đều thuộc loại hiếu chiến, nếu không sẽ không đem thuẫn chiến sĩ và mục sư tu luyện thành cường lực chiến sĩ. Vương Nguyên Nguyên nói, lĩnh đội, ngài cấp mấy, Cao Anh Kiệt nhàn nhạt nói, kỵ sĩ thánh điện cấp 7, nhưng khi cùng các người so đấu, tôi sẽ không dùng năng lực bay, cũng không chịu hoán tỏa kỵ. Vương Nguyên Nguyên hưng phấn nói, vậy nếu chúng tôi thắng ngài có được lợi gì không thí dụ như giá trị công huân chẳng hạn long hạo thần đều không nói lời nào giống như cao anh kiệt đã nói đội bọn họ vừa mới thành lập hắn cần quan sát đồng bạn thêm để quen thuộc đặc điểm của mỗi người hiện tại hắn phát hiện một đặc điểm của vương nguyên nguyên chẳng qua là thắng khuôn mặt cứng rắn của cao anh kiệt xuất hiện ý cười tôi không thể trực tiếp cho các người giá trị công huân nhưng nếu các người thắng tôi sẽ thành một đội viên trong đoàn tạm thời trở thành thủ hộ kỵ sĩ nghe theo điều khiển đoàn trường trên chiến trường tôi thu hoạch tất cả giá trị công huân đều chia cho các đội viên. Một lời đã hứa, lần này là Long Hạo Thần mở miệng, một tiếng quyết định. Người dẫn đầu có nhiệm vụ bảo hộ săn ma đoàn bọn họ, đương nhiên không thể trực tiếp gia nhập chiến đấu chung với họ. Chỉ có ở tình huống cực kỳ nguy hiểm mới ra tay. Vị này chính là thánh điện kỵ sĩ cấp 7, nếu gã có thể tạm thời trở thành đội viên, như vậy khi bọn họ săn ma tộc, vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều sẽ gia tăng. Đến khi đó còn đội nào có thể cùng họ tranh đoạt hạng nhất? tuy rằng khiêu chiến cấp 7 đối với họ mà nói sẽ vô cùng gian nan. Nhưng Cao Anh Kiệt dù sao là thủ hộ kỵ sĩ mà không phải chừng giới kỵ sĩ. Lại thêm không có gì nguy hiểm, người ta thậm chí không chịu hoán tỏa kỵ. Cơ hội tốt như vậy đâu có lý do không thử chứ. Nhìn đám thanh niên ra vẻ hưng, phấn, Cao Anh Kiệt trong lòng có chút buồn cười. Đám nhóc này, chẳng lẽ họ nghĩ rằng khiêu chiến vượt cấp là dễ dàng sao? Hơn nữa còn là vượt hai cấp, nên biết linh lực của kỵ sĩ thánh điện cấp 7 chuẩn nhập môn đã cao tới một vạn huống chi gã không phải kỵ sĩ thánh điện bậc một mấy đội săn ma đoàn khác đã theo người dẫn đầu lần lượt rời đi hàn khiếm cũng đã đi trong sân kỵ sĩ chỉ còn lại một đội săn ma đoàn bọn họ cao anh kiệt tự đi hướng giữa sân một tấm thuẫn và một thanh kiếm xuất hiện trong tay gã không có mặc áo giáp tấm thuẫn và thanh kiếm thoạt nhìn chỉ là vũ khí của kỵ sĩ phổ thông chỉ sợ không đạt tới trang bị ma cấp đến đây long hạo thần bước lên trước mấy bước đứng đầu đội hắn vội mặc vào thánh linh sáo trang ánh sáng trắng chợt lóe kích phát thánh linh thủ hộ một tầng ánh sáng sương mù bao phủ quanh thân đồng đội. Tư mã, cuồng hóa, nguyên nguyên, chớm, anh nhi đứng phía sau, triệu hoán, lâm hâm phụ trách phòng ngự, hàn vũ cùng tôi chính diện phòng ngự, thải nhi tùy cơ ứng biến. Lên, Long Hạo Thần ra lệnh chỉ huy, đây là lần đầu họ hợp tác, không có ăn ý gì, chỉ có thể dùng ngôn ngữ tiến hành chỉ huy. Long Hạo Thần vừa nói trên trán xuất hiện ánh sáng tím, Hạo Nguyệt xuất hiện. Nhưng Long Hạo Thần không cưỡi trên người nó mà khiến nó chờ ở phía sau. Hàn Vũ cũng mặc xong trang bị, trọng kiếm tay phải mau chóng hoàn thành phù văn triệu hoán. Ánh sáng vặn vẹo lóe trên đầu y, một ma thú quái dị xuất hiện trên không trung. Nhìn thấy ma thú này, ngay cả Cao Anh Kiệt là kỵ sĩ thánh điện đều ngẩn ra. Bởi vì ma thú đồng bạn của y thật là có chút quái. Là một cái bán kính 2 mét nhìn qua lớn cỡ ma bản nhãn cầu nhỏ. Đúng vậy, chính là một con mắt to, phía dưới mắt còn rũ xuống một cái đuôi đen. Mắt cũng là màu đen, xoay tròn chuyển động, xung quanh nó không ngừng lóe quang văn vặn vẹo, thoạt nhìn có mấy phần cảm giác kỳ dị. Cao Anh Kiệt kinh ngạc nói: "Đây là Tà Nhãn, thật là đồng bạn ma thú ít gặp." Long Hạo Thần cũng ngẩn người, ban đầu khi hắn chiến thắng Hàn Vũ, y không hề triệu hoán ma thú. Tà Nhãn to lớn cứ như vậy ở trên đỉnh đầu Hàn Vũ bay bình bồng, con mắt không ngừng chuyển động. Ánh sáng vặn vẹo dường như từ giữa con mắt nó tản ra ngoài. Đột nhiên một luồng sáng đỏ phát ra từ mắt Tà Nhãn, cao anh kiệt đứng đằng xa trên người cũng nhiễm màu đỏ. Cao Anh Kiệt không có động, không kinh ngạc, khẽ cười nói: "Nhãn chân tà, Tà Nhãn của cậu chưa trưởng thành." muốn tìm kiếm tu vi của tôi thì còn kém xa. Long Hạo Thần và Hàn Vũ nhìn nhau một cái, xài bước phóng hướng Cao Anh Kiệt. Bọn họ vừa hành động, các thành viên trong đội cũng khởi động. Vương Nguyên Nguyên mau chóng lấy ra ba viên bảo thạch nhét vào cự linh tấm thuẫn. Tư Mã Tiên thì hét to một tiếng, khí thế dâng cao, cầm pháp trượng theo Long Hạo Thần xông ra ngoài. Trong quá trình xung phong, toàn thân gã cơ bắp cuồn cuộn, cuồng hóa. Thải Nhi Nguyên bản bị Long Hạo Thần nắm tay, ngay giờ phút này bỗng biến mất. Hạo Nguyệt Tam đầu đồng thời nâng lên, tiểu quang và tiểu hỏa trong miệng không ngừng thoát ra thì thầm ngâm sướng tiểu thanh thì phun ra hai luồng sáng xanh rơi trên người trần anh nhi và lâm hâm thân thể hai người hơi bay lên đồng thời bị hạo nguyệt hứng lấy bốn vó tung bay đuổi theo đám long hạo thần trong tay trần anh nhi viên thủy tinh cầu to lớn lần nữa xuất hiện thanh âm ngâm sướng thanh thúy dễ nghe tựa như đang hát lâm hâm ngồi trước mặt cô pháp trượng hỏa vân tinh nâng lên mau chóng ngâm sướng chú ngữ hỏa nguyên tố dính đặc phát ra không thể không nói Lâm Hâm ở phương diện khống chế ma pháp và nguyên tố ma pháp, đều vượt xa Hoàng Nghị có thổ nguyên tố tinh linh. Y không có nguyên tố tinh linh trợ giúp, dựa vào pháp trượng hỏa vân tinh thi pháp, thế mà nhanh vượt qua Hoàng Nghị. Bên Long Hạo Thần mỗi người đều hành động, bên Cao Anh Kiệt thì như không thèm quan tâm, như cụ đừng yên bất động. Dưới trạng thái xung phong, Long Hạo Thần và Hàn Vũ tốc độ ngang bằng Tư Mã Tiên đã cuồng hóa. Ba người gần như là động thời tiến tới trước mặt Cao Anh Kiệt. Mắt thấy cách Cao Anh Kiệt không tới 10 mét, Long Hạo Thần đột nhiên hét lớn, trước ngực ánh sáng trắng bắn ra, tựa như tia chớp rơi trên người Cao Anh Kiệt. Thánh dẫn linh lô kỹ năng thứ nhất, khiên dẫn, Cao Anh Kiệt dường như không bất ngờ, nhưng gã động. Bước ra một bước vững như núi đặt trên đất, trong chớp mắt một tiếng nổ khiến toàn bộ sân kỵ sĩ chấn động. Tay phải phổ thông tinh thiết trọng kiếm nháy mắt phát ra ánh sáng vàng lóa mắt, chớm thẳng hướng Long Hạo Thần. Co chân, lập lá chắn, Long Hạo Thần thân hình nháy mắt cứng lại, tựa như một pho tượng điêu khắc đứng nơi đó. Thánh linh thuẫn lóe tia sáng trắng, đích thị là thánh quang thấm tấm thuẫn và thần ngự thuẫn đồng thời sử dụng. Cùng lúc đó, tổng cộng 5 tầng hào quang gần như đồng thời phát ra từ người hắn. Ánh sáng đầu tiên chính là thánh quang cháo từ linh quang bao tay, thứ hai chính là hàn vũ bên cạnh hắn phóng thích thêm một tầng thánh quang cháo. Tiếp đến chính là ba loại ánh sáng ma pháp, hai hỏa hệ, một quang hệ, ba mặt ma pháp từ đằng sau bắn tới rơi trên người hắn. Phòng ngự cấp 5 phối hợp hai tầng thánh quang cháo, vì Long Hạo Thần được 5 tầng phòng ngự. Ba tầng ma pháp hỗ trợ đương nhiên là của Tiểu Quang, tiểu hỏa và lâm hâm làm ra cao anh kiệt mắt sáng ngời trong lòng thầm gật đầu đám thanh niên này chỉ lần đầu phối hợp đã tìm ra điểm mấu chốt một thủ hộ kỵ sĩ hoặc thuẫn chiến sĩ có thể chống đỡ địch nhân công kích mới là chân chính trụ cột trong đội huống chi thiếu niên kỵ sĩ tuấn tú này còn có thánh dẫn linh lô tư thế phòng ngự như là bản năng không uổng là đệ nhất thi đấu cá nhân nhưng thế này là xong rồi ư tư thế trọng kiếm chớm xuống không thay đổi Cao Anh Kiệt tựa như không nhìn thấy bên trái tư mã tiên dơ pháp trượng lóe thánh quang trùy và quang trảm kiếm của Hàn Vũ. Sao anh rầm rầm, sao, cảm giác áp bách khiến Long Hạo Thần toàn thân run rẩy trước mặt năm tầng phòng ngự đối với Cao Anh Kiệt mà nói tựa như miếng thiết mỏng yếu ớt. Chỉ là làm ánh sáng vàng trên thân kiếm của gã yếu bất một ít mà thôi. Một kiếm này nặng nề chớm xuống thánh linh thuẫn, cùng lúc đó, tà nhãn trên đỉnh đầu Hàn Vũ đột nhiên phát ra ánh sáng trắng chói mắt, khiến thân hình Cao Anh Kiệt hơi ngừng dây lát, ngắn ngủi xuất hiện hoảng hốt tiếp đó trọng kiếm tiếp tục chớm hướng lá chắn của long hạo thần lực xung kích khủng bố nháy mắt từ thánh linh thuẫn truyền vào cơ thể giờ khắc này long hạo thần chỉ cảm thấy thân thể tựa như không còn là chính mình linh lực minh mông mà khủng bố xông tới khiến cả người hắn ép sát mặt đất bay ngược ra ngoài trên người ánh sáng vàng của quang báo thù chợt lẽ, cảm giác toàn thân tê dại lại như mất hết sức lực mặc dù long hạo thần trước kia đã đánh giá cao thực lực cường giả cấp 7, nhưng chân chính giao đấu hắn mới thật khắc sâu cảm nhận được chênh lệch quá lớn gần như tập trung lực lượng toàn đội chỉ có thể miễn cưỡng chặn một kích kia. Một đôi cánh màu vàng to lớn từ sau lưng Cao Anh Kiệt giang rộng. Quang chảm kiếm rơi trên đôi cánh, nháy mắt biến mất. Tư mã tiên sau khi cuồng hóa dốc sức một kích rơi trên đôi cánh, cũng chỉ là phát ra một tiếng sao đùng sao, bên trên bao bọc thánh quang trùy nháy mắt bị khủng bố cường liệt quang nguyên tố đồng hóa. Thân thể cường tráng của gã mạnh bắn ra xa, Long Hạo Thần không có gián đoạn thánh dẫn linh lô, hắn là đoàn trưởng, cũng là trụ cột đoàn đội, ngay lúc này, trọng trách ngăn chặn Cao Anh Kiệt đương nhiên thuộc trách nhiệm của hắn bốn ánh sáng lần nữa bao trùm thân thể, lần này là bốn tầng nguyên tố lá chắn. Tuy, rằng so với đợt trước thiếu một tầng, nhưng thánh quang cháo ba cấp sao có thể so sánh với nguyên tố lá chắn cấp 5, lực phòng ngự ngược lại mạnh hơn trước. Long hạo thần hít sâu, liều mạng thúc đẩy nội linh lực hóa giải cảm giác tê dại toàn thân. Lúc này ưu thế ngoại linh lực hơn xa đồng cấp kỵ sĩ dần hiện ra. Chỉ một chớp mắt, cảm giác tê dại đã biến mất hơn phân nửa. Cao Anh Kiệt một kiếm đẩy lùi Long Hạo Thần, dưới sức lôi kéo của thánh dẫn linh lô trừ phi gã chạy ngược ra phạm vi của linh lô nếu không gã chỉ có thể công kích một mình long hạo thần chân dẫm một cái gã xông hướng long hạo thần không thèm để ý hàn vũ lần nữa phát động công kích sau lưng gã hai cánh chỉ hơi động đã dễ dàng ngăn cản đòn đánh thánh quang thấm lá chắn thánh quang cháo thần ngự thuẫn chuyện oai http hai gạch chéo gạch chéo tiuienfull vn long hạo thần lại mở ra toàn bộ năng lực phòng ngự của mình cùng lúc đó một tầng ánh sáng hồng rơi trên người hắn, vì hắn lần nữa gia tăng một tầng nguyên tố lá chắn. Là Lâm Hâm, Lâm Hâm dựa vào Hỏa Vân Tinh phóng ra ma pháp tốc độ còn mau hơn Hạo Nguyệt nhiều. Y trong thời gian ngắn ngủi đã phát ra hai tầng nguyên tố lá chắn phụ trợ Long Hạo Thần phòng ngự. Oanh đùng đùng, Long Hạo Thần lần nữa ngay mặt nghênh đón công kích của Cao Anh Kiệt. Trong tiếng gầm đinh tai nhức óc, lần này hắn liên tục lùi 7 8 bước mới ổn định thân hình, tất cả vòng phòng ngự lần nữa bị phá nát. Nhưng so với đòn trước, phòng ngự càng nhiều thì phản ứng càng tốt ít ra không xuất hiện cảm giác toàn thân tê dại nữa